Phần thứ hai, triết học kinh doanh làm tốt nhiệm vụ của một CEO, làm cho trên thế giới không có việc buôn bán nào là khó. Chương 7, bàn về đạo lý hợp tác. Hãy tìm người thích hợp chứ đừng tìm người giỏi nhất. Ở chương này sẽ bàn về các vấn đề sau. Chỉ một người sẽ không thể thắng nổi một trận chiến. Quản lý doanh nghiệp cần tránh đảng anh em. Ai là cộng sự tốt nhất của bạn? Bước vào bằng cách của giang hồ, bước ra bằng cách của thương nhân. Thiết lập một chế độ đối tác hoàn thiện. Ghi lại bài nói chuyện, tôi chỉ quan tâm tới người điều hành công ty này. Chỉ một người sẽ không thể thắng nổi một trận chiến. Một mình đi trong bóng tối là chuyện đáng sợ. Thế nhưng cả vạn người cùng nhau đột kích trong bóng tối thì lại chẳng có gì phải sợ hết. Jack Ma từng nói rằng ông thành công được bản thân ông không có kỹ thuật chuyên nghiệp, không có nguồn vốn, không có kế hoạch làm việc. Có rất nhiều người 3-0 như thế này. Tại sao đa số họ lại không thành công? Trên thực tế, chúng ta phải nhìn nhận được 3 điểm sau từ bề mặt của 3-0 mà Jack Ma nói. Không có kỹ thuật chuyên nghiệp, thế nhưng dưới trướng có nhân tài chuyên nghiệp. Chính vì bản thân không thông thạo kỹ thuật nên mới giải phóng mình khỏi khuôn khổ công tác kỹ thuật vi mô để làm các công tác vĩ mô, nắm bắt ngoại lệ, nắm bắt quản lý. Nhà lãnh đạo không có kế hoạch làm việc thì mới có thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Phàm là người có khả năng biết trọng dụng cái tài của nhiều người khác, tức là người sáng suốt. Phàm là người sáng suốt, giỏi thu nhập trí khôn của nhiều người, tức là người anh minh. Về phương diện này, Lưu Bang chính là một tấm gương. Theo như sử sách ghi chép lại, sau khi lên ngôi hoàng đế, khi tổng kết kinh nghiệm đánh thắng Hạng Vũ, Lưu Bang nói rằng, bày mưu tính kế ở sâu trướng, quyết định chiến thắng đánh nơi ngàn dặm xa. Tôi không sánh được Trương Lương. Trấn thủ quốc gia, bình ổn bách tính, tặng thưởng binh lính, khiến cho đạo tốt mãi còn. Tôi không so sánh được với Tiêu Hà. Liên kết vạn quân, đã đánh tất thắng, đã tấn công, tất chiếm được thành. Tôi không bằng Hàn Tín. 3 vị trên là hào kiệt trong thiên hạ. Tôi có được 3 vị ấy, bởi thế nên tôi mới có được thiên hạ. Từ đó ta có thể thấy khởi nghiệp không nhất định cần bản thân cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tài cán hơn người. Tuy nhiên nhất định phải biết cách tìm kiếm cộng sự thích hợp. Còn nếu không, bất cứ chiến lược tuyệt hảo nào cũng khó mà thực thi. Bất cứ cơ đồ sự nghiệp vĩ đại nào cũng khó lòng thực hiện. Đối với những sinh viên đại học mới lần đầu khởi nghiệp hay những người trẻ còn thiếu kinh nghiệm khởi nghiệp, có một hoặc một vài cộng sự cùng chí hướng tham gia với mình là một lựa chọn không tồi. Cùng nhau khởi nghiệp không chỉ có thêm nhiều người bạn đối diện với khó khăn, thời khắc trọng đại của quá trình phát triển cũng sẽ có đồng đội chia sẻ gánh nặng trách nhiệm và cùng đưa ra chiến lược với bạn, giảm đi rất nhiều tính mù quáng và tùy tiện trong chuyện kinh doanh. Mọi thành công trong quá trình khởi nghiệp của Jack Ma không thể tách rời sự giúp đỡ của đồng đội. Câu chuyện khởi nghiệp của 18 vị La Hán của Alibaba đã trở thành đề tài được bàn luận hăng say trong ngành, đồng thời cũng đã mang lại những hồi ức tươi đẹp và vui vẻ cho các cộng sự cùng khởi nghiệp. Bành Lôi chính là một trong số đó, được Jack Ma coi là bộ trưởng tổ chức. Năm đó Bành Lôi giống như một người chạy việc. Bà kể, lúc bấy giờ không có gì gọi là phân công. Công việc nào thiếu người mà bạn có thể hỗ trợ được một chút thì cứ làm việc đó. Thực ra công việc của tôi chính là quản lý tiền nong, mua cơm hộp, hết giấy in thì mua giấy, là những chuyện kiểu như thế đó. Bởi vì lúc bấy giờ không có công ty. Công ty chính thức thành lập vào ngày 10 tháng 9 năm 1999. Trước đó tôi đó. Bởi vì lúc bấy giờ không có công ty. Công ty chính thức thành lập vào ngày 10 tháng 9 năm 1999. Trước đó tôi làm dịch vụ khách hàng và thanh toán. Thậm chí sau này, khi bà và chồng mình là Tôn Đồng Vũ, chủ tịch của Tao Bao, sống một cuộc đời bận rộn nhưng đủ đầy, bà ấy vẫn thường nhớ lại khoảng thời gian ngày đầu khởi nghiệp. Lúc đó tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hơn bây giờ. Khi bạn không có tiền, điều kiện cũng không đủ tốt, cảm giác vui vẻ sẽ cảm nhận được đặc biệt rõ ràng. Hàng Châu lúc bấy giờ vẫn còn thường xuyên cúp điện. 6 người chúng tôi làm việc trên mạng. Cúp điện, vậy là được nghỉ ngơi một lúc. Quay người bắt đầu đánh bài tú lơ khơ trên chiếc bàn gỗ. Khoảng tháng 3 năm 1999, sau khi trang web Alibaba bắt đầu chạy, công việc của mấy người nhóm Bành Lôi là phát hành tin tức kinh doanh theo mẫu. Thế nhưng họ cũng khó tìm được một bộ tiêu chuẩn phân loại khoa học, đành phải liên tục điều chỉnh.
Giờ nghĩ lại, công việc đó đúng thật là tẻ nhạt, đó đúng thật là tẻ nhạt. Thế nhưng lúc đó lại có thể làm hăng say, hứng thú đến vậy. Mỗi khi tới cuối tuần, mọi người đều chạy tới nhà Jack Ma ăn uống. Chúng tôi làm đầy một bàn đồ ăn ngon, rồi cùng nhau xem phim ma, xem bộ Linh Hồn Lúc Nửa Đêm. Cứ xem miết tới lúc điện thoại đổ chuông thật. Từ khi 18 vị La Hán lập lời thề cùng nhau khởi nghiệp tại vườn hoa ven hồ, trải qua biết bao phong ba bão táp không đếm xuể. Thế nhưng những nguyên lão khởi nghiệp ấy vẫn luôn kiên trì bảo vệ danh tiếng và địa vị của Alibaba. Một mực đi theo Jack Ma không rời, cùng sống cùng chết. Giả như không có sự trợ giúp của những cộng sự này, có lẽ Jack Ma đã không thể gặt hái được những thành tựu như ngày hôm nay. Tục ngữ có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Có thể thấy nếu như bạn muốn khởi nghiệp nhưng lại có chút lo lắng về những phương diện như vốn, năng lực hay kỹ thuật của bản thân, tìm được một người đồng đội lý tưởng là gặp gỡ thật nhiều người với tâm thái quăng rộng lưới để tìm kiếm nhân tài thì luôn đem lại tỷ lệ thành công rất thấp. Tập trung, focus mới là con đường tắt giúp ta mau chóng tìm được bạn đồng hành. Đầu tiên, người khởi nghiệp cần phải khảo sát bối cảnh của dự án mà mình định dấn thân một cách kỹ lưỡng. Nếu biết được trong ngành này, lĩnh vực này có những ai nổi trội, xuất hiện ở những đâu, có những quan hệ ra sao thì điều đấy sẽ rất tốt. Những người đó rất có khả năng sẽ trở thành đồng đội thích hợp của bạn hoặc trở thành đối thủ cạnh tranh của bạn. Tiếp theo, thông qua một vài kỹ xảo để tiếp cận, làm quen, hiểu và thấu hiểu, như vậy có thể tìm được đồng đội thích hợp một cách có hiệu quả. Kỹ xảo thứ nhất, người quen giới thiệu. Người quen có thể giúp ta phán đoán xem liệu tính cách, phẩm chất, giá trị quan, kinh nghiệm, tiềm ẩn của cộng sự đó có phù hợp với người muốn khởi nghiệp hay không, giúp giảm bớt công đoạn quá trình sàng lọc và so sánh. Kỹ xảo thứ hai, dành dần tìm được người mình muốn có, thông qua các mối quan hệ của nhà khởi nghiệp hoặc nhờ ngoại lực, cố gắng giành được người phù hợp. Kỹ xảo thứ ba, mượn nhờ tài nguyên của lò đào tạo và nhà đầu tư, kết nối với những điều kể trên, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, yêu cầu giới thiệu, đa phần đều có thể lựa chọn được người đáng tin cậy. Đương nhiên, còn cần phải đối diện với một vấn đề tương đối khó xử. Có người tìm kiếm suốt 2-3 năm mà chẳng tìm ra, nếu không có đồng đội thì phải làm thế nào? Khi bắt đầu đi tìm đồng đội, hãy đề ra một mốc thời hạn. Nếu thời hạn đã sắp hết mà vẫn chưa tìm được đồng đội thì cần phải suy ngẫm lại, xem bản thân liệu có thích hợp để khởi nghiệp hay không. Trích lời Jack Ma. Trước hết, tôi muốn cảm ơn 17 vị cộng sự của tôi, 17 nhà khởi nghiệp. Nếu họ không tin tưởng tôi thì sẽ chẳng có Alibaba của ngày hôm nay. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, họ đều kiên định đứng ở phía sau tôi. Quản lý doanh nghiệp cần tránh đảng anh em. Các nhà khởi nghiệp nên cố gắng hết sức tránh nhân tố tình thân. Bởi lẽ cứ nhìn số liệu thống kê trong lịch sử mà xem, không có bao nhiêu doanh nghiệp anh em có thể trở nên đặc biệt lớn mạnh với ý nghĩa chân chính. Jack Ma. Nếu chỉ dựa vào một cá nhân, đơn thương độc mã xông pha thiên hạ, chỉ nghĩ thôi cũng biết mức độ khó khăn sẽ lớn tới mức nào. Ngay cả khi đã thấm nhuần đạo lý kinh doanh, bạn cũng cần có người tới giúp đỡ một tay vào thời khắc quan trọng. Do đó bạn cần có một cộng sự khởi nghiệp thích hợp để cùng mình thu phục thiên hạ. Tuy nhiên, khởi nghiệp là một chuyện vừa rất vi diệu vừa rất khổ cực. Nó cũng là một chuyện rất nghiêm túc. Nhất định phải thật cẩn thận khi lựa chọn đồng đội. Đã từng có một bài viết trên diễn đàn kế hoạch của Alibaba gây được chú ý lớn. Bài viết có tên là Cùng anh em khởi nghiệp, vừa mới bắt đầu đã bị ruồng bỏ. Thảo luận sôi nổi của các thương nhân mạng đã khiến Jack Ma chú ý. Trong quá trình trả lời hơn 300 lượt bình luận dưới bài viết đó, Jack Ma đã tiến hành thảo luận cùng các thương nhân kinh doanh trên mạng, khuyên các chủ doanh nghiệp nhỏ khi làm ăn nên tận lực tránh đảng anh em. Để gỡ rối cho trường hợp người đăng bài khi vừa mới khởi nghiệp đã bị anh trai ruồng bỏ không hợp tác cùng nữa, lời lẽ của Jack Ma vẫn sắc bén như thường. Ông nói một cách thẳng thừng rằng các nhà khởi nghiệp nên cố gắng tránh nhân tố tình thân. Bởi lẽ cứ nhìn số liệu thống kê trong lịch sử mà xem, chẳng có bao nhiêu doanh nghiệp anh em có thể đặc biệt lớn mạnh với ý nghĩa thực sự. Đồng thời, Jack Ma cũng khuyên rằng các nhà khởi nghiệp nhất định phải xác định rõ vị trí của mình. Chỉ khi đã xác định rõ vị trí của mình thì mới có thể tích lũy kinh nghiệm cho thành công sau này. Gần đây, khi đọc tác phẩm Sức Mạnh Của Mối Quan Hệ Lỏng Lẻo,
mạng lưới quan hệ, tin tức và sáng tạo cái mới của đồng và sáng tạo cái mới của đồng nhân vô giả Vạn Duy Cương trên Google Corp. Tôi đã thấy được một vài kiến nghị của ông dành cho các nhà khởi nghiệp. Nhà xã hội học Martin Rubeff đã làm bản câu hỏi khảo sát 766 thạc sĩ MBA của Đại học Stanford, sau đó thậm chí còn từng thử nghiệm chính mình làm nhà doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông ấy muốn tìm ra mối quan hệ sáng tạo và các mối quan hệ lỏng lẻo. Rubeff thống kê về nguồn thông tin và sự cấu thành nhân viên của các công ty do những nhà MBA đó thành lập, thậm chí sử dụng những phương pháp để đánh giá năng lực sáng tạo của những công ty đó. Ví dụ như khảo sát liệu họ có tạo ra sản phẩm mới hay đưa ra các thách thức bán hàng mới hay không, liệu họ có đánh vào thị trường quốc tế hay không, có bao nhiêu mặt hàng độc quyền. Rubeff phát hiện ra rằng chỉ có 38% suy nghĩ khởi nghiệp như vậy tới từ những cuộc thảo luận với gia đình và bạn bè, những người có mối quan hệ bền chặt với mình. Còn khi thảo luận với những người có mối quan hệ lỏng lẻo với mình như là đối tác kinh doanh, khách hàng hay nhà cung ứng, thì tỷ lệ này lên tới 52%. Chỉ có một vài người là nảy ra ý tưởng nhờ các phương tiện truyền thông và chuyên gia. Có thể thấy định luật những suy nghĩ hay ho thường tới từ mối quan hệ lỏng lẻo đã được ứng dụng rộng rãi ngay từ những ngày đầu của khởi nghiệp. Bằng cách sử dụng mô hình đánh giá sức sáng tạo, Rueff đã phát hiện ra rằng năng lực sáng tạo của đội ngũ có mối quan hệ lỏng lẻo gấp gần 1,18 lần so với đội ngũ có mối quan hệ gắn bó. Hơn nữa, nếu như các thành viên trong đội ngũ đó chưa từng quen biết nhau trước đây, thì năng lực sáng tạo của đội ngũ đó có thể còn cao thêm nhiều. Những điều tra này đã chứng minh cho chúng ta thấy một quy luật có tính phổ quát. Tỷ lệ hợp tác thành công với người thân quen thấp hơn khi hợp tác với người ngoài. Ngày nay, Facebook, WeChat, Momo hay rất nhiều các ứng dụng mạng xã hội khác đang mọc lên như nấm. Chúng đều là những bằng chứng đầy sức thuyết phục cho nhà hay bạn đời, thì đó hẳn là sự lựa chọn an toàn nhất. Ngoài việc suy tính tới an toàn của doanh nghiệp, việc thiếu thốn tài nguyên xã giao cá nhân cũng là một nguyên nhân khiến cho đa phần các nhà khởi nghiệp lựa chọn hợp tác với người quen. Trong thời kỳ đầu, loại lựa chọn này đã có thể giúp cho doanh nghiệp vượt qua rất nhiều nguy cơ. Điều đáng tiếc là sau khi doanh nghiệp đã phát triển để đạt được mục đích bảo vệ cá nhân, dạng thể chế tình thân này lại kìm hãm quy luật quản lý của doanh nghiệp và hiển nhiên điều đó đã gây nên tổn thất to lớn cho doanh nghiệp. Đối với các nhà khởi nghiệp mà nói, trong những thứ có thể ảnh hưởng tới thành tựu trong tương lai, ngoài nhiệt huyết thì tin tức cũng rất quan trọng. Cái gọi là đừng hợp tác với người quen, trên thực tế chính là đừng hợp tác với những ai có lượng thông tin đồng chất hoặc là tương tự với mình. Điểm quan trọng nhất trong việc lựa chọn cộng sự hợp tác là phải chọn được người thích hợp, đôi bên cùng bổ trợ cho nhau, có thể tín nhiệm, thấu hiểu và đoàn kết được với nhau. Phân công rõ ràng giống như cách ba nhân vật anh em do Hoàng Hiểu Minh, Đặng Siêu và Đồng Đại Vi thủ vai trong bộ phim Đối tác Trung Quốc đã làm. Vì một ước mơ chung, tuyệt đối không lùi bước. Trong bối cảnh biến đổi không ngừng của những năm 80 của thế kỷ 20 tới thế kỷ 21, Đối tác Trung Quốc kể về việc ba anh em rùa đất Hoàng Hiểu Minh, người chưa từng du học nước ngoài, rùa biển Đặng Siêu, người đã đi du học về, và rùa phẫn nộ Đồng Đại Vi, thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc, để thay đổi vận mệnh bản thân, đã thành lập một trường học dạy tiếng Anh. Cuối cùng họ cũng làm nên câu chuyện gian khổ, phấn đấu hiện thực hóa ước mơ theo kiểu Trung Quốc. Đa phần mọi người đều cảm thấy việc lựa chọn cộng sự là người thân quen sẽ đáng tin và an toàn hơn nhiều so với việc lựa chọn người ngoài. Thế nhưng trên thực tế, khi bạn trở thành đối tác, mọi chuyện thường không hề thuận lợi như những gì bạn tưởng tượng. Có những bất đồng và mâu thuẫn, nếu như không hóa giải kịp thời, không làm ăn được, chỉ là chuyện nhỏ, mà hơn nữa có thể từ đó mà dẫn tới tổn hại, tổn thương hòa khí, ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Chính vì vậy, trước khi khởi nghiệp, nhất định phải hiểu rõ những ưu điểm và khuyết điểm của đối tác khởi nghiệp, sau khi phân tích đánh giá mới cẩn thận chọn lựa. Nếu như giữa hai cộng sự không thể tạo nên được mối quan hệ bổ sung cho nhau trên các phương diện thì rất khó có thể tiến xa. Điều này khiến cho chúng ta không thể suy ngẫm rằng trong kinh tế thị trường hiện nay, các cộng tác khởi nghiệp trên thực tế chính là một vụ đánh cược về thông tin. Làm thế nào để kết hợp nguồn tài nguyên, tận dụng triệt để mạng lưới quan hệ tin tức sao cho hợp lý, giảm thiểu lực cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tỷ lệ thành công phát triển sẽ tăng lên rất nhiều. Trích lời Jack Ma. Khi cộng tác, nhất định phải xác định rõ vị trí của mình.
Chỉ khi xác định rõ được vị trí của mình thì ta mới có thể tích lũy kinh nghiệm cho thành công sau này. Ai là cộng sự tốt nhất của bạn? Quan Thanh Liêm cũng khó phân định đúng sai trong tranh chấp gia đình. Thế nhưng nếu ông ta là một cổ đông lớn, thì hoặc là hãy nghe theo ông ta, hoặc là hãy thuyết phục ông ta. Cũng có một lựa chọn nữa, đó chính là rời khỏi ông ta, tự mình hành sự. Jack Ma. Về vấn đề làm thế nào để lựa chọn cộng sự cho bản thân, mọi người thường đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn có tính lối mòn. Điều đáng tiếc là có quá nhiều điều trong số những tiêu chuẩn ấy không giúp được gì cho doanh nghiệp mới vừa khởi nghiệp, thậm chí còn có thể vùi xuống một quả bom hẹn giờ, không biết sẽ phát nổ vào lúc nào. Cộng sự được sinh ra trong trạng thái tự nhiên, đó là một suy nghĩ sai lầm thường gặp. Có thể là trong một lần gặp gỡ giao lưu cuối tuần, mọi người phát hiện ra một không gian thị trường tiềm ẩn. Thế là tất cả mọi người ở đó đều trở thành nhân viên của một đội nhóm khởi nghiệp. Tuy nhiên trong số những người đó, có lẽ có không ít người chỉ là ham vui. Cũng được gọi gia nhập vào đội ngũ, thậm chí họ còn chẳng hề có chút hiểu biết gì về lĩnh vực khởi nghiệp. Điều này chính là đang gieo hạt giống nguy cơ cho sau này. Phương pháp đúng đắn cần phải thực hiện là căn cứ vào những ý tưởng vừa được nói ra, hãy bình tĩnh ngồi lại, thảo ra một bản kế hoạch, sau đó dựa theo những yêu cầu của bản kế hoạch vừa lập để tỉ mỉ lựa chọn đối tượng hợp tác một lần nữa. Như vậy chúng ta phải làm gì để lựa chọn đối tác khởi nghiệp? Nên lựa chọn cộng sự như thế nào? Chúng tôi kiến nghị rằng bạn nhất định phải suy xét tới vài phương diện sau. 1. Nhân phẩm tốt. Đó chính là cơ sở, tiền đề để tạo lập niềm tin và sự hợp tác giữa những cộng sự với nhau. Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, bạn sẽ không có nhiều kinh nghiệm hoặc sức lực để đề ra các quy phạm và chế ước, mà chủ yếu vẫn là sự hăng hái và tự phát. Lựa chọn được những cộng sự có nhân phẩm tốt có thể giúp cho doanh nghiệp hạn chế đi sai đường. Đối với những người có vấn đề về mặt nhân phẩm, cho dù anh ta có tài năng tới đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng cần phải tránh thật xa. 2. Có thể cùng bạn gánh vác nguy hiểm. Bạn nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, xem liệu bản thân có thể đơn độc đảm đương rủi ro khởi nghiệp hay không. Sau khi đã xem xét sâu sắc và kỹ càng, nếu như bạn phát hiện ra bản thân có thể một mình gánh vác những rủi ro mà khởi nghiệp đem lại, thì tốt nhất là bạn nên khởi nghiệp một mình. Bởi lẽ, như chúng ta đã nói qua ở trên, cộng sự của bạn có thể cùng bạn gánh vác rủi ro khởi nghiệp, thế nhưng nhất định sẽ có những mâu thuẫn và vấn đề nảy sinh. Chính là cái gọi là có lợi tất có hại, không thể luôn vẹn cả đôi được. Đương nhiên, nếu sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, bạn cảm thấy bản thân mình không thể đơn độc gánh vác rủi ro, nên bạn suy tính tới chuyện cộng tác khởi nghiệp. Chỉ có điều, khi chọn lựa cộng sự, bạn cũng phải suy ngẫm thật cẩn thận, có năng lực đương đầu với những tình huống là một nhà khởi nghiệp, bạn bắt buộc phải biết bản thân có thể đạt được những gì từ phía cộng sự của mình. Bạn cũng phải đem lại được cho cộng sự của mình những gì, liệu giữa các bạn có thể hình thành một dạng quan hệ bổ trợ cho nhau hay không. Cùng đem lại lợi ích cho nhau là một mục tiêu rất quan trọng trong việc tìm kiếm cộng sự. Đối với nhà khởi nghiệp bình thường mà nói, thông thường có thể lựa chọn 4 dạng đối tác. 1 là đối tác nguồn vốn, 2 là đối tác kỹ thuật, 3 là đối tác tài nguyên, 4 là đối tác năng lực. Chỉ khi bạn hiểu rõ sở trường và khuyết thiếu của bản thân là gì, thì bạn mới có thể tìm được tổ hợp phù hợp nhất với mình, thực hiện bổ trợ ưu điểm và khuyết điểm cho nhau một cách thành công. Ngoài ra, tốt nhất là nên hình thành được mối quan hệ bổ sung lẫn nhau giữa tính cách và cách đối nhân xử thế. Có người mạnh mẽ một chút, có người mềm mỏng một chút, có người thì hơi phô trương, có người thì lại thu mình. Nếu như họ có giá trị quan tương đồng thì lại càng tốt. Đó chính là cái gọi là hài hòa trong khác biệt. Tuy nhiên, nếu như cả hai người đều thuộc dạng nóng tính, cũng giống như chuyện vợ chồng, ngày nào cũng đối đầu chỉ trích nhau, khẳng định sẽ dẫn đến xung đột. 4. Giao lưu. Bạn cần suy xét toàn diện xem liệu tính cách của bản thân có thích hợp để cộng tác khởi nghiệp với người khác hay không. Mặc dù khởi nghiệp một mình yêu cầu bạn phải đơn độc đảm đương đủ loại rủi ro, thế nhưng dù sao thì cũng chỉ có một mình làm ông chủ, thì chỉ cần một mình bạn nói là xong. Còn như trong một doanh nghiệp hợp tác, cộng sự cũng là ông chủ, địa vị của các bạn là bình đẳng với nhau, không thể có chuyện nghe theo một cá nhân. Trong doanh nghiệp hợp tác, mối quan hệ giữa những cộng sự với nhau không hề giống với mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên.
các cộng sự nhất định phải tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Mối quan hệ giữa cộng sự với nhau phức tạp hơn và khó xử lý hơn mối quan hệ giữa những người bình thường với nhau. Bởi vậy nên, đối với những người có vấn đề này kia về mặt tính cách, đặc biệt là người không giỏi hợp tác với người khác, khuyết thiếu tinh thần đồng đội, tốt nhất là không nên cộng tác khởi nghiệp. Còn không thì điều chờ đợi bạn sẽ chỉ có một con đường, đó là thất bại. 5. Mục tiêu đồng nhất. Cội nguồn của những mâu thuẫn nảy sinh giữa những cộng sự với nhau luôn là do mục tiêu khác biệt. Để cố gắng tránh những mâu thuẫn phát sinh sau này, khi lựa chọn cộng sự, hai bên nên tiến hành nghiên cứu mục tiêu cho thật tỉ mỉ. Khi tham gia vào một doanh nghiệp mới trong trạng thái khởi nghiệp, có người coi trọng không gian phát triển bản thân, có người lại xuất phát từ tính suy tính những lợi ích kinh tế nhận được. Cũng có người vừa muốn thu được lợi ích kinh tế vừa muốn có được cảm giác thỏa mãn khi bản thân được công nhận. Khi nhu cầu đối với doanh nghiệp của các thành viên trong một nhóm khởi nghiệp là không đồng nhất, mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Một khi loại mâu thuẫn này trở nên rõ ràng, nó tất sẽ gây ra những tổn thương lớn tới nguyên khí cho doanh nghiệp của bạn. 6. Tư tưởng đồng nhất. Giữa tình yêu hay mối quan hệ vợ chồng với nhau, lúc ban đầu đều là tình nồng ý mật. Thế nhưng khi giai đoạn ngọt ngào này qua đi, đủ các loại vấn đề sẽ nảy sinh. Khởi nghiệp cũng giống như vậy. Sau thời kỳ đầu khởi nghiệp với sĩ khí dâng cao, công ty sẽ ngày càng gặp phải nhiều vấn đề. Nên đi theo đường bên trái hay đi đường bên phải, nên nhận đầu tư của Trương Tam hay nhận tài trợ của Lý Tứ. Còn sản phẩm nên làm như thế này hay như thế kia, tất cả đều là món quà trưởng thành mà mỗi doanh nghiệp đều bắt buộc phải trải qua. Cứ coi như mọi người đều đang tiến bước cùng nhau vì một ước mơ chung. Tuy nhiên trong những chuyện nhỏ nhặt tầm thường như vậy, điểm lợi ích của mọi người trên thực tế lại không hề giống nhau. Do đó tư tưởng kinh doanh tương đồng là cơ sở để thành lập nên một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nó có thể khiến cho mọi thành viên đều nỗ lực tiến bước theo cùng một phương hướng. Nếu như tư tưởng của đối tác quá khác biệt với tư tưởng của bạn, thì kết quả đương nhiên là sẽ đường ai nấy đi. Nói tóm lại, nhà khởi nghiệp nhất định phải chú ý, khi lựa chọn cộng sự, nhất định phải thật cẩn thận, xem xét liệu đối phương đã phải là người phù hợp nhất hay chưa. Mặc dù có thể anh ta không phải là người ưu tú nhất, bởi lẽ một đôi giày da với chất lượng tuyệt vời cũng chưa chắc đã hợp với đôi chân của bạn. Cần coi việc lựa chọn cộng sự là một công tác quan trọng, bởi vì nó có quan hệ tới sự thành bại của dự án khởi nghiệp mà bạn theo đuổi. Trích lời Jack Ma. Thuyết phục anh ta, nghe lời anh ta, phối hợp với anh ta hay là rời bỏ anh ta. Vài lựa chọn rất đổi đơn giản, đừng nghĩ ngợi phức tạp mà làm gì, nó chẳng liên quan gì tới họ hàng thân thích. Dù hợp tác với ai thì cũng sẽ có những ý kiến bất đồng, làm gì có chuyện hợp tác mà không cãi vã. Bước vào bằng cách của giang hồ, bước ra bằng cách của thương nhân. 18 nhà sáng lập của Alibaba khi rũ bỏ thân phận nhà sáng lập sẽ trở thành cộng sự của tập đoàn. Jack Ma. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Alibaba, Jack Ma, tuyên bố 18 nhà sáng lập của Alibaba đã đồng loạt đệ đơn từ chức, từ bỏ tư cách nhà sáng lập và tham gia ứng tuyển lại các vị trí. Jack Ma cho biết, Alibaba đã từ biệt thời đại của những nhà sáng lập, tiến vào thời đại cộng sự. Thân phận của những nhà sáng lập đó không còn là nhà sáng lập nữa mà là cộng sự. Jack Ma cho rằng, động thái này có thể giúp cho Alibaba bắt đầu lại từ con số 0. Mặc dù hành động này của Jack Ma không phải là hành động giải tán công ty, thế nhưng xét trên một ý nghĩa nào đó, đây cũng là sự khép lại cho tập thể các nhà khởi nghiệp cùng cộng tác xây dựng nên Alibaba thời kỳ đầu. Dù các cộng sự hợp tác khởi nghiệp đều đã làm việc với nhau lâu dài, ý định ban đầu là đưa doanh nghiệp phát triển ngày một lớn mạnh, thế nhưng chiều hướng phát triển của sự việc lại luôn không đi theo ý chí của con người. Chuyện giải thể doanh nghiệp hợp tác cũng là điều khó có thể tránh khỏi. Đúng như câu nói ngày xưa, xu thế thiên hạ phân tách lâu ngày tất phải hợp lại lâu ngày tất sẽ phân tách. Nếu như đặt ra một cơ chế hoặc ước định rút ra mang tính quy phạm và hợp lý từ trước, cũng giống như tiến hành chứng minh tài sản trước hôn nhân, ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều tranh cãi. Trong thập niên 90 của thế kỷ 20, khi mà ý thức thương mại còn chưa chín mùi, rất nhiều tổ chức doanh nghiệp tư nhân phát triển chẳng khác gì các bang phái trên giang hồ.
phương thức, bước vào bằng cách của giang hồ, bước ra bằng cách của thương nhân, của bộ sáu quân tử Vạn Thông đã trở thành trường hợp kinh điển vĩnh hằng của thời đại ấy, đồng thời cũng để lại cho lớp người đi sau một trường hợp tuyệt vời về cách xử lý mối quan hệ giữa những nhà sáng lập. Năm 1988, Phùng Luân được Sở Nghiên cứu Cải cách Thể chế Kinh tế Trung Quốc thuộc Ủy ban Cải cách Thể chế Quốc vụ viện bổ nhiệm đi Hải Nam chuẩn bị cho công tác xây dựng Sở Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Hải Nam. Nghiệp vụ của Sở Nghiên cứu được phân chia thành 3 bộ phận, một bộ phận nghiên cứu, một bộ phận kinh doanh, một bộ phận làm tạp chí. Lúc bấy giờ, Phùng Luân đề xuất người được tuyển dụng ít nhất phải học qua 2 chuyên ngành. Trong quá trình tuyển dụng Phùng Luân, Vương Khải Phú và Dịch Tiểu Địch lần lượt gia nhập vào Sở Nghiên cứu. Vương Khải Phú tốt nghiệp Đại học Công thương Cáp Nhĩ Tân, sau này còn tới Đại học Chính pháp Trung Quốc học luật. Lúc bấy giờ ông đang giữ chức chủ nhiệm văn phòng một công ty bất động sản quốc doanh mang tên Công nghiệp Tú Cảng, sau đó nhảy việc và vào làm việc tại Sở Nghiên cứu. Dịch Tiểu Địch tốt nghiệp khoa địa lý của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đồng thời là nghiên tiểu địch tốt nghiệp khoa địa lý của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đồng thời là nghiên cứu sinh của chuyên ngành kinh tế khu vực của Đại học Nhân dân. Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Phùng Luân tại trường Đảng Trung ương, hai người vẫn giữ liên lạc. Sau đó Dịch Tiểu Địch đã theo Phùng Luân tới Sở Nghiên cứu. Sau khi tới Sở Nghiên cứu, Vương Khải Phú nói cho Phùng Luân hay, lãnh đạo trước đây của anh, tổng giám đốc công ty Tú Cảng, có tên là Vương Công Quyền, là một thanh niên nhiệt huyết, giàu lý tưởng, nhất định phải giới thiệu anh ấy với Phùng Luân. Bởi vậy, thông qua Vương Khải Phú, Phùng Luân đã quen biết với Vương Công Quyền, đồng thời trở thành bạn tốt của nhau. Vương Công Quyền cũng giới thiệu cộng sự của mình là Lưu Quân cho Phùng Luân. Sau này, Sở Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Hải Nam bị giải thể, Phùng Luân quay trở lại Bắc Kinh, gia nhập vào Tập đoàn Kinh tế Nam Đức. Sau khi Phùng Luân tới Nam Đức, Vương Khải Phú, Vương Công Quyền và Lưu Quân đều lần lượt gia nhập Nam Đức. Vì cả bốn người đã hợp lại với nhau, mối quan hệ giữa họ lại càng thêm thân thiết. Năm 1991, mấy người nhóm Phùng Luân rời khỏi Nam Đức, một lần nữa tới Hải Nam bắt đầu khởi nghiệp. Ngày 13 tháng 9 năm 1991, công ty khai phát đầu tư Liên hợp Nông nghiệp Kỹ thuật Cao Hải Nam, gọi tắt là Nông Cao Đầu, chính thức thành lập tại Hải Nam. Nhà sáng lập bao gồm Phùng Luân, Vương Công Quyền, Lưu Quân, Vương Khải Phú, Dịch Tiểu Địch và Lý Hoành, Lê Nguyên. Để thành lập công ty, 6 người đã cùng nhau hùn vốn hơn 3 vạn nhân dân tệ. Phần lớn số tiền này được dùng để đăng ký công ty cũng như chi tiêu các loại phí dụng trước khi thành lập. Sau khi lấy được giấy phép kinh doanh, họ chỉ còn lại vài trăm đồng, là một ví dụ điển hình của công ty vỏ chỉ tồn tại trên giấy tờ. Từ đó, mấy người Phùng Luân bắt đầu hành trình tìm vàng tại Hải Nam. Ngoại trừ Vương Công Quyền, Phùng Luân và 6 cấp cao khác, chỉ có hai nhân viên, một người là vợ của Vương Công Quyền, một người là anh trai của Vương Khải Phú. Mọi người cùng nhau kiếm sống, cùng nhau ăn cơm, không có ai tự cho mình là quản lý cả. Trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, mặc dù có rất nhiều doanh nhân ra đời, thế nhưng chính bản thân những doanh nhân đó lại không hiểu rõ luật doanh nghiệp. Mọi người đều đơn thuần dựa vào lý tưởng, niềm tin và mục tiêu mà tập hợp lại với nhau. Trong lần đầu tiên định nghĩa mối quan hệ lợi ích giữa cộng sự với nhau, mấy người trong nhóm Phùng Luân đã sử dụng phương pháp xếp ngôi theo thứ vốn, lợi ích chia bình quân. Mặc dù chức vụ của mọi người là khác nhau, tuy nhiên lợi ích lại được phân chia đồng đều. Lúc bấy giờ, Vương Công Quyền nắm giữ chức vụ đại diện pháp nhân và tổng giám đốc tương đối phù hợp. Phùng Luân thì nắm giữ chức vụ phó chủ tịch. Vương Khải Phú, Dịch Tiểu Địch và Lưu Quân đảm nhận chức phó tổng. Đầu năm 1992, Phan Thạch Ngật thành phó tổng. Mặc dù đã phân chia mỗi người một vị trí, thế nhưng không có quyền lợi tách bạch. Mọi chuyện trong công ty đều do cả 6 người cùng nhau thương thảo. Sau cùng, Vương Công Quyền sẽ dựa theo ý kiến số đông để quyết định. Năm 1992, nhờ hoàn thành dự án biệt thự Cửu Đô ở cảng biển, Nông Cao Đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Tháng 1 năm 1993, dòng vốn của Nông Cao Đầu tăng mạnh, thay đổi cơ cấu trở thành tập đoàn doanh nghiệp với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nhậm, lấy tên là Tập đoàn Vạn Thông, do Phùng Luân đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đại diện pháp nhân. Cổ đông chủ yếu ngoài Phùng Luân, Vương Công Quyền, Lưu Quân, Vương Khải Phú,
Dịch Tiểu Địch thì còn có Phan Thạch Nghịch gia nhập sau này, cũng như có những cổ đông pháp nhân của công ty tài vụ Hoa Thành Trung Quốc, công ty chứng khoán tỉnh Hải Nam. Trước đó, quan hệ cộng sự của công ty chỉ là trên lý thuyết, không có cơ sở quyền sở hữu cổ phần. Thông qua lần cải cách này, họ bắt đầu xây dựng quan hệ cộng sự dựa trên cơ sở tài sản. Phùng Luân đưa ra quan điểm, mọi thứ tồn tại tức là nó hợp lý, nó tồn tại tức là 100%, nó không tồn tại tức là con số 0. Vì phân chia bình quân, quyền phát ngôn của mọi người đều như nhau. Vạn Thông đã thành lập một hội đồng quản trị thường trực, các quyết sách trọng đại sẽ do cả 6 người quyết định. Trong vài năm đầu thành lập, 6 người phối hợp với nhau rất tốt, cũng kết hợp rất hài hòa. Từ năm 1995 trở đi, nghiệp vụ của Vạn Thông bắt đầu phân bổ tới các địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trường Xuân. 6 người bắt đầu phân chia đảm đương nghiệp vụ tại các tỉnh thành khác nhau. Lúc bấy giờ, liên lạc bất tiện đã tạo nên tình trạng thông tin bất cân xứng. Thêm vào đó, tính cách của 6 người lại khác nhau, khu vực và tình hình quản lý doanh nghiệp cũng khác nhau. Việc xuất hiện những khác biệt là chuyện không thể tránh khỏi. Giao tiếp giữa mọi người cũng phát sinh rào cản. Giữa mọi người nảy sinh mâu thuẫn không thể điều hòa trên phương diện quản lý, không thể điều hòa trên phương diện quản lý doanh nghiệp và trong chiến lược phát triển công ty. Có người chủ trương tiến hành đa dạng ngành nghề, có người nhận định nên tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi, có người không đồng ý làm tài chính, có người không đồng ý làm thương mại. Mặc dù Vạn Thông đã tiến hành điều chỉnh một số tài nguyên dưới sự lãnh đạo của Phùng Luân và Vương Công Quyền, thế nhưng mâu thuẫn nội bộ vẫn tương đối lớn, cuối cùng đã khiến cho công ty phải chịu tổn thất. Từ đó, Vạn Thông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Để tìm được một lối thoát cho Vạn Thông, Phùng Luân đã thử giải quyết bằng cách học hỏi. Phùng Luân bảo mọi người đọc cuốn Thái Bình Thiên Quốc Sử của La Nhị Cương, khuyên mọi người phải nhẫn nại trước khi nghĩ ra biện pháp, không được để nó phát triển thành biến thiên kinh. Còn tìm một số tác phẩm của Lỗ Tấn như Cuộc Chiến Ngoan Cường, cổ vũ mọi người phải kiên trì để làm rõ xem tổ chức nên phát triển như thế nào. Phùng Luân thậm chí còn nghiên cứu lịch sử Thổ Phỉ, đọc cuốn Thổ Phỉ Thời Dân Quốc do tác giả người Anh Bess Fritz viết, cơ cấu tổ chức của Thủy Hử. Trong cuốn Sự Trưởng Thành Dã Man, Phùng Luân viết rằng, lúc đó tôi sống tại phòng số 1401 trong tòa nhà Bảo Lợi. Phan Thạch Ngật sống ở tầng dưới, chúng tôi thảo luận và chờ đợi rất khổ sở, giống như những đứa con trong nhà, không đứa nào dám nhắc tới chuyện tách rỡ riêng trước. Sợ rằng nói ra trước thì đứa đó chính là đại nghịch bất đạo. Ngay khi cả 6 người đều đang rất bối rối, sự tình phát sinh chuyển biến không ai nghĩ tới. Vương Công Quyền đã học được lý luận quản lý doanh nghiệp khi đi quản lý chi nhánh bên Mỹ của công ty. Phan Thạch Ngật cũng làm quen được với Trương Hân vừa mới từ Anh về nước. Trương Hân đã mang đến cho Vạn Thông những quy tắc thương mại xử lý rắc rối giữa những người cộng sự một cách cơ bản của xã hội thương mại phương Tây. Cơ chế rút khỏi và nguyên tắc trả giá của Chu Kỳ Nhân, nhà kinh tế học người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng, đã khai sáng cho Phùng Luân rất nhiều điều. Sau khi về nước, Phùng Luân đề ra nguyên tắc tham gia bằng cách của giang hồ, rút khỏi bằng cách của thương nhân. Mặc dù là cách của thương nhân, thế nhưng mấy người trong nhóm Phùng Luân chỉ tiến hành phân chia tài sản tương đối chứ không hề đong đếm từng ly từng tí một. Người rời đi bán lại cổ phần cho người ở lại, cổ phần bình quân của người ở lại tăng lên, đồng thời trả cho người rời đi vài thứ tài sản nào đó mà mình có. Sau khi chia tay nhau, bộ sáu quân tử Vạn Thông đều thể hiện được sự xuất sắc của bản thân. Phùng Luân, Phan Thạch Nghịch và Dịch Tiểu Địch trở thành nhân vật lớn trong giới bất động sản. Vương Công Quyền trở thành nhà đầu tư mạo hiểm nổi danh. Vương Khải Phú và Lưu Quân cũng có sự nghiệp trong những lĩnh vực khác. Trong lịch sử thương mại của Trung Quốc, sau công cuộc cải cách mở cửa, câu chuyện bước vào bằng cách của giang hồ, bước ra bằng cách của thương nhân của bộ sáu quân tử Vạn Thông đã trở thành một câu chuyện được lan truyền rộng rãi. Một doanh nhân người Mỹ John Rockefeller có một câu nói nổi tiếng như sau. Xây dựng tình bạn dựa trên cơ sở thương mại luôn quan trọng hơn xây dựng thương mại dựa trên cơ sở tình bạn. Vì sự ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong giai đoạn khởi nghiệp, các nhóm khởi nghiệp thường dùng đạo nghĩa để gắn kết các thành viên. Thế nhưng phương thức này lại khuyết thiếu tính bền vững cũng không ổn định. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh của quy tắc và chế độ của doanh nghiệp để giải quyết triệt để. Có câu, không có quy chuẩn thì sẽ không thành hình hài. Nếu như ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp, ta đã định sẵn điều kiện gia nhập và rút lui, đề ra thỏa thuận quân tử giữa các cộng sự với nhau. Như vậy không chỉ có thể tránh được tình trạng tranh chấp,
mà đó cũng chính là một sự đảm bảo cho lợi ích cá nhân khi doanh nghiệp hợp tác đi đến hồi kết. Trích lời Jack Ma: Chúng tôi nhận được đơn xin từ chức của 18 nhà sáng lập của Alibaba. Cả 18 nhà sáng lập của Alibaba đều từ bỏ chức vụ nhà sáng lập của bản thân. Bởi lẽ chúng tôi có cái vinh dự trên lưng mình để phấn đấu. Buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được ngủ một giấc ngon nhất. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi không còn phải nói rằng vì mình là nhà sáng lập nên mình càng nỗ lực. Bởi vì ngày hôm nay chúng tôi đã rũ bỏ cái danh nhà sáng lập rồi. Thiết lập một chế độ đối tác hoàn thiện. Chế độ đối tác mà tôi kiên trì theo đuổi không phải là nhằm lật đổ chế độ cổ phần và tinh thần khế ước theo ý nghĩa truyền thống, mà là hoàn thiện nó. Chế độ đối tác chính là nhằm làm cho một nhóm những người có đầu óc điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp bảo toàn năng lực sáng tạo. Nhắc tới cộng tác và cộng tác khởi nghiệp, ta không thể không nhắc tới chế độ tuổi tác. Chế độ đối tác chỉ hình thức tổ chức có từ hai đối tác trở lên sở hữu công ty và phân chia lợi nhuận với nhau. Trong đó các đối tác là ông chủ hoặc những cổ đông của công ty. Đặc điểm chủ yếu là các đối tác cùng nhau chia sẻ thành quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cùng nhau gánh vác trách nhiệm vô hạn khi kinh doanh thua lỗ. Có thể là mọi đối tác đều tham gia vào kinh doanh, cũng có thể là chỉ có một bộ phận đối tác làm kinh doanh, những đối tác còn lại chỉ góp vốn và chịu trách nhiệm về tình hình tài chính cá nhân. Quy mô tổ chức đối tác có thể lớn hoặc cũng có thể nhỏ. Nhờ đó, cơ chế khích lệ và ràng buộc tương đối hoàn thiện, độc đáo. Chế độ đối tác từng được nhận định là thể chế lý tưởng nhất đối với các ngân hàng đầu tư. Chế độ đối tác là kết cấu công ty đáng tự hào nhất của Goldman Sachs. Chính nhờ thực thi chế độ đối tác mà công ty Goldman Sachs mới có tới hơn 100 năm lịch sử, không ngừng trưởng thành. Đạo lý thành công của Goldman Sachs nằm ở hai giá trị quan bất biến. Khách hàng là thượng đế và theo đuổi lợi nhuận lâu dài, cộng với cơ chế khuyến khích của chế độ cộng sự, tạo thành bí quyết tuyệt đối giúp cho Goldman Sachs không bị vấp ngã trong suốt hơn 100 năm qua. Trên thực tế, việc xác lập hai giá trị quan được đề cập ở trên cũng có mối quan hệ mật thiết với bản thân chế độ đối tác. Từ thập niên 90 của thế kỷ 20, tòa nhà tổng bộ nổi tiếng toàn cầu đặt tại số 85 phố Wall của Goldman Sachs luôn là một địa điểm làm việc đáng mơ ước nhất đối với giới tinh anh của các ngân hàng đầu tư. Có thể trở thành đối tác của Goldman Sachs cũng đồng nghĩa với việc sở hữu nguồn tài sản vô hạn. Chế độ thưởng phạt của Goldman Sachs đối với các đối tác rất rõ ràng. Nhân viên của Goldman Sachs thường có ý thức nguy cơ và ý thức trách nhiệm rất mạnh mẽ. Điều này cũng đã hình thành nên nền văn hóa theo đuổi giá trị lâu dài và tham vọng to lớn riêng biệt của Goldman Sachs. Goldman Sachs đã trở thành lựa chọn đầu tiên của những người làm ngành ngân hàng có hoài bão. Được làm việc tại đây chính là một biểu tượng cho địa vị của bản thân. Ưu điểm của chế độ đối tác tại Goldman Sachs nằm ở chỗ: 1. Thu hút nhân tài ưu tú, đồng thời giữ ổn định lâu dài. Goldman Sachs có hơn 2 vạn nhân viên trên khắp toàn cầu, tuy nhiên chỉ có 300 đối tác. Tiền lương của các đối tác đạt trên 1 triệu đô la Mỹ một năm, có phúc lợi đãi ngộ rất hậu hĩnh, đồng thời còn được nắm giữ cổ phần công ty. Chính vì vậy, điều này đã giúp công ty chiêu mộ được các nhân tài ưu tú, đồng thời duy trì được sức ổn định lâu dài. 2. Ý thức nguy cơ cao và ý thức trách nhiệm mạnh. Trong hành trình hơn 100 năm mua bán cổ phiếu và trái phiếu, chế độ đối tác của ngân hàng đầu tư có nghĩa là các đối tác phải chịu trách nhiệm với những sai sót trong nghiệp vụ và mọi trách nhiệm liên đới khi thành tích công ty sụt giảm hoặc bị làm giả. Thứ áp lực nặng nề này khiến cho các đối tác càng coi trọng việc quản lý chất lượng của sản phẩm cũng như việc nắm chắc các rủi ro, đồng thời cũng khiến cho những nhà đầu tư chứng khoán tin tưởng vào chất lượng của các chứng khoán mà ngân hàng đầu tư đó đề xuất. Từ đó tạo ra niềm tin với chính bản thân ngân hàng đầu tư. Ba, tránh sự so bì quá lớn giữa mức lương thưởng cá nhân. Đội ngũ đối tác ổn định lâu dài sẽ được phân chia lợi ích từ lợi nhuận của công ty, vậy nên sẽ không dẫn tới tình trạng so sánh mức lương thưởng của nhau. Chế độ đối tác thường được áp dụng tại các ngân hàng đầu tư và các công ty tư vấn. Cũng chính hình thức chế độ đối tác này đã khiến cho các ngân hàng đầu tư phương Tây có thể tập hợp những tinh anh có tài năng ưu tú nhất trong ngành lại với nhau trong vòng hơn 100 năm, hình thành nên cơ cấu quản lý cũng như văn hóa sáng tạo đặc biệt, ổn định và có hiệu quả,
đồng thời cũng sản sinh ra những ngân hàng ưu tú như Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, McKinsey cũng áp dụng chế độ đối tác. Chế độ đối tác này đảm bảo rằng McKinsey sẽ luôn là một công ty tư vấn có văn hóa độc lập và khách quan. Năm 2009, cuối cùng chế độ đối tác được ấp ủ lâu ngày của Alibaba cũng đã lộ diện. Vào ngày kỷ niệm 14 năm thành lập tập đoàn Alibaba, Jack Ma đã gửi tới toàn thể nhân viên một bức thư điện tử diễn giải một cách chi tiết và tỉ mỉ về chế độ đối tác của Alibaba. Đây cũng chính là lần đầu tiên tập đoàn Alibaba chính thức tuyên bố về chế độ đối tác với bên ngoài. Trong bức thư điện tử, Jack Ma giải thích, Alibaba có thể đi tới thời điểm hiện tại không chỉ nhờ công lao của 18 nhà sáng lập mà còn bởi văn hóa mà họ tạo lập ra đã đem lại cho công ty một sức sống tràn đầy. Sức sống bền lâu này sẽ không sụt giảm chỉ vì sự ra đi của những nhà sáng lập. Ngược lại, điều này sẽ dẫn dắt Alibaba càng thêm vững bước để đi được xa hơn. Trong bức thư ấy, Jack Ma còn nói rõ, 3 năm vừa qua, công ty đã nghiêm túc thảo luận về các điều lệ đối tác. Trong quá trình lựa chọn được chia làm 3 đợt để chọn ra 28 đối tác. Họ đã tranh luận kịch liệt với mỗi ứng viên, thảo luận sâu về các quyết sách trọng yếu của công ty, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. 1. Bắt đầu thực thi vào năm 2010. 2. Bắt buộc phải làm việc tại Alibaba tối thiểu 5 năm trở lên, có năng lực quản trị và có hiểu biết về văn hóa công ty. 3. Mỗi năm lựa chọn đối tác một lần, không có số lượng xác định. 4. Đối tác cho các đối tác đương nhiệm bầu chọn, mỗi người một phiếu, bắt buộc phải nhận được 75% số phiếu tán thành thì mới được lựa chọn. 5. Đối tác được chọn không có thời hạn nhiệm kỳ, hành động cho tới khi rời cương vị hoặc nghỉ hưu. Việc Alibaba chính thức áp dụng chế độ đối tác chính là bởi họ hy vọng thực hiện sự kế thừa sứ mệnh thông qua việc vận hành công ty, khiến cho Alibaba từ một công ty thương mại tổ chức trở thành một doanh nghiệp xã hội có tư tưởng xây dựng môi trường sinh thái. Từ đó, tập đoàn Alibaba hy vọng sẽ có thêm nhiều thành viên của Alibaba tham dự vào đội ngũ đối tác, khiến cho cơ cấu tổ chức được sinh thái hóa của công ty có tính đa dạng và có tính kế thừa, bảo toàn động lực phát triển mãi trường tồn. Chế độ đối tác có thể duy trì sứ mệnh của công ty một cách có hiệu quả, từ đó tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và các cổ đông. Ngoài ra, loại chế độ đối tác này cũng có thể mang lại một bầu không khí mới mẻ cho tầng lớp quản lý công ty. Trích lời Jack Ma. Với tư cách là người vận hành công ty, là người xây dựng nghiệp vụ, là người kế thừa văn hóa và đồng thời cũng là một cổ đông, đối tác là người có khả năng kiên trì theo đuổi sứ mệnh và lợi ích lâu dài của công ty, tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và các cổ đông. Ghi lại bài nói chuyện, tôi chỉ quan tâm tới người điều hành công ty này. Ngày 10 tháng 9 năm 2013, trong bức thư điện tử nội bộ mà Jack Ma gửi đi, là người, ai rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, sẽ có đủ mọi lý do khiến cho các nhà sáng lập của Alibaba phải rời công ty. Chúng tôi nhận thức rất rõ rằng công ty đi được tới ngày hôm nay không phải là do công lao của 18 nhà sáng lập mà là do văn hóa họ tạo nên, khiến cho công ty này khác biệt với tất cả. Đa số các công ty sẽ nhanh chóng lụi tàn sau khi đánh mất văn hóa của nhà sáng lập, trở thành một công ty thương mại hạng xoàng. Chúng tôi hy vọng Alibaba có thể đi được xa hơn. Nếu như không phát sinh chuyện lớn ngoài ý muốn, công ty chúng ta sẽ có cơ hội tham gia cũng như được chứng kiến ngày mà ngành thương mại điện tử bán lẻ của Trung Quốc vượt mốc 10.000 tỷ. Tuy nhiên, chúng ta không hề hy vọng mình trở thành một công ty chỉ có thể bán được vài nghìn tỷ. Chúng ta hy vọng bản thân có thể không ngừng bồi dưỡng ra vô số những thành quả như Taobao, Alipay, Dư Ngạch Bảo trong quá trình phát triển sau này. Chế độ sáng tạo như thế nào mới có thể hiện thực hóa ước mơ của chúng ta đây? Bắt đầu từ năm 2010, tập đoàn sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm chế độ cộng sự trong công tác quản lý đội ngũ nội bộ. Mỗi năm đều lựa chọn những đối tác mới tham gia. Thứ mà chúng tôi thành lập nên không phải là một tập đoàn lợi ích, càng không phải là một cơ cấu chuyên quyền lực để có thể khống chế công ty nhiều hơn, mà đó là một cơ chế động lực nội tại của doanh nghiệp. Cơ chế này sẽ chuyển giao sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị quan của chúng tôi, đồng thời đảm bảo cho Alibaba luôn sáng tạo không ngừng, tổ chức sẽ càng thêm hoàn thiện, càng thêm linh hoạt và có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong tương lai.
Alibaba không phải là của một cá nhân hay của một quần thể nào đó. Alibaba là một doanh nghiệp xã hội sinh thái văn hóa. Vận hành một doanh nghiệp xã hội sinh thái hóa không thể chỉ đơn giản dựa vào quản lý và quy trình, mà càng ngày càng có văn hóa cộng đồng doanh nghiệp và cơ chế sáng tạo, dựa vào chế độ sáng tạo để thúc đẩy tổ chức phát triển đi lên. Chúng tôi không nhất định quan tâm tới việc ai sẽ điều hành công ty, thế nhưng chúng tôi quan tâm tới người điều hành. Người đó nhất định phải là đối tác bảo vệ và chuyển giao sứ mệnh cũng như văn hóa của Alibaba. Chúng tôi không quan trọng việc lên sàn ở đâu, thế nhưng chúng tôi quan tâm tới địa điểm mà chúng ta lên sàn. Nơi đó nhất định phải ủng hộ văn hóa mở cửa, sáng tạo, đảm đương trách nhiệm và coi trọng phát triển lâu dài. Tóm tắt, khởi nghiệp không nhất định cần bản thân cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tài cán hơn người. Tuy nhiên, nhất định phải biết cách tìm kiếm cộng sự thích hợp. Tỷ lệ hợp tác thành công với người thân quen thấp hơn khi hợp tác với người ngoài. Nhà khởi nghiệp nhất định phải chú ý. Khi lựa chọn cộng sự, nhất định phải thật cẩn thận, xem xét liệu đối phương đã phải là người phù hợp nhất hay chưa. Mặc dù có thể anh ta không phải là người ưu tú nhất, bởi lẽ một đôi giày da với chất lượng tuyệt vời cũng chưa chắc đã hợp với đôi chân bạn. Chế độ đối tác có thể duy trì sứ mệnh của công ty một cách có hiệu quả, từ đó tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và các cổ đông. Chương 8. Bàn về bí quyết kiếm tiền. Cứ mặc người khác đuổi bắt cá voi, chúng ta chỉ cần bắt tôm tép. Chương này sẽ bàn về những chủ đề sau. Phương thức kiếm được nhiều tiền nhất luôn luôn là phương thức đơn giản nhất. Nếu như con kiến biết cách đi đứng thì con voi cũng không thể dẫm chết nó. Không đảm bảo chất lượng sản phẩm, càng đi nhanh sẽ càng chết yểu. Thành công bắt nguồn từ danh tiếng trong công chúng, còn dịch vụ sẽ quyết định tương lai. Ghi lại bài nói chuyện, người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Phương thức kiếm được nhiều tiền nhất luôn luôn là phương thức đơn giản nhất. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng mô hình của chúng tôi có thể kiếm ra tiền. Amazon là dòng sông lớn nhất thế giới, 8.848 mét là ngọn núi cao nhất thế giới, còn Alibaba là bảo tàng giàu có nhất thế giới. Nghiệp tốt sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu chỉ dựa vào trợ giúp tiếp máu. Quan trọng là tự tạo máu cho mình. Jack Ma. Trong quá trình kinh doanh doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp nếu chỉ có nhiệt huyết và sáng tạo là chưa đủ. Doanh nghiệp còn cần phải có một hệ thống, chế độ, đội ngũ cũng như một mô hình sinh lợi tốt. Trong cuốn sách Triệu Phú Môi Giới Bất Động Sản, Gary Keller đã nhấn mạnh rằng mô hình và sáng tạo luôn là hai yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, mọi việc đều phải bắt đầu từ tạo nền móng mô hình vững chắc, sau đó mới sáng tạo để tạo điểm đột phá. Sau đó, sự sáng tạo ấy lại được mô hình hóa ở một cấp độ cao hơn. Những doanh nghiệp hàng đầu trong nền thương nghiệp hiện nay ban đầu đều là những doanh nghiệp nhỏ nắm bắt được mô hình kinh doanh thành công, từ đó từng bước tiến lên. Walmart mở tiệm tạp hóa, Coca-Cola, Microsoft bán phần mềm, GOME mở cửa hàng điện khí, Heidi Lee mở nhà hàng lẩu. Thành công trong các ngành nghề phổ thông đó đã nói lên điều gì? Thực tế, nó đã nói lên một đạo lý. Bất kể là làm ngành nghề gì, làm dự án gì, ta đều có thể thành công. Quan trọng là bạn phải tìm được mô hình kinh doanh thành công, đồng thời nhanh chóng phát huy tối đa năng lực sinh lời của mô hình kinh doanh ấy. Heidi Lau sở dĩ có thể phá được trùng vây giữa biển lửa là do đã tìm ra điểm cân bằng phù hợp giữa sáng tạo trải nghiệm khách hàng và những biến đổi của thương mại để sáng tạo ra mô hình thương mại mới. Heidi Lau đầu tư không ít vào sáng tạo trải nghiệm cho khách hàng, ví dụ như một số dịch vụ bị gọi là dịch vụ biến thái. Trong lúc đợi chỗ, có dịch vụ đánh giày, sửa móng. Sau khi khách hàng an vị, ngay lập tức sẽ được tặng dịch vụ bị gọi là dịch vụ biến thái. Trong lúc đợi chỗ, có dịch vụ đánh giày, sửa móng. Sau khi khách hàng an vị, ngay lập tức sẽ được tặng dây chun buộc tóc, tạp dề, ốp điện thoại. Khi dùng bữa sẽ liên tục có nhân viên phục vụ đưa khăn nóng tới. Chiến lược miễn phí là một chiến lược cạnh tranh vô cùng hữu hiệu. Khi đề ra giá thành sản phẩm, một doanh nghiệp nhất định phải suy xét tất cả chiến lược miễn phí trong đó.
Cái gọi là miễn phí đương nhiên không thực sự miễn phí hoàn toàn, mà là trước khi khách hàng tiêu dùng thì nên có một quá trình trải nghiệm miễn phí, loại bỏ những lo lắng đối với giá thành cao, giảm thiểu trở ngại cho quá trình giao dịch. Haidilao đã lập ra một khu đợi chỗ, đi dịch vụ miễn phí lên một tầm cao mới. Để khiến cho những sản phẩm được tặng miễn phí có tác động sâu sắc hơn vào lòng người, bố cục của Haidilao được chia thành 3 khu vực lớn: khu nhà bếp, khu dùng bữa và khu đợi chỗ. So sánh với các đại đa số các nhà hàng lẩu khác, điểm đặc biệt thực sự chính là khu đợi chỗ. Cho dù tiền thuê cửa hàng của nhà hàng lẩu có đắt tới đâu, Haidilao vẫn nhất quyết phân ra một không gian nhỏ có diện tích bằng 1/5 tổng diện tích mặt bằng để làm khu đợi chỗ. Môi trường và dịch vụ trong khu đợi chỗ chẳng hề thua kém tiêu chuẩn của khu dùng bữa. Năng lực thanh khoản, năng lực chuyển thành tiền mặt của Haidilao cũng rất mạnh mẽ. 60 cửa hàng chi nhánh của Haidilao đa số đều làm ăn rất phát đạt. Ví dụ tại cửa hàng Haidilao ở Bắc Kinh, phần lớn thời gian đều có thể duy trì tỷ lệ đặt bàn từ 5 tới 6 chiếc mỗi tối. Nhân tố tích cực hỗ trợ cho tỷ lệ đặt bàn này chính là mô hình đợi chỗ đặc biệt của Haidilao. Việc đặt bàn trước hoặc đợi chỗ từ 2 tới 3 tiếng đã trở thành một nét đặc sắc của Haidilao. Hiện tượng hàng ngày trước các cửa tiệm Haidilao đều có hàng dài người xếp hàng chờ cũng chính là hiệu ứng thị trường mà chiến lược miễn phí được nhắc tới ở trên đem lại. Mô hình kinh doanh thành một số khâu như sau. Thứ nhất, khi vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, bạn cần xây dựng một mô hình kinh doanh. Hoặc nói một cách đơn giản hơn, bạn cần xây dựng một chiến lược. Chiến lược này bao gồm những gì bạn muốn làm và không muốn làm, cũng chính là chiến lược sản phẩm, hoặc có thể gọi là mô hình sản phẩm. Thứ hai, mô hình khách hàng. Bạn phải trả lời được câu hỏi mình hướng tới đối tượng khách hàng nào, mang lại sản phẩm với giá thành ra sao cho những ai. Thứ ba, mô hình thị trường. Trên thị trường, bạn sẽ định vị bản thân ra sao, dùng mô hình marketing như thế nào để quảng bá. Thứ tư, khi bạn đã có rất nhiều khách hàng, lúc bấy giờ có lẽ bạn mới nghĩ tới chuyện chuyển hóa khách hàng trở thành nguồn thu nhập, đó mới chính là mô hình sinh lời. Từ trường hợp của Haidilao, chúng ta có thể thấy được 3 đặc điểm chính của các mô hình kinh doanh ưu tú. Một là đặc sắc. Đặc sắc chính là sức sống. Thiết kế khu đợi chỗ không phải phát minh ra, thế nhưng họ đã thêm vào đó các loại đồ ăn miễn phí, cung cấp những dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, thổi một luồng sinh khí mới vào mô hình truyền thống, khiến cho mô hình này trở nên đầy cá tính và có sức hút. Starbucks, thương hiệu đã quá quen thuộc với mọi người, cũng đã nắm bắt được tuyệt chiêu miễn phí này. Họ cung cấp dịch vụ lên mạng miễn phí cho khách hàng, thuận tiện cho các khách hàng làm việc, kinh doanh, giúp cho giá trị gia tăng của cà phê Starbucks tăng lên gấp bội. 2. Có thể thu được lợi nhuận. Mục tiêu của kinh doanh doanh nghiệp là thu được lợi nhuận. Mô hình không đem lại lợi nhuận là một mô hình không có sức sống lâu bền. Nhà sách Đệ Tam Cực từng là một ví dụ về kinh tế trải nghiệm được lan truyền rộng rãi. Họ đã đầu tư không ít công sức vào cách thức trang trí, thiết kế trải nghiệm cho khách hàng, bố trí giá sách, hoạt động hội viên. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, nhà sách Đệ Tam Cực cũng đã biến mất khỏi tòa nhà Đệ Tam Cực. Nguyên nhân là bởi khả năng sinh lời. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, nhà sách Đệ Tam Cực cũng đã biến mất khỏi tòa nhà Đệ Tam Cực. Nguyên nhân là bởi khả năng sinh lời không tốt, thua lỗ trong thời gian dài. Đệ Tam Cực không thể tìm được điểm cân bằng giữa hiện thực kinh doanh và trải nghiệm khách hàng, đành buồn bã rút lui. 3. Đơn giản. Mọi mô hình kinh doanh tốt đều vô cùng đơn giản. Một mô hình kinh doanh tốt chỉ cần một ý tưởng sáng tạo, sau đó cứ thế sao chép là được. Nó đơn giản tới mức khi bạn sao chép lại, người được tuyển dụng có thể dựa theo sổ tay hướng dẫn 1, 2, 3 mà biết làm cả. Còn mô hình kinh doanh không tốt thì lại phức tạp, điều kiện để thực hiện nó rất nhiều. Ví dụ, đó là một ý tưởng mà chỉ có thể được thực hiện khi có điều kiện này hay điều kiện kia, hoặc phải trong tình huống khi có ai đó xuất hiện. Vậy thì đó không phải là một mô hình kinh doanh tốt. Đa phần các doanh nghiệp thất bại đều giống nhau, nhưng con đường của các doanh nghiệp thành công thì lại đa dạng vô cùng. Thế nhưng điểm chung trên con đường thành công ấy chính là mỗi doanh nghiệp thành công đều tìm được cho mình một mô hình và ý tưởng kinh doanh độc đáo, thích hợp với sự phát triển của bản thân, đồng thời không ngừng điều chỉnh và nâng cấp mô hình kinh doanh của bản thân theo sự biến đổi của môi trường kinh doanh, các nhân tố cạnh tranh cũng như sự thay đổi của người tiêu dùng. Không có nền công nghiệp lỗi thời, chỉ có doanh nghiệp lỗi thời.
không có doanh nghiệp lỗi thời, chỉ có tư duy lỗi thời. Trong một thị trường thiên biến vạn hóa, mỗi ngày đều cạnh tranh khốc liệt, nếu doanh nghiệp của chúng ta muốn làm cho bản thân nổi bật, mở rộng, phát triển, nhất định ta phải thiết lập được một mô hình thương mại phù hợp với bản thân và tràn đầy năng lực cạnh tranh. Dạng mô hình thương mại này không cần doanh nghiệp phải ưu tú trên mọi mặt, chỉ cần tốt hơn người khác ở một điểm nào đó là ta đã có thể giành được cơ hội hơn. Các cơ hội này liên tiếp đến, sẽ từng bước một mở rộng. Cuối cùng mà, khi khởi nghiệp, mọi người cần làm thứ mà mình có để làm tốt một cách dễ nhất, làm chuyện mà bản thân nên làm, chứ đừng làm chuyện mà bản thân không nên làm. Đặc biệt là khi mới bắt đầu khởi nghiệp, mô hình của bạn cần phải đơn nhất, đơn giản, có thể trình bày được một cách rõ ràng. Đừng lo sợ rằng mô hình đơn giản thì người khác sẽ sao chép bạn. Chưa chắc người khác đã muốn làm chuyện này như bạn. Mô hình của các công ty ưu tú đều đơn nhất, bởi mô hình phức tạp luôn có vấn đề, đặc biệt là khi vừa mới khởi nghiệp. Nếu như con kiến biết cách đi đứng thì con voi cũng không thể dẫm chết nó. Chúng ta chỉ cần bắt lấy vài con tôm con tép, chúng ta rất nhanh sẽ tập hợp được 500.000 thương vụ xuất nhập khẩu. Sao tôi lại có thể không thu được một đồng nào từ họ cơ chứ? Jack Ma. Khi được mời diễn thuyết tại đại giảng đường thanh niên khởi nghiệp, đối diện với hàng nghìn sinh viên đại học định thành Alibaba. Khi nhớ lại thời kỳ thành lập China Yellow Pages, ông nói, nếu như con kiến biết cách đi đứng thì con voi cũng không thể dẫm chết nó. Chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin. Sự phát triển của mạng Internet và công nghệ khiến cho thế giới này phát sinh những biến đổi to lớn. Vào thế kỷ 20, công nghệ thông tin được dùng để hỗ trợ chuyện làm ăn. Thế nhưng tới thế kỷ 21, công nghệ thông tin được dùng để phục vụ người tiêu dùng. Jack Ma cho rằng đây là một thách thức đối với các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà nói, đây là một cơ hội cực kỳ lớn. Trong lần khủng hoảng tài chính này, chúng ta thấy được những doanh nghiệp nhìn có vẻ rất lớn mạnh đã ngã xuống. Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều phải chịu ảnh hưởng từ cơn chấn động mà cuộc khủng hoảng tài chính lần này đem lại. Tuy nhiên, trong nội tâm, họ đều cảm thấy đặc biệt vui mừng khi bản thân tránh được tai nạn này chỉ trong đường tơ, kẻ tóc. Tao bao đã rất lớn mạnh. Họ đều cảm thấy đặc biệt vui mừng khi bản thân tránh được tai nạn này chỉ trong đường tơ, kẻ tóc. Tao bao đã rất lớn mạnh. Sự vận hành của nền tảng này rất cần được tinh tế hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao Jack Ma đưa ra đề xuất nhỏ mà đẹp. Bởi vậy, ông đã tiến hành phân chia nhỏ mà đẹp từ trong nội bộ công ty trước tiên, phân chia thành Tao Bao, Tian Mao, Tụ Hạch Toán, E Tao. Jack Ma thẳng thắn thừa nhận doanh nghiệp của mình là một doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, bởi vì khi mô hình doanh nghiệp của tôi nhỏ thì tôi sẽ có được nhiều cơ hội hơn. Xã hội ngày nay là một thời đại càng ngày càng được cá tính hóa. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của các nhóm xã hội cũng xuất hiện đặc điểm đa dạng hóa và cá tính hóa. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp phải cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu cá nhân cho đủ những nhóm khác nhau. Doanh nghiệp nhỏ có thể thu thập các thông tin qua mạng Internet, nhỏ mà lại lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy. Tại Đại hội Thương mại Điện tử năm 2012, Jack Ma từng phát biểu như sau. Vài năm tới, chúng ta sẽ tập trung vào vài xu hướng quan trọng của thương mại điện tử. Đầu tiên, nhỏ chính là đẹp, small is beautiful. Đại hội lần này, chúng ta thấy được rằng nhỏ chính là đẹp. Vài năm trước, tôi có tới Nhật Bản, một cửa tiệm rất nhỏ. Trước cửa treo một tấm biển có ghi, tiệm chúng tôi đã thành lập được 147 năm. Tôi rất hiếu kỳ liền đi vào trong xem. Đó là một cửa tiệm nhỏ bán bánh ngọt. Một bà lão nói rằng, cửa tiệm này của chúng tôi đã mở bán được 147 năm. Chỉ có hai vợ chồng và một đứa con. Thiên hoàng Nhật Bản cũng đã từng mua bánh của tiệm chúng tôi. Trên khuôn mặt ngập tràn nét cười hạnh phúc. Làm cho tốt là điều hạnh phúc hơn nhiều so với việc làm cho lớn. Trong văn hóa Trung Quốc có câu, nguyện làm đầu gà còn hơn làm đuôi tương lai, nhỏ chính là đẹp, nhỏ và tốt càng quan trọng hơn, càng linh hoạt hơn. Để nhỏ mà đẹp, Alibaba cơ bản quyết định trong nội bộ công ty, toàn diện đẩy mạnh chiến lược song bách vạn. Hai mục tiêu 1 triệu. Toàn lực bồi dưỡng 1 triệu cửa hàng trực tuyến có doanh thu hàng năm trên 1 triệu, giúp đỡ 1 triệu cửa hàng nhỏ có doanh thu 1 triệu. Jack Ma cảm thấy rằng một doanh nghiệp quá lớn chính là một doanh nghiệp biến thái, không bình thường. Giống như ai cao hơn cả kỳ thủ bóng chuyền Diêu Minh
tức là không bình thường, bởi đa phần mọi người chỉ cao 1m7 mấy. Chính vì vậy, đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc, không lớn sẽ càng thú vị hơn, không lớn là tốt nhất. Jack Ma cho rằng kế hoạch song bách vạn đã thể hiện đặc điểm nhỏ mà đẹp của thương mại điện tử. Vậy thì làm thế nào mới có thể nhỏ mà đẹp đây? 1. Định vị chính xác và rõ ràng. Trong cuốn Quản lý Marketing, và thầy vậy thì làm thế nào mới có thể nhỏ mà đẹp đây? 1. Định vị chính xác và rõ ràng. Trong cuốn Quản lý Marketing, và thầy Marketing Philip Kotler đã tổng kết như sau. Định vị chính là hành động tiến hành kế hoạch gây dựng thương hiệu cho sản phẩm của công ty, từ đó giúp sản phẩm của mình chiếm được một vị trí đặc biệt và có giá trị trong lòng khách hàng mục tiêu. Trong tác phẩm nổi tiếng Định vị của mình, Henri và Jack Trout đã một lần nữa nhấn mạnh rằng định vị không phải là chuyện bạn cần làm đối với sản phẩm, mà là chuyện bạn cần làm đối với khách hàng tương lai. Hay nói cách khác, bạn cần phải định vị sản phẩm của mình trong đầu khách hàng tương lai. Như vậy thì định vị nên được tiến hành hướng tới tâm trí của người sử dụng. Ví như muốn trị gầu thì dùng Head and Shoulder, sợ nóng trong người thì uống Đa Bảo. Muốn một bộ trang phục vừa thời thượng vừa danh giả thì mua Libo. Có thể thông qua định vị vị để chiếm dụng tài nguyên trong tâm trí của người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng muốn mua một thứ nào đó, họ có thể liên tưởng tới thương hiệu của mình. Đồng thời, định vị bản thân cũng chính là quyết định phương hướng và phương thức thể hiện của sản phẩm. 2. Khác biệt hóa sản phẩm. Kết quả của đồng chất hóa sản phẩm chính là giảm giá thành để kích cầu. Chính vì vậy, áp lực giá cả đã thúc ép các doanh nghiệp không ngừng sáng tạo. Sáng tạo ở đây không chỉ đơn giản là tạo ra sản phẩm mới, mà nó cũng bao gồm cả việc tạo ra dịch vụ mới, phương thức marketing mới. Như vậy ở đây, sáng tạo chính là theo đuổi quá trình khác biệt hóa. Khái niệm khác biệt hóa sản phẩm được đề xuất trong cuốn Lý luận cạnh tranh lũng đoạn, được xuất bản vào năm 1933 của một nhà kinh tế học người Mỹ tên là E.H. Chamberlain. Khác biệt sản phẩm nhắm tới những khác biệt cực nhỏ trên các phương diện như chất lượng, hình dáng, bao bì, thương hiệu dịch vụ của cùng một loại sản phẩm. Ví dụ cùng là xe đạp, chất lượng cao thấp khác nhau, hình thức khác nhau, màu sắc khác nhau, nhãn hiệu khác nhau, bán tại các cửa hàng khác nhau. Đó đều là khác biệt sản phẩm của xe đạp. Chamberlain nhấn mạnh rằng có sự khác biệt về sản phẩm sẽ dẫn tới lũng đoạn, bởi vì sản phẩm có điểm khác biệt sẽ lợi dụng điểm đặc sắc của chính mình để lũng đoạn một bộ phận người tiêu dùng, tức là lũng đoạn khách hàng mục tiêu của bản thân. Ví như hãng đồng hồ Swatch của Thụy Sĩ đã dựa vào sự đa dạng về kiểu dáng thiết kế thời trang để thu hút tầng lớp thanh niên chạy theo mốt. Mỗi năm Swatch đều không ngừng tung ra các mẫu đồng hồ mới, khiến cho mọi người ai cũng đều khắc khoải mong chờ sự xuất hiện của sản phẩm mới. Rất nhiều người không chỉ sắm cho bản thân một chiếc đồng hồ Swatch mà sắm nhiều chiếc, bởi vì họ đều muốn trưng diện những mẫu đồng hồ có phong cách và màu sắc khác biệt. Có vị thương nhân còn sở hữu tới 25 chiếc đồng hồ Swatch. Swatch đã khởi xướng nên một loại văn hóa tiêu dùng đồng hồ mới. 3. Khác biệt hóa phương thức marketing. Hiện nay trên thị trường rất nhiều sản phẩm khó có thể khác biệt hóa, mức độ sáng tạo của những ngành đó rất thấp. Khi đó, cái ta cần là khác biệt hóa phương thức marketing. Tư tưởng cốt lõi của khác biệt hóa marketing là phân tích thị trường tỉ mỉ, tiến hành định vị nhằm vào nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng thương hiệu, tạo lập hình ảnh. Điều đó cũng có nghĩa là, trên cơ sở phân tích thị trường, nhằm vào nhu cầu cá tính hóa của thị trường mục tiêu, thông qua định vị và quảng bá thương hiệu để tạo ra giá trị độc đáo của thương hiệu, tạo lập hình ảnh rõ ràng, tạo ra ưu thế cạnh tranh cốt lõi là cá tính hóa và khác biệt hóa thương hiệu. Cơ sở của khác biệt hóa marketing là đặc tính đa dạng hóa của nhu cầu tiêu dùng thị trường. Những người tiêu dùng khác nhau có sở thích khác nhau, tính cách khác nhau, định hướng giá trị khác nhau, mức độ thu nhập khác nhau và quan niệm tiêu dùng khác nhau, định hướng giá trị khác nhau, mức độ thu nhập khác nhau và quan niệm tiêu dùng khác nhau. Những điều này quyết định sự khác biệt trong mức độ nhu cầu của họ đối với sản phẩm và nhãn hàng. Đó cũng chính là lý do vì sao phải tiến hành khác biệt hóa marketing. Ví dụ, Kotex, thương hiệu băng vệ sinh đầu tiên trên thế giới, được thành lập tại Mỹ từ năm 1920. Trong quá trình hoạch định chiến lược sau khi nghiên cứu phân tích tình hình thị trường Trung Quốc, Kimberly Clark đã đưa sản phẩm mới của Kotex thâm nhập thị trường này. Tại thị trường Trung Quốc rộng lớn với rất nhiều nhãn hàng băng vệ sinh, Kotex
đã tập trung vào thị trường băng vệ sinh cao cấp. Ngoài tiếp nối con đường hàng hóa cao cấp của Kimberly-Clark, Kotex còn phát huy được ưu thế và kinh nghiệm của mình. Qua vài chục năm hình thành và phát triển, sản phẩm băng vệ sinh Kotex đã trở thành sản phẩm bán chạy trên toàn cầu. Còn có rất nhiều ví dụ khác về khác biệt hóa phương thức marketing, ví như cách điện thoại Apple hay Xiaomi sử dụng marketing bỏ đói. Có rất nhiều sách lược và phương pháp marketing, chúng ta cần phải kết hợp giữa tiến hành khác biệt hóa marketing sản phẩm, đồng thời tìm kiếm phương thức marketing thích hợp nhất. 4. Tìm một điểm khiến điểm đó đạt tới đỉnh cao. Steve Jobs đã đưa trải nghiệm người dùng lên tới đỉnh cao. Một quá trình mua sắm bao gồm rất nhiều điểm, từ chuỗi cung ứng, sản phẩm, dịch vụ tới phương thức marketing. Khi doanh nghiệp nhỏ, chúng ta không thể mở rộng nhiều điểm. Chúng ta nên tìm một điểm đột phá phù hợp với bản thân và khiến điểm đó đạt tới đỉnh cao. Một doanh nghiệp nên bảo toàn năng lực cạnh tranh cốt lõi hay nên phát triển đa dạng hóa thì mới có thể vượt qua những doanh nghiệp cùng ngành. Đây là một câu hỏi hóc búa mà rất nhiều công ty phải đối diện. Đa dạng hóa là con đường đưa doanh nghiệp trưởng thành nhanh chóng, nhưng nó cũng là một con đường phát triển có mức độ nguy hiểm rất cao, đầy rủi ro, đặc biệt là đa dạng hóa không liên quan. Ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp thích phát triển đa dạng hóa, thích sao bị quy mô, mù quáng, tiến hành mở rộng đa lĩnh vực. Doanh nghiệp thì càng ngày càng lớn nhưng lại không phải là xu hướng càng lớn càng mạnh. Cũng giống như xây nhà cao tầng trên một nền móng không vững chắc. Nền móng không vững chắc khó trụ được khi gặp phải động đất. Nền tảng bên trong không vững chắc, nhà cao tầng rất dễ trở thành tòa nhà nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như bạn có năng lực đa dạng hóa thì có thể tiến hành. Thế nhưng vẫn phải chú ý rằng, khi lựa chọn mở rộng, doanh nghiệp đồng thời cũng cần phải đi sao cho tốt, đi sao cho vững. Tuy nhiên, nếu như doanh nghiệp của bạn còn lâu mới đạt được tới năng lực ấy, thì bạn cần phát triển từ quy mô nhỏ, từ lĩnh vực chuyên môn, thu hút khách hàng bằng sức hấp dẫn có 102 của bản thân mình. Trích lời Jack Ma. Ở thế kỷ 20, quy mô doanh nghiệp càng lớn có nghĩa là càng lớn, có công xưởng lớn, nguồn vốn lớn, mọi thứ đều lớn. Ngày nay, thứ mà chúng ta so bì không phải là máy móc của bạn nhanh tới đâu hay là thiết bị của bạn nhiều tới đâu. Chúng ta so là so xem tốc độ thay đổi bản thân để thỏa mãn nhu cầu thị trường của bạn có đủ nhanh hay không. Không đảm bảo chất lượng sản phẩm, càng đi nhanh sẽ càng chết yểu. Không đảm bảo chất lượng sản phẩm, càng đi nhanh sẽ càng chết yểu là một câu nói nổi tiếng của Jack Ma. Chất lượng là đường sinh mệnh của doanh nghiệp, mà khởi nghiệp nào cũng đều hiểu rõ đạo lý này. Jack Ma cũng không ngoại lệ. Mặc dù kinh doanh thương mại điện tử là một dạng sản phẩm vô hình, thế nhưng ông vẫn đặc biệt coi trọng chất lượng sản phẩm. Jack Ma nói, làm từ những chi tiết nhỏ nhất, chất lượng là sinh mệnh của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều nói như vậy. Có thể thấy thứ mà Jack Ma quan tâm hơn cả chính là làm thế nào để đảm bảo được chất lượng tới từng chi tiết. Trong lần cuối tham dự họp báo trước khi rời khỏi chức vụ CEO, Jack Ma đã nói rằng, tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Tôi luôn nghĩ xem là chuyện gì sẽ khiến tôi đặc biệt nuối tiếc và hối hận sau khi rời khỏi vị trí CEO. Chuyện mà tôi đáng lẽ nên làm mà lại không làm. Chuyện đó chính là loại bỏ hàng giả. Jack Ma bày tỏ, nhất định phải áp dụng nhiều phương pháp hơn nữa để loại bỏ triệt để khối u ác tính này. Bởi lẽ 10 năm từ khi thành lập Taobao, những loại hàng giả hàng nhái như cỏ dại đốt chẳng sạch, gió xuân tới lại sinh, chính là thứ khiến ông đau lòng nhất. 10 năm qua, thứ khiến tôi đau lòng nhất, buồn bã nhất chính là mỗi lần người mua nói họ mua phải hàng giả, người bán nói hàng hóa của họ bị làm giả ở chỗ của chúng tôi. Thực ra, Taobao mới là người bị hại lớn nhất. So với việc lo lắng xem sau này Alibaba có thể biến từ 1.000, 10.000 tỷ hay không, Jack Ma càng lo lắng hơn về chuyện liệu các loại hàng giả hàng nhái có trở thành căn bệnh ung thư, thành khối u của doanh nghiệp trong tương lai hay không. Ông cảm thấy, nếu như không làm tốt công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đã đảo những sản phẩm làm giả làm nhái thì bản thân sẽ vô cùng hối hận. Taobao bắt đầu chiến dịch loại bỏ hàng giả hàng nhái trên mọi phương diện từ năm 2012. Mức độ chiến dịch đặc biệt lớn, phản ứng cũng vô cùng lợi hại. Lúc bấy giờ, lực lượng buôn bán hàng giả đã kịch liệt phản đối thông qua các phương thức như diễu hành thị uy chẳng hạn. Để bảo vệ người mua, Taobao đã thiết lập ra những biện pháp thưởng phạt rất chi tiết. Ví dụ như điều 29 trong quy tắc Tianmao
quy định sẽ xử lý những hành vi phạm quy của hội viên như sau. Thương gia nếu có hành vi phạm quy sẽ bị khấu trừ 12 điểm, đồng thời bị hạn chế tham gia hoạt động marketing trên Tianmao trong vòng 7 ngày, nộp phạt 1 nhân tệ cho Tianmao. Như vậy, vòng tròn tiền phạt, khấu trừ điểm, phàn nàn của khách hàng, đánh giá thấp đã được tạo ra. Cũng có nghĩa là có đánh giá thấp thì sẽ có khả năng bị phàn nàn. Có phàn nàn thì sẽ có khả năng bị khấu trừ điểm. Bị khấu trừ điểm thì có khả năng người bán sẽ phải nộp phạt. Điều khoản này nhìn có vẻ giống như một điều khoản bảo vệ người mua. Nào ngờ đâu trong quá trình thực hiện, nó lại làm nảy sinh một ngành nghề mới. Người chuyên bình luận tốt và người chuyên bình luận xấu gây lũng đoạn môi trường mua sắm trực tuyến. Năm nay, tập đoàn quyết định thực hiện các chiến lược 2 mục tiêu 1 triệu để trợ giúp cho 1 triệu cửa hàng vừa và nhỏ có doanh thu lớn hơn 1 triệu tệ, trợ giúp cho sự phát triển của thật nhiều người bán nhỏ mà đẹp. Tuy nhiên, hàng giả, hàng nhái và sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lại là những rào cản lớn nhất tồn tại trong chiến lược này. Chính vì vậy, công ty đã quyết định bắt tay xử lý tấn công hàng giả, hàng nhái. Công ty đã quyết định bắt tay xử lý tấn công hàng giả, hàng nhái, đầu tư không giới hạn. Cần bao nhiêu tiền sẽ chi bấy nhiêu tiền, Jack Ma kiên định tuyên bố. Đồng thời, Alibaba cũng phối hợp với các cơ quan chấp pháp như lực lượng công an, giám định chất lượng, xuất bản tin tức, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, công thương, đồng thành lập tiểu tổ công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do CEO tân nhiệm của Alibaba là ông Lục Triệu Hy giữ chức tổ trưởng. Trước mắt, đội ngũ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Alibaba có hơn 2.000 người. Kinh phí dành cho đội ngũ nhân lực và kỹ thuật hỗ trợ quản lý an toàn thông tin mạng mỗi năm đã vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ. Jack Ma nói, Tao Bao chưa bao giờ vắng lời chỉ trích. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng mục đích ban đầu của những lời phê bình ấy không phải là làm cho Tao Bao phải đóng cửa. Tao Bao cũng giống như một chiếc gương. Nó cho bạn hay các vết sẹo của bạn nằm ở đâu. Không phải cứ đập gương đi thì các vị nào. Chỉ có điều ai là người nên hành động, ai là người nên chịu trách nhiệm, ai là người nên cố gắng. Hôm nay xóa bỏ Tao Bao cũng chỉ giống như đập vỡ chiếc gương đi mà thôi. Bạn cho rằng như vậy là không còn hàng giả nữa ư? Tao Bao sẵn sàng công bố mọi số liệu và nguồn tin, hy vọng các cơ quan quản lý có liên quan có thể hành động cùng Tao Bao, loại bỏ những yếu tố hình thành nên khối u ác tính này, chứ đừng loại bỏ cơ chế kiểm tra phát hiện ra nó. Chất lượng là thuộc tính cơ bản của sản phẩm. Khi mua sản phẩm, người tiêu dùng luôn hy vọng sản phẩm có chất lượng tốt và tính năng đáng tin cậy, còn không thì họ sẽ nảy sinh tâm lý phản cảm đối với nhà sản xuất ra sản phẩm đó. Khi đó, chỉ khi chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu thì doanh nghiệp mới có thể để lại ấn tượng tốt cho người tiêu dùng, cũng sẽ nâng cao được mức độ danh tiếng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với những tiến bộ của thời đại, quan niệm và yêu cầu về chất lượng đối với các doanh nghiệp nay đã được mở rộng. Nó là chất lượng quản lý toàn diện của doanh nghiệp, bao gồm các phương tiện như chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chất lượng công tác. Không có bất cứ doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu nào lại không đặc biệt coi trọng chất lượng, lại không coi đó như là sinh mệnh của doanh nghiệp. Một sản phẩm cần phải có sự bảo đảm nghiêm ngặt về chất lượng. Đây là điều căn bản nhất trong kinh doanh, thể hiện lương tâm của nhà kinh doanh. Nhà khởi nghiệp nhất định phải nhận thức sâu sắc về đặc điểm này. Nhất định phải đặt chất lượng sản phẩm vào vị trí quan trọng đặc biệt khi sản xuất kinh doanh. Chỉ có như vậy, sản phẩm của bạn mới có khả năng đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng. Bạn cũng mới có khả năng kiếm được tiền. Cùng với sự phát triển của công cuộc cải cách mở cửa và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là khi sự cạnh tranh trên phạm vi quốc tế càng ngày gay gắt, doanh nghiệp nhất định phải đi theo con đường chất lượng hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện, nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý và củng cố tố chất nhân viên. Doanh nghiệp dựa vào thương hiệu để sinh tồn, dựa vào sáng tạo để giành trước cơ hội, dựa vào chất lượng để thu được lợi nhuận, dựa vào văn hóa để nâng tầm hình ảnh. Quan trọng nhất là dựa vào chất lượng sản phẩm hoàn hảo để chiến thắng. Doanh nghiệp nhất định phải kiên định lấy chất lượng làm cốt lõi, dựa theo tiêu chuẩn quốc tế hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm một cách vững chắc. Đồng thời cần phải có thái độ làm việc khoa học và tác phong công tác nghiêm túc, làm việc cần mẫn và nỗ lực, càng phải cố gắng hình thành một ý thức về chất lượng lâu dài, khiến cho ý thức về chất lượng ăn sâu bám rễ vào khối óc và trái tim của toàn thể nhân viên, hình thành nên một hình ảnh của đội ngũ. Trích lời Jack Ma. 30 năm trước,
chúng ta dựa vào mô phỏng, sao chép và bắt chước. 30 năm trước, chúng ta dựa vào mô phỏng, sao chép và bắt chước là chính. Không phải chúng ta ai cũng vậy. Nhóm người thu được lợi ích từ quyền sở hữu trí tuệ mà chúng ta có là quá nhỏ. Còn ở phương Tây thì nhóm người này lại rất lớn. Họ biết cách bảo hộ bản thân cho tốt. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của bản thân sẽ trở thành xu thế của thương mại điện tử. Bởi vậy, 30 năm sau, mỗi vị ngồi đây, các bạn cũng sẽ bảo vệ cho bản thân mình giống như rất nhiều người có quyền sở hữu trí tuệ khác. Thành công bắt nguồn từ danh tiếng trong công chúng, còn dịch vụ sẽ quyết định tương lai. Làm kinh doanh không phải là đánh trận, đừng luôn nghĩ tới chuyện so bì với ai, vượt mặt ai, phục vụ khách hàng cho thật tốt mới là điểm then chốt trong kinh doanh. Khách hàng ngay trước cửa nhà mình còn chưa phục vụ tốt mà đã nghĩ tới chuyện làm ăn trong thiên hạ, thì sao mà có thể làm được? Với doanh nghiệp nhỏ, trước tiên đừng nghĩ tới chuyện làm cho thương hiệu của bản thân lớn mạnh. Trước tiên nên nghĩ tới chuyện trong công chúng. Jack Ma. Sự tồn tại và tính sinh lời của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào hai nhân tố trụ cột sau. Một là sản phẩm, hai là dịch vụ. Sản phẩm là hình thức, dịch vụ là linh hồn. Giống như mọi ngành nghề khác, trước đây các doanh nghiệp trong ngành khách sạn, nhà hàng thường coi trọng sản phẩm hơn rất nhiều so với dịch vụ. Tuy nhiên trong thời đại mà sản phẩm bị đồng chất hóa, cần được cá tính hóa, liệu còn có thứ gì có thể tạo thành điểm khác biệt giữa các doanh nghiệp? Liệu còn có thứ gì có thể phân biệt điểm khác nhau giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác? Chỉ có dịch vụ. Dịch vụ có ảnh hưởng mang tính chất quyết định tới sự tồn tại và tính sinh lời của một thương hiệu. Jack Ma từng đề ra lý luận nổi tiếng, một mảnh khăn, thể hiện mong muốn học tập công ty Haier. Ông nói, một mảnh khăn là nét độc đáo của Haier. Mẹ tôi thực ra chưa từng mua đồ điện bao giờ, thế nhưng bà ấy nói với tôi là phải mua đồ điện, điều hòa của Haier. Tại sao lại như vậy, Haier? Tại sao lại như vậy? Tôi nói rằng đồ của Haier đắt hơn các hãng khác, hơn nữa cũng chẳng thấy chất lượng của họ tốt lắm. Đồ điện, điều hòa bình nóng lạnh bây giờ đều sàn sàn như nhau, sao mẹ lại muốn mua của Haier? Bà nói, khi tới nhà lắp điều hòa, họ sẽ mang theo một mảnh khăn lau sàn sạch sẽ. Tôi nói, chỉ mảnh khăn ấy mà phải đắt hơn 10%, thứ mà nó lau không phải là sàn nhà của bạn, chẳng phải là đồ điện trong nhà bạn, thứ mà nó lau chính là trái tim của khách hàng. Đúng là đối với vấn đề về dịch vụ một con rồng của Haier không chỉ đề ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chế độ, quy phạm và chất lượng trong mọi khâu như thiết kế sản phẩm, chế tạo, đặt hàng, thiết kế tận nhà, lắp đặt tận nhà, thăm hỏi, bảo trì mà thậm chí còn tinh tế tới mức khi phục vụ tận nhà để tránh làm bẩn nhà cửa của người tiêu dùng. Trước tiên họ sẽ đi thêm ở của người tiêu dùng. Trước tiên họ sẽ đi thêm một lớp túi bọc dày dép. Khi lắp đặt máy điều hòa, trước tiên sẽ che phủ hết sofa cũng như các đồ vật trong nhà. Sau khi xong xuôi sẽ lại dùng khăn lau sạch sẽ đồ điện một lượt, không uống một ngụm nước, không hút một điếu thuốc của người mua. Trước khi rời đi còn quét dọn sàn nhà sạch sẽ, đồng thời mời người tiêu dùng tiến hành chấm điểm trên thẻ dịch vụ. Mỗi một điểm nhỏ nhặt trong dịch vụ của Haier đều rất chân thành, thể hiện giá trị cốt lõi vô hình mà cũng rất sinh động của doanh nghiệp. Điều mà Jack Ma muốn học tập ở Haier chính là tinh thần phục vụ khách hàng này. Khách hàng là số 1, nằm ở đỉnh cao trong giá trị quan của Alibaba. Nội dung chính là yêu cầu doanh nghiệp có được sự tin tưởng của khách hàng bằng những dịch vụ ưu tú chất lượng cao. Về khẩu hiệu khách hàng là số 1, Alibaba lý giải, khách hàng là cha mẹ mang đến áo quần cơm gạo, cho dù trong bất kỳ tình huống nào, vẫn phải luôn ấy dùng các phương thức mà khách hàng ưa thích để đối xử với khách hàng, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có giá trị cao, tối ưu hóa việc tận dụng tài nguyên khách hàng, cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng và lợi ích của công ty, tìm kiếm và giành được thắng lợi cho cả đôi bên. Ví dụ, khi bạn thấy cách phục vụ khách hàng của Starbucks, bạn đừng nghĩ tới chuyện so sánh cao thấp với họ. Thứ mà bạn cần nghĩ tới chính là làm thế nào để học theo được tư duy khách hàng là trên hết của Starbucks. Làm thế nào để khách hàng cảm thấy họ được đặt lên hàng đầu. Jack Ma khuyên các nhà khởi nghiệp rằng, làm bất cứ chuyện gì cũng đừng mang trong mình suy nghĩ muốn so bì với người khác, muốn vượt qua người khác. Thay vào đó hãy nói rằng, so với ngày hôm qua tôi đã hiểu khách hàng hơn. So với ngày hôm qua, tôi đã hiểu rõ hơn về tâm lý của người sử dụng. So với ngày hôm qua, tôi đã phục vụ khách hàng tốt hơn. Bị các doanh nghiệp lớn che lấp chính là mối lo sinh tổn thường thấy của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
cho dù đã hạ thấp tầm nhìn, chỉ nghĩ tới việc cạnh tranh với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thì cũng có một bộ phận lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các thành phố cấp huyện cùng tồn tại trong một vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt. Họ chỉ biết than thở, đành thu mình về một góc, cảm thấy đau khổ vì không thể phát triển lớn mạnh. Một nhà khởi nghiệp tới từ Hồ Nam đã liệt kê cụ thể những khó khăn mà xưởng sản xuất quần áo của mình gặp phải trong quá trình sinh tồn. Ông cho rằng, về mặt giao thông, tàu hàng không thể đi vào những con sông ở khu vực của ông được. Về mặt thị hiếu, rất nhiều người tiêu dùng trong nước chuộng sản phẩm của Triết Giang hay Quảng Đông. Còn đối với một xưởng sản xuất nhỏ ở miền Trung Tây Bộ như ông, thì rất khó được người tiêu dùng chú ý. Về mặt nhân lực, rất không may, nhân lực của thành phố cấp huyện này đều chạy tới nơi khác làm việc cả rồi. Mặc dù có không ít người cho rằng tình trạng của ông chủ này là rất thực tế, thế nhưng Jack Ma lại đã khiến cho họ tỉnh ngộ ra. Lấy chuyện bản thân làm thương mại điện tử làm ví dụ, Jack Ma cho rằng bạn luôn có thể tìm được lý do để viện cớ rằng nhân tài ở nơi khác nhiều hơn ở chỗ chúng tôi. Cũng giống như thương mại điện tử, có nhiều nhân tài trên phương diện này ở Mỹ hơn ở Trung Quốc. Liệu có phải là chúng tôi phải tới Mỹ thì mới có thể làm ăn hay không? Giả sử Alibaba và Taobao được đặt tại Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi có nhiều nhân tài, thị trường cũng rộng, vậy thì chắc là sẽ càng làm ăn phát đạt. Một người gốc Hàng Châu như Jack Ma lại không hề nghĩ như vậy. Trên thực tế, nhân tài ở Hàng Châu không hề thua kém chút nào so với Bắc Kinh hay Thượng Hải. Jack Ma khuyên nhủ những ai theo chủ nghĩa bi quan rằng vấn đề của những ông chủ doanh nghiệp nhỏ miền Tây Trung Bộ không nên là làm thế nào để doanh nghiệp vừa và nhỏ ưỡn ngực bước đi để có được tiếng tốt trong công chúng. Đừng tìm lý do hay viện cớ rằng nhân tài đều đi nơi khác cả rồi, cần suy nghĩ thật nhiều, xem bản thân có giá trị đặc biệt gì có thể giữ chân người của mình được hay không. Sinh tồn là yếu tố đầu tiên của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiệm vụ của doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là tồn tại, phải đặt tầm mắt vào chính bản thân, làm dịch vụ cho thật tốt. Khách hàng ngoài cửa nhà mình chưa phục vụ được cho tốt mà đã muốn làm ăn khắp thiên hạ thì sao có thể làm được? Ông thật tâm khuyên nhủ các chủ doanh nghiệp nhỏ có tham vọng trước tiên đừng nên nghĩ tới chuyện đưa thương hiệu phát triển lớn mạnh, mà việc đầu tiên họ cần nghĩ tới đó là làm sao để dịch vụ của bản thân trở nên thật tốt, tận tâm phục vụ khách hàng ở khu vực của mình cho tốt, để có được tiếng tốt trong công chúng. Trích lời Jack Ma. Mục đích của việc làm kinh doanh không phải là nhìn xem đối thủ lớn mạnh như thế nào, làm ăn ra sao, mà là tập trung vào khách hàng. Mỗi ngày đều phải hiểu khách hàng thêm một chút, vụ khách hàng tốt thêm một chút. Mỗi ngày đều phải đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để làm việc. Đó mới chính là đạo lý thực sự, đạo lý cao nhất. Ghi lại bài nói chuyện. Người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Tháng 12 năm 2010, bài diễn thuyết của Jack Ma tại một buổi bồi dưỡng nhân viên mới. Nhân viên và khách hàng là hai tài sản to lớn nhất của chúng ta trong 10 năm qua. 10 năm có vô số va vấp, vô số tình cảnh có thể khiến cho Alibaba vấp ngã mà không đứng dậy được, thậm chí có thể biến mất trong thế giới mạng Internet. Tuy nhiên, cho dù là bất cứ nguyên nhân gì, chúng ta hôm nay cũng đã sống lại, hơn nữa còn càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta vẫn muốn đi thêm 92 năm nữa. Vậy thì chúng ta dựa vào cái gì để đi tiếp 92 năm này đây? 10 năm trước, Alibaba 2 năm này đây. 10 năm trước, Alibaba chỉ có hai sản phẩm lớn. Thứ nhất chính là nhân viên của chúng ta. Thứ hai chính là khách hàng của chúng ta. Tại đây, tôi muốn chia sẻ rất nhiều điều. Những điều mà 10 năm tới, Alibaba nhất định phải kiên trì theo đuổi. Alibaba là một công ty lấy sứ mệnh làm động lực, lấy giá trị quan làm động lực. Đây cũng chính là thứ đầu tiên mà Alibaba nhất định phải kiên trì. Hơn 8 năm qua, mỗi quý, Alibaba đều khảo sát về giá trị quan. Mỗi quý, mỗi tháng, mỗi người đều dựa vào sứ mệnh của bản thân mà kiên trì. Có người nói rằng Alibaba đã thành lập nên một công ty theo chủ nghĩa lý tưởng. Cho tới nay, tôi vẫn cảm thấy Alibaba là một công ty tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực. 10 năm sau, chúng ta vẫn sẽ luôn là một công ty theo chủ nghĩa lý tưởng, đồng thời cũng nhất định sẽ luôn sống với thực tại. Nếu như không tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng để làm từng chút việc của mình, thì chúng ta cũng sẽ không tồn tại để mọi nhà đầu tư trên phố Wall mắng nhiếc chúng ta đi. Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi kiên trì với tư tưởng khách hàng số 1, nhân viên là số 2,
cổ đông là số 3. Chúng ta kiên trì chuyên tâm, chúng ta chuyên tâm vào thương mại điện tử. 10 năm trước, chúng ta chuyên tâm vào thương mại điện tử. 10 năm sau, chúng ta vẫn chuyên tâm vào thương mại điện tử. 10 năm trước, chúng ta đã chuyên tâm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 10 năm tới, chúng ta vẫn sẽ chuyên tâm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, chỉ có tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vào thương mại điện tử thì mới có thể tồn tại lâu dài. Bởi lẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đến chúng ta. Bởi lẽ thương mại điện tử Trung Quốc và thương mại điện tử toàn cầu cần đến chúng ta. Người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Thưa các bạn, các thành viên của Alibaba, chặng đường 92 năm cực kỳ dài. Các bạn đến với Alibaba không phải là vì một công việc, mà là một ước mơ, vì một sự nghiệp. Ở đây tôi muốn chia sẻ một câu nói, tôi đã không ngừng dùng nó để cổ vũ bản thân. Nay tôi cũng muốn nói cổ vũ các bạn. Tôi đã nói N lần rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ nói thêm một lần nữa. Ngày hôm nay rất tàn khốc, ngày mai lại càng thêm tàn khốc. Thế nhưng ngày kia sẽ tốt đẹp, nhưng đại đa số mọi người bỏ mạng vào đêm ngày mai, không nhìn thấy được mặt trời của ngày kia. Nhưng người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Tất cả mọi người của Alibaba hãy nhớ cho kỹ, Mao Trạch Đông từng nói như sau: tôi tự tin sống tới 200 năm, có thể lướt sóng 3.000 dặm. Thế giới mang lại cho chúng ta sân chơi này, toàn cầu mang lại cho chúng ta cơ hội này. Chúng ta cần huy động tất cả mọi tri thức, tất cả mọi dũng khí, mọi nỗ lực để giúp đỡ 1.000 vạn doanh nghiệp sinh tồn, tạo ra cơ hội việc làm, thực sự cung cấp cho 1 tỷ người một nền tảng, cung cấp cho 1 tỷ người một nền tảng vừa có chất lượng tốt, vừa có giá thành phải chăng. Tóm tắt: bất kể là làm ngành nghề gì, làm dự án gì, ta đều có thể thành công. Quan trọng là bạn phải tìm được mô hình kinh doanh thành công, đồng thời nhanh chóng phát huy tối đa năng lực sinh lời của mô hình kinh doanh ấy. Có sự khác biệt về sản phẩm sẽ dẫn tới lũng đoạn, bởi vì sản phẩm có điểm khác biệt sẽ lợi dụng điểm đặc sắc của chính mình để lũng đoạn một bộ phận người tiêu dùng, tức là lũng đoạn khách hàng mục tiêu của bản thân. Một sản phẩm cần phải có sự bảo đảm nghiêm ngặt về chất lượng. Đây là điều căn bản nhất trong kinh doanh, thể hiện lương tâm của nhà kinh doanh. Đừng tìm lý do hay viện cớ rằng nhân tài đều đã đi nơi khác cả rồi. Cần suy nghĩ thật nhiều, xem bản thân có giá trị đặc biệt gì có thể giữ chân người của mình được hay không. Ngày hôm nay rất tàn khốc, ngày mai kia sẽ tốt đẹp, nhưng đại đa số mọi người bỏ mạng vào đêm ngày mai, không nhìn thấy được mặt trời của ngày kia. Chương 9. Bàn về triết học cạnh tranh. Một thị trường không có đối thủ sẽ chẳng thú vị. Chương này sẽ bàn về các chủ đề. Con người ta cần phải bị PK một lần, thật ác thì mới có thể trưởng thành. Cạnh tranh chỉ là món khai vị. Cơ hội sẽ được dành cho người tấn công. Nhất định không được coi bản thân là người thông minh. Bạn sống, nhưng tôi còn có thể sống tốt hơn bạn. Ghi lại bài nói chuyện: gặp được đối thủ ưu tú là may mắn của bạn. Con người ta cần phải bị PK một lần thật ác thì mới có thể trưởng thành. Đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ thắng, cho dù chết trận cũng không được để bản thân bị dọa tới chết. Jack Ma. Từ cổ chí kim, loài người luôn sinh tồn trong đủ các loại cạnh tranh. Nếu như khuyết thiếu ý thức cạnh tranh thì tất cả sẽ không thể có được động lực chiến đấu và hành động. Ý thức cạnh tranh, dám cạnh tranh và giỏi cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh là một nhân tố quan trọng và lớn nhất trong việc tạo ra và duy trì môi trường cạnh tranh tốt hay không. Tránh xa đối thủ hay không có đối thủ hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Khi khảo sát về cuộc sống của động vật hai bên bờ sông ở châu Phi, một nhà động vật học đã để ý thấy rằng loại linh dương bên bờ đông và bờ tây không giống nhau. Linh dương bên bờ đông có khả năng sinh sản mạnh hơn bên bờ tây. Hơn nữa, tốc độ chạy trốn trong một phút cũng nhanh hơn 13 mét. Ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ, môi trường và thức ăn là như nhau, vậy tại sao lại có khác biệt to lớn tới nhường ấy? Để có thể hiểu được bí mật ẩn giấu bên trong, nhà động vật học và Hiệp hội Bảo vệ Động vật địa phương đã liên kết tiến hành quan sát trong thời gian dài. Cuối cùng câu trả lời đã được hé mở. Hóa ra linh dương bên bờ đông có được cơ thể tráng kiện chỉ bởi vì gần đó có một quần thể sói sinh sống. Điều này đã khiến cho bầy linh dương luôn phải sống trong sinh sống. Điều này đã khiến cho bầy linh dương luôn phải sống trong phạm vi cạnh tranh. Để có thể sinh tồn, chúng càng ngày càng tăng sức chiến đấu.
còn Linh Dương ở bên bờ Tây lại sinh trưởng vô cùng thuận lợi. Chính bởi vì khuyết thiếu thiên địch nên mới không có áp lực sinh tồn. Hiện tượng ở trên đã cho chúng ta thấy được rằng chuyện trong cuộc sống xuất hiện một đối thủ, một chút áp lực hay một vài khó khăn chắc chắn không phải là một chuyện xấu. Một bậc thầy marketing nổi tiếng thế giới chỉ ra rằng kế hoạch marketing nhất định phải được thực hiện nhằm vào một sản phẩm hay một đối thủ nào đó. Một trận chiến marketing không có đối thủ tất sẽ thất bại. Cũng giống như một vở kịch mà không có bạn diễn thì cũng chẳng có ai thích xem vậy. Thung lũng Silicon là một thánh địa, nơi mà đâu đâu cũng tràn ngập sự cạnh tranh. Ở đó có cơ chế cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Họ cho rằng nếu không có một cơ chế cạnh tranh khốc liệt thì người của thung lũng Silicon sẽ không liều mạng làm việc, cũng sẽ không ai là không quan tâm tới việc duy trì lâu dài quan niệm cạnh tranh của nhân viên, đào tạo ý thức cạnh tranh và năng lực cạnh tranh cho nhân viên, tăng cường mức độ nhận biết của nhân viên đối với cạnh tranh. Thông qua cơ chế quản lý cạnh tranh, khiến cho nhân viên ý thức mạnh mẽ về một môi trường cạnh tranh đầy khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng và sự hăng hái của nhân viên, làm cho họ không ngừng tiến thủ, sáng tạo, ganh đua, từ đó khiến doanh nghiệp có sức sống lâu dài và năng lực cạnh tranh bền vững. Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì nhất định phải sở hữu một ý thức cạnh tranh mạnh mẽ, đồng thời coi ý thức cạnh tranh là một dạng quan niệm chỉ đạo sách lược kinh doanh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho các quyết sách của doanh nghiệp có được tính cạnh tranh và bản thân hoạt động cũng có tính cạnh tranh. Trong cuốn sách Kinh tế học động thái, nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ Felix Klein đã chỉ ra rằng khi một công ty không còn phải đối đầu với thách thức thực sự, họ sẽ có rất ít cơ hội duy trì sức sống. Ông chứng minh rằng công ty thành công nhất là những công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh nhất. Công ty không thành công nhất là những công ty không phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt. Bởi vì có cạnh tranh, công ty và nhân viên của họ buộc phải thể hiện ở trình độ cao hơn, từ đó trở nên nhạy bén hơn và xuất sắc hơn. Cạnh tranh khiến cho một người trở nên thông minh và có năng lực, khiến cho anh ta không ngừng kiếm tìm những câu trả lời mới. Bậc thầy quản lý người Mỹ Donald Kendall đã có những câu nói đặc sắc về cạnh tranh như sau: từ khi bắt đầu kinh doanh tới nay, tôi luôn cảm kích trước những đối thủ cạnh tranh làm ăn của mình. Trong số đó có người mạnh hơn tôi, có người kém hơn tôi. Thế nhưng dù là thắng hay thua, họ đều khiến tôi phải chạy đua thêm một phần mệt mỏi. Tuy nhiên cũng khiến tôi càng đua càng thêm nhanh. Trên thực tế, cạnh tranh thực sự có thể bảo đảm cho sự sinh tồn của một doanh nghiệp. Nhờ có cạnh tranh, công xưởng của chúng ta càng được hiện đại hóa. Nhân viên càng thu được nhiều bài học. Quy mô sản xuất cũng theo đó mà càng được mở rộng. Chính vì vậy, so với danh dự, tham vọng, lợi ích, cạnh tranh càng có thể thúc đẩy nghiệp vụ của một công ty. Những câu nói trên đã làm nổi bật triết lý cạnh tranh. Chỉ khi dám tham gia và biết cách tham gia cạnh tranh thị trường thì ta mới có thể có được cơ hội kinh doanh thành công. Hai mệnh đề trên không thể thiếu cái nào. Trích lời Jack Ma: phần thú vị nhất trong thương mại chính là cạnh tranh, khiến cho đối thủ cạnh tranh của bạn bực tức, khiến cho họ tức giận bốc khói. Chính là kỹ năng mà các bạn nên nắm chắc, chứ không phải là khiến cho bản thân tức giận bốc khói. Chuyện kinh doanh thương trường vốn dĩ đã rất thú vị. Nếu như khi cạnh tranh với người khác, tôi bị làm cho tức phát điên, vậy cũng có nghĩa là tôi đã phạm sai lầm rồi. Cạnh tranh chỉ là món khai vị. Trong một ngành nghề, một mình nổi trội hơn cả là chuyện không thể được, cũng rất nguy hiểm. Chỉ có tư thế kiềng ba chân mới có thể khiến cho một ngành nghề phát triển, ít nhất là có ba ông lớn, thì ngành nghề đó mới có tiền cho ta kiếm. Jack Ma. Năm 2004, tại lễ trao giải nhân vật kinh tế của năm trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Jack Ma từng phát ngôn một câu nói ngạo mạn như sau: tôi mà, có dùng kính viễn vọng cũng tìm không ra đối thủ. Nói như vậy không phải là bởi ông thực sự đã quên mất bản thân, cũng không phải là bởi tự thấy mình vô cùng tài giỏi, mà là bởi vì từ rất lâu rồi đã có rất nhiều người không coi trọng ông, không tin tưởng mô hình B2B có thể kiếm ra tiền. Đồng thời, ông ấy cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc không nên đi tìm đối thủ cạnh tranh kiểu như các đấu sĩ. Sau này, khi thị trường trải qua lần thay máu vào năm 2002, khi bong bóng kinh tế mạng Internet bị vỡ và Alibaba vươn mình trỗi dậy như một ba ba, đối thủ cạnh tranh cũng liên tục tìm tới cửa. Đối diện với áp lực cạnh tranh thị trường, Jack Ma không hề cảm thấy sợ hãi.
Hơn nữa, loại cạnh tranh này lại kích thích ý thức cạnh tranh trong dòng máu của ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, eBay chính là đối thủ lớn nhất của Taobao. Ngay từ đầu năm 2003, giữa eBay và Taobao đã bắt đầu trận chiến tranh giành địa bàn. Tháng 7 năm 2003, eBay phát động kế hoạch mở rộng nhắm vào thị trường của Taobao. Sau khi tiêu tốn chi phí quảng cáo đắt gấp đôi bình thường, eBay đã ký kết thỏa thuận quảng cáo mang tính hủy diệt cùng với Sina và một vài trang mạng lớn khác, bắt đầu đánh ức Taobao, dự định dùng khoảng thời gian 18 tháng tiêu diệt Taobao. 18 tháng trước, eBay còn chưa coi Taobao ra gì, rồi liên tục tung ra những nước cờ xấu. 18 tháng tiếp theo, đã tới lúc Taobao phản công. Jack Ma phát biểu khi nhận giải thưởng nhân vật kinh tế của năm vào năm 2004. eBay thêm một tháng nữa, tới lúc đó tôi sẽ phát động đòn tấn công chí mạng. Jack Ma hiển nhiên đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào Taobao. Sau khi đầu tư 100 triệu nhân dân tệ thành lập trang web Taobao vào năm 2003. Kế tiếp đó, vào tháng 7 năm 2004, Alibaba một lần nữa đầu tư thêm 350 triệu nhân dân tệ. Jack Ma tiết lộ đã tiêu hết sạch 100 triệu. Nếu như số tiền vẫn còn chưa đủ, Alibaba sẽ tiếp tục đầu tư thêm. Theo như ông tiết lộ, tình huống lý tưởng nhất trong tương lai là dung hợp Alibaba làm B2B với Taobao làm C2C. Hiện tại chỉ là đang xây dựng một công trường, chôn một vài đường ống, đợi tới khi hai trang mạng thực sự dung hợp làm một, tòa nhà mới có thể được coi là đã được xây dựng thành công. Jack Ma ám chỉ, có lẽ sẽ cần tới một khoảng thời gian tầm 5 năm. Tới lúc đó, khi vũ khí hạt nhân đã được lắp ráp xong xuôi, uy lực mới được coi là đã hiện hữu. eBay trước tiên thúc đẩy toàn diện chế độ thu phí, tiếp theo đó là thay đổi nhân sĩ cấp cao, ngay cả nhà sáng lập Thiệu Diệt Ba cũng từ chức CEO. Một năm sau, Taobao và eBay chiến nhau không phân thắng bại. Trên tòa nhà đối diện với văn phòng của Jack Ma chính là biển quảng cáo cực lớn của eBay, còn xung quanh văn phòng Thượng Hải của eBay cũng bị bao vây bởi quảng cáo của Taobao. Taobao thậm chí còn mua quảng cáo tại vị trí ngay trước mặt tòa nhà có văn phòng của eBay. Tháng 10 năm 2005, Jack Ma tuyên bố đầu tư thêm 1 tỷ cho Taobao, chủ yếu dùng vào công tác xây dựng trang web, mức độ tín nhiệm và thương hiệu của Taobao. Ngoài ra, Tencent cũng gia nhập vào đội ngũ đối thủ cạnh tranh của Taobao. Tháng 9 năm 2005, Tencent từng bước âm thầm tiến quân vào lĩnh vực C2C. Jack Ma đương nhiên không dám buông lỏng, tiếp tục tiến hành chiến lược miễn phí triệt để, cam kết có thể sử dụng Taobao miễn phí trong vòng 3 năm kể từ năm 2005, miễn phí trong vòng 3 năm kể từ năm 2005, nhờ đó bỏ xa Tencent. eBay giữ thái độ phủ định đối với việc Taobao tiếp tục miễn phí. Họ cho rằng bản thân đã xây dựng được một mô hình thương mại vững chắc và kiên cố tại Trung Quốc. Trong vòng 3 năm tới, Taobao sẽ không thể khởi sắc. Tiếp theo, hai bên lại tiến hành khẩu chiến, đều lên giọng khẳng định bản thân nắm giữ 60% thị phần. Bản thân mới là ông lớn trong ngành. Sau đó một cuộc cạnh tranh với cấp độ sâu hơn lại được bắt đầu. eBay ký kết quan hệ liên minh chiến lược với Global Sources, bắt đầu chính thức bước chân vào thị trường B2B của Trung Quốc. Hai bên kết hợp tung ra mô hình mua sắm mới, hoàn cầu thông. Global Sources có thể bán sản phẩm trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc thông qua eBay Trung Quốc. Nhờ đó mà người bán trên eBay cũng có thể thu được lượng tài nguyên khách hàng nhiều hơn. Cần phải biết rằng, buôn bán trước đó không thông qua người bán trên eBay mà là thông qua Alibaba. Hiển nhiên, đối phương lúc đó tinh thần chiến đấu đang dâng cao. eBay thậm chí còn thể hiện bộ dạng thể không buông tay nếu chưa thể tiêu diệt được đối phương. Thế nhưng, vào lúc đó Jack Ma lại không hề đỏ mắt đánh giết. Ông tuyên bố nhẹ nhàng rằng, trò chơi sắp kết thúc, cuộc cạnh tranh với eBay đã không còn gì là thú vị nữa. 20 ngày sau, một tổ hợp số liệu đã đáp lại lời nói của ông. Theo như điều tra số liệu do một công ty tư vấn nổi tiếng trong ngành tuyên bố, Taobao đã chiếm 57,1% thị phần trên thị trường C2C của Trung Quốc, chiếm ưu thế tuyệt đối. Giờ nhìn lại, Taobao không những không bị tiêu diệt, ngược lại còn ngày càng lớn mạnh. Jack Ma biết cấp quản lý của eBay đều vô cùng giỏi trong việc chỉ huy đội quân tác chiến, tuy nhiên họ không biết cách đánh du kích ra làm sao, lèo lái một cỗ máy cao cấp trên một con đường nhỏ đầy bùn đất đương nhiên là không thích hợp. Bởi vậy nên, đừng bao giờ hấp tấp phát triển kinh doanh ở châu Á.
Jack Ma cũng so sánh Alibaba như một chú cá sấu trên dòng sông Trường Giang. Nếu như đi ra biển khơi đánh một trận với cá mập thì nhất định nó sẽ chết. Nhưng nếu như ở trong sông Trường Giang thì bản thân chưa chắc đã thua. Có phân tích chỉ ra rằng thành công của Taobao là nhờ chính sách miễn phí. Chính nó đã khiến cho rất nhiều người bán của eBay chuyển sang dùng Taobao. Về vấn đề này, Jack Ma cho rằng miễn phí là một thủ đoạn cạnh tranh, tuy nhiên không phải là thủ đoạn quan trọng nhất. eBay là một chiếc xe bọc thép, còn Taobao chỉ là một chiếc xe ba bánh. Chúng tôi không thể chỉ đấu thực lực kinh tế với họ, như vậy không hề có kỹ thuật. Năm tới, Taobao sẽ sử dụng một số chiêu thức cổ quái. Thế nhưng năm tới, chúng tôi sẽ không làm tới mức đẫm máu như vậy nữa. Thương trường là một môn nghệ thuật, chỉ khi là nghệ thuật thì mới có thể vui vẻ. Nghề nghiệp chính của chúng tôi không phải là tranh đấu mà là nghiệp chính của chúng tôi không phải là tranh đấu mà là điều hành doanh nghiệp C2C tốt nhất Trung Quốc. Cạnh tranh chỉ là món khai vị mà thôi. Năm 2005, CEO của eBay, bà Meg Whitman đã tới Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là đội ngũ của eBay đã chấp nhận kết quả của cuộc chiến này. Theo Jack Ma, Taobao có thể sống lại không phải là do ông ấy làm quá tốt mà là do ông đã lợi dụng được nhược điểm của eBay một cách tối đa, giáng cho đối thủ một đòn tấn công chí mạng. Chỉ có điều, ông luôn cho rằng eBay là một đối thủ đáng được tôn trọng. Sau khi đấu một trận với eBay, một Jack Ma trước giờ chưa từng sợ hãi cạnh tranh đã chuyển dời trận địa. Tháng 11 năm 2005, tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương, Jack Ma phát biểu: "Hai hoặc ba năm tới, tôi sẽ huy động toàn bộ tài nguyên, toàn lực phát triển nghiệp vụ tìm kiếm. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi chính là chặn bước được Google." Ông cao giọng tiết lộ bản thân có rất ít đối thủ cạnh tranh, trong cảnh các ông lớn trong lĩnh vực tìm kiếm đã chiêu binh mãi mã đủ đường. Mỗi người chiếm giữ một phương như vậy, lần khuấy động này của Jack Ma được những người trong ngành cho là chịu áp lực vô cùng lớn. Tuy nhiên, Jack Ma lại cho rằng bản thân không hề bị áp lực bên ngoài ảnh hưởng, toàn bộ áp lực đều nằm trong nội bộ. Trong cạnh tranh, nhà khởi nghiệp cần học hỏi tinh thần, chẳng có gì để mất nên chẳng sợ mất gì. Tinh thần chủ động cổ vũ dũng khí chẳng ngại khó khăn trong thị trường cạnh tranh khốc liệt của Jack Ma. Tích cực nghênh đón thách thức và chủ động phát động tiến công, linh hoạt biến hóa trong cạnh tranh, dẫn dắt đàn kiến đánh đổ con voi lớn. Trích lời Jack Ma: "Trên thế giới này mà có được đối thủ giỏi như vậy, quả thực là chuyện vô cùng phấn khích. Cạnh tranh luôn rất thú vị. Nếu như bạn phát hiện ra rằng cạnh tranh là đau khổ, thì sách lược của bạn nhất định đã sai lầm. Mỗi doanh nghiệp cần đau khổ trong quá trình cạnh tranh. Cạnh tranh là một thứ trời cho. Điều hành doanh ty đoàn kết lại, vẽ ra. Tuy nhiên không được dở trò lưu manh. Bởi vậy nên, trên phương diện này, chúng ta phải có chút trí tuệ, phải biết động não một chút." Cơ hội sẽ được dành cho người tấn công. Nếu như chú chim dậy sớm không ăn được con sâu, thì nó sẽ bị con chim khác ăn mất. Jack Ma. Cạnh tranh có thể giúp cho doanh nghiệp có được sức sống, áp dụng những phương thức khác nhau để cạnh tranh trên thị trường, hiệu quả tất cũng sẽ có khác biệt lớn. Đối với những nhà khởi nghiệp trẻ, ngay từ đầu nên bồi dưỡng cho mình một ý thức cạnh tranh, tiên phát chế nhân, ra tay trước để ăn người. Tiên phát chế nhân có nghĩa là nhất định phải chuẩn bị ngăn ngừa rắc rối cho thật tốt khi mà các đối thủ mạnh còn chưa tìm tới cửa. Nếu như bạn vẫn còn đang an ủi bản thân rằng nước sông không phạm nước giếng thì quả là lừa mình dối người. Bởi lẽ cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị. Cho những ai có sự chuẩn bị. Về phương diện này, hoàn toàn có thể coi Jack Ma là một tấm gương sáng. Từ khi khởi nghiệp tới nay, Jack Ma đã hết lần này tới lần khác tiên phát chế nhân, diễn những vở kịch cạnh tranh đặc sắc. Nếu nói theo ngôn ngữ của ông thì đó là người tấn công luôn luôn có được cơ hội. Đương nhiên, tấn công và phòng thủ, tiến và lùi cần phải dùng trí tuệ để kinh doanh. Thời điểm nào có thể lấy tiến làm lùi, thời điểm nào có thể chủ động xuất kích, có lẽ là câu chuyện khởi nghiệp dưới đây có thể đem lại cho bạn một vài bài học. Năm 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Vương Truyền Phúc được đặc cách tín nhiệm giao cho trọng trách trở thành phó chủ nhiệm của khoa 301 thuộc Viện Nghiên cứu, trở thành lãnh đạo khoa trẻ nhất toàn quốc lúc bấy giờ. Hơn nữa, điều khiến cậu không thể ngờ tới chính là cơ hội khiến cậu chuyển từ một chuyên gia sang một doanh nhân đã từ trên trời rơi xuống. Năm 1993, Viện Nghiên cứu thành lập công ty. Năm 1993, Viện Nghiên cứu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn PIN bị cách
tại Thâm Quyến. Vì có sự liên quan mật thiết với lĩnh vực nghiên cứu của Vương Truyền Phúc, Vương Truyền Phúc đã đương nhiên trở thành tổng giám đốc của công ty này. Sau khi đã có được những kinh nghiệm thực tế nhất định về kinh doanh doanh nghiệp và sản xuất pin, Vương Truyền Phúc phát hiện ra rằng trong ngành sản xuất pin, một trong những lĩnh vực nghiên cứu của cậu, người ta phải tiêu tốn từ 2 tới 3 vạn nhân dân tệ mới có thể mua được một chiếc điện thoại cục gạch, brick phone. Nền công nghiệp pin trong nước cũng đang phát triển nhanh chóng theo sự bùng nổ của điện thoại di động. Là chuyên gia trên phương diện nghiên cứu với tầm nhìn tinh nhạy độc đáo, Vương Truyền Phúc đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Anh tin chắc rằng kỹ thuật không phải là vấn đề, chỉ cần có thể làm trên một quy mô nhất định là sẽ có thể làm được chuyện lớn. Chính vì vậy anh liền đưa ra một quyết định táo bạo, rời công ty trách nhiệm hữu hạn pin Bỉ Cách, tự mở công ty riêng. Nhớ lại tình hình năm ấy, Vương Truyền Phúc có phần không dám tin bản thân mình lại có được dũng khí lớn như vậy. Lúc bấy giờ, pin sạc Nhật Bản chiếm lĩnh thiên hạ. Các nhà sản xuất quốc nội đa phần đều mua sao, là một pin gồm nhiều sao, về lắp ráp và kích hoạt, lợi nhuận thấp, gần như không có năng lực cạnh tranh. Làm thế nào để phá vỡ cục diện đó? Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Vương Truyền Phúc quyết định tận dụng ưu thế tự nghiên cứu kỹ thuật của bản thân. Ngay từ đầu đã đặt tầm nhìn hướng tới việc sản xuất sao, một bộ phận cốt lõi của pin sạc, thứ có hàm lượng kỹ thuật cao nhất và cũng đem lại mức lợi nhuận lớn nhất. Thực tế chứng minh, chiêu này của Vương Truyền Phúc chính là chiêu then chốt hậu phát chế nhân. Ra tay sau nhưng anh người, một chiêu chí mạng. Sau này Nhật Bản tuyên bố ngừng sản xuất pin nickel cadmium. Điều này tất sẽ dấy lên những chuyển biến lớn trong các cơ sở sản xuất pin nickel cadmium trên toàn thế giới. Vương Truyền Phúc ngay lập tức ý thức được đây chính là thời cơ vàng trước nay chưa từng có để thành lập doanh nghiệp pin của Trung Quốc. Bởi vậy nên anh đã ngay lập tức quyết định bước chân vào ngành sản xuất pin nickel cadmium. Lúc đó, một dây chuyền sản xuất pin nickel cadmium của Nhật Bản cần phải đầu tư vài chục triệu. Thêm vào đó là lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản, Vương Truyền Phúc không mua nổi, mà căn bản cũng không mua được dây chuyền sản xuất đó. Lợi dụng ưu thế tài nguyên nhân lực giá rẻ của Trung Quốc, anh quyết định tự bắt tay vào công tác chế tạo một vài thiết bị quan trọng, sau đó phân tích dây chuyền sản xuất thành từng quy trình có thể được thực hiện bởi nhân công. Kết quả chỉ tốn hơn 1 triệu nhân dân tệ, anh đã thành lập được một dây chuyền sản xuất pin nickel cadmium với sản lượng 4.000 chiếc một ngày. Lợi dụng ưu thế chi phí, công ty điện tử BYD đã từng bước mở ra thị trường giá rẻ. Thông qua nỗ lực, tổng chi phí của BYD thấp hơn của đối thủ Nhật Bản những 40%. Để gia nhập vào phần lớn khách hàng trong ngành, Vương Truyền Phúc không những tối ưu hóa công nghệ sản xuất, thu hút nhân tài, đồng thời cũng thu mua một số lượng lớn thiết bị tiên tiến, tập trung tâm lực nghiên cứu và phát triển, khiến cho chất lượng sản phẩm pin từng bước được nâng cao. Năm 1996, BYD thay thế Sanyo trở thành công ty cung ứng pin cho công ty sản xuất điện thoại không dây lớn nhất Đài Loan. Công ty sản xuất điện thoại không dây lớn nhất đó chính là nhà sản xuất phụ tùng gốc cho Lucent, ông trùm ngành điện tính. Nhờ đó, BYD đã trở thành nhà cung cấp gián tiếp cho Lucent. Năm 1997, sản lượng pin nickel cadmium bán ra của BYD đạt 150 triệu chiếc, vươn lên xếp hạng thứ tư trên toàn cầu. Sau khi đã vững bước trong lĩnh vực pin nickel cadmium, Vương Truyền Phúc, người không cam lòng bị bỏ lại phía sau, đã một lần nữa bắt đầu nghiên cứu phát triển pin nickel hydro, đồng thời cũng bắt đầu sản xuất một số lượng lớn pin nickel hydro bắt đầu từ năm 1997. Tuy nhiên, lần này là gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á. Hơn một nửa lượng sản phẩm xuất khẩu của BYD gặp khó khăn. Lúc bấy giờ, anh họ của Vương Truyền Phúc là Lữ Hướng Dương, thông qua tập đoàn quản lý đầu tư Quảng Châu Dung Tiệp của mình đã đầu tư 16,6 triệu cho Vương Truyền Phúc, giúp cho nguồn vốn đăng ký của BYD mở rộng từ 4,5 triệu nhân dân tệ lên tới 20 triệu nhân dân tệ. Năm đó, sản lượng bán ra của pin nickel hydro của BYD đạt 19 triệu chiếc, gia nhập top 7 thế giới. Sau này, Vương Truyền Phúc đặt tầm nhìn vào thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản. Từ năm 1998 tới năm 2000, BYD lần lượt thành lập chi nhánh tại châu Âu và Hoa Kỳ. Từ năm 1999 tới năm 2000, BYD thuận lợi đánh chiếm những thị trường trên. Danh sách những khách hàng lớn bao gồm Panasonic, Sony, GE, AT&T và ông lớn trong ngành TTI.
Năm 2000, Vương Truyền Phúc đầu tư một lượng tiền lớn để bắt đầu nghiên cứu phát triển pin lithium. Rất nhanh, đã sở hữu được kỹ thuật dòng nòng cốt của riêng mình, đồng thời trở thành công ty cung ứng pin lithium đầu tiên của Trung Quốc cho Motorola. Năm 2001, thì phần pin lithium của BYD nhảy vọt lên đứng hàng thứ tư thế giới. Còn pin nickel cadmium và pin nickel hydro lần lượt đứng vị trí thứ hai và thứ ba, thu về 1.365 tỷ, lợi nhuận ròng đạt 256 triệu. Trước mắt, với thị phần chiếm 15% thị trường toàn cầu, BYD đã trở thành doanh nghiệp sản xuất pin điện thoại lớn nhất Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp với Sanyo của Nhật Bản trên thị trường quốc tế. Hiện nay, BYD đứng toàn cầu trong lĩnh vực pin nickel cadmium, pin nickel hydro xếp thứ hai và pin lithium xếp thứ ba. Có thể thấy, nếu như Vương Truyền Phúc cứ yên vị tại vị trí tổng giám đốc của công ty Bỉ Cách, dám có dũng khí cạnh tranh, dám ra tay trước, có năng lực giành lấy cơ hội, bởi vậy nên anh mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Jack Ma cảnh tỉnh các nhà khởi nghiệp rằng, nắm bắt cơ hội là một nhân tố trọng yếu để các doanh nghiệp thành công có thể được tồn tại lâu dài. Cho nên, trong xã hội cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, những thứ tiên tiến của người khác sẽ chẳng dễ dàng truyền cho bạn. Đợi tới khi bạn có được nó rồi thì nó cũng đã trở thành thứ kỹ thuật lạc hậu, bị đào thải. Một vòng cải cách tái sinh mới đã hoàn thành, mùi vị của thứ cơm thừa canh cặn vĩnh viễn không so sánh được với mỹ vị tươi ngon, đặc biệt là khi đứng trước thị trường biến động từng phút từng giây. Có những nhà khởi nghiệp cứ luôn chậm chân lê bước, có người thì mặc dù đã bắt được cơ hội làm ăn, nhưng điều chỉnh bước đi lại không thể theo kịp. Bởi vậy, không tránh khỏi thua thiệt. Do đó, đoạt lấy cơ hội trước chính là nhân tố quan trọng để doanh nghiệp của các nhà khởi nghiệp có thể thành công. Trong một thị trường cạnh tranh, để tiên phát chế nhanh, cần phải lập mưu trước, có chủ ý trước, sau đó mới là ra tay trước. Bởi vậy, khi tranh đấu với đối thủ, mỗi nhân sĩ trên thương trường nhất định phải cố gắng hết sức để ra đòn trước, tiên phát chế nhân, kiên quyết hủy diệt đối thủ, giành lấy địa vị cùng ưu thế tuyệt đối của chính mình. Trích lời Jack Ma: điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và đối thủ cạnh tranh chính là chúng tôi biết họ muốn làm gì, còn họ thì lại không biết chúng tôi muốn làm gì. Chúng tôi muốn làm gì không nhất thiết phải nói cho mọi người biết. Nhất định không được coi bản thân là người thông minh. Thông minh là thiên địch của người trí tuệ. Kẻ ngốc dùng miệng để nói chuyện, người thông minh dùng não để nói chuyện, người trí tuệ dùng tâm để nói chuyện. Bởi vậy, hãy luôn ghi nhớ điều này. Đừng coi bản thân là người thông minh nhất, bởi người thông minh nhất tin rằng sẽ luôn có người thông minh hơn mình. Jack Ma. Muốn giành được thắng lợi trong cạnh tranh, đồng thời duy trì thịnh vượng lâu dài, thì doanh nghiệp không được phép tự cao tự đại và không coi ai ra gì. Nhất định phải biết người biết ta. Biết người biết ta thì mới có thể hoạch định ra được một chiến lược thích hợp trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, từ đó có được và duy trì được ưu thế cạnh tranh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nào là người, thế nào là ta? Xét trên góc độ quản lý và kinh doanh thương mại, cái gọi là ta chủ yếu chỉ các nhân tố mà bản thân nhà kinh doanh sở hữu. Những nhân tố này trên mọi phương diện, nó bao hàm mỗi khâu của chính nhà quản lý kinh doanh. Cái gọi là người, xét theo nghĩa rộng mà nói, tất cả mọi điều kiện bên ngoài đều thuộc phạm trù người. Còn nếu xét theo nghĩa hẹp, người cũng có thể chỉ đối tượng của quản lý và kinh doanh. Khách hàng hiện tại và người tiêu dùng mục tiêu. Trên thương trường, nhà khởi nghiệp không những cần phải thấu hiểu đối phương, mà còn cần làm cho đối phương thấu hiểu ý đồ của mình. Có như vậy mới có thể giảm thiểu đi những nỗi nghi hoặc và bất tín nhiệm khi làm ăn với nhau, có lợi cho việc nâng cao hiệu suất giao dịch. Một nguyên nhân đặc biệt quan trọng khiến cho Jack Ma có thể dẫn dắt Taobao đánh bại eBay, ông lớn trong ngành, chính là nằm ở chỗ ông thấu hiểu đối thủ. Giống như những gì mà ông đã từng nói, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và đối thủ cạnh tranh chính là chúng tôi biết họ muốn làm gì, còn họ thì lại không biết chúng tôi muốn làm gì. Ngay từ trước khi trận chiến này nổ ra, Jack Ma đã sớm quan sát nhất cử nhất động của eBay trong thời gian dài. Tất cả mọi tài liệu cấp cao của eBay đều được chúng tôi phân tích kỹ lưỡng, cách đánh của họ tại các địa phương khác nhau trên thế giới, các phương thức quản lý và đặc điểm phản đòn mà họ thường vận dụng, chúng tôi đều phân tích tỉ mỉ. Jack Ma nói, bởi vì eBay là một công ty đã lên sàn, còn Alibaba thì không. Sự hiểu biết của Whitman đối với Taobao không thể nào vượt qua sự hiểu biết của ấy đối với eBay.
Trong cuộc cạnh tranh với eBay, Jack Ma không chỉ biết người mà cũng biết ta. Ông ấy có cái nhìn đúng đắn về sự lớn mạnh của eBay, cũng nhận thức rất rõ ràng về các ưu thế mà Taobao nắm giữ. Chính nhờ biết người biết ta, Jack Ma mới có thể chỉ huy và khống chế cuộc cạnh tranh giữa Taobao và eBay một cách dễ dàng, đồng thời hoàn toàn tự tin phản công. Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, chỉ khi hiểu rõ ý đồ thật sự của đối phương, tìm hiểu được ưu điểm và nhược điểm của đối phương thì ta mới có thể thực sự nắm chắc quyền chủ động. Cũng giống như vậy, chỉ khi thực sự hiểu rõ tình hình của bản thân, nắm rõ ưu điểm và khuyết điểm của bản thân trong lòng bàn tay, như vậy thì mới có thể phát huy ưu thế và trạng thái tốt nhất của chính mình. Trong các hoạt động thương mại lấy lợi ích làm trung tâm, chuyện kinh doanh thực chất là quá trình đi một loạt các nước cờ. Trong đại đa số các tình huống, chỉ khi hai bên nắm rất rõ về nhau, đồng thời cũng hiểu rõ kết quả khả năng xảy ra, thì cuộc đấu như vậy mới có khả năng ổn định và cân bằng, cũng có thể thực hiện tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa thua lỗ cho cả hai bên. Ngược lại, nếu như lừa lọc lẫn nhau trên thương trường, căn bản không cho đối phương biết được ý đồ của mình, hoặc đối phương không hiểu rõ ý đồ của mình, vậy thì chỉ có thể làm ăn với nhau một lần. Bởi lẽ, cuộc đấu trước sẽ trở thành bối cảnh của cuộc đấu sau. Trong thực tế, các doanh nhân công thành, danh toại và các doanh nghiệp thịnh vượng lâu dài của Trung Quốc hay trên thế giới đều là những kiểu mẫu mưu lược cực kỳ giỏi vận dụng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. The Wall Street Journal của Mỹ từng viết trong một số báo kiểu như sau: không ai hiểu bạn hơn mẹ bạn, nhưng bà ấy có biết bạn có bao nhiêu cái quần đùi không? Thế nhưng công ty điều tra quốc tế Chowkey lại biết điều đó. Mẹ bạn có biết bạn bỏ bao nhiêu viên đá vào trong cốc nước hay không? Tuy nhiên Coca-Cola lại biết rõ. Để có thể thực sự biết người biết ta trong quản lý kinh doanh, bất cứ công ty quốc ngoại nào cũng thấu hiểu các tình huống liên quan tới người tiêu dùng. Bất ngờ thay còn vượt qua cả sự thấu hiểu của cha mẹ đối với con cái. Hơn nữa, có những điều thậm chí ngay cả bản thân người tiêu dùng cũng không biết hoặc không hiểu. Họ lại thấu hiểu tường tận mười mươi, thậm chí còn không hề có sai sót. Ví dụ thông qua điều tra chuyên sâu kỹ lưỡng, Coca-Cola đã phát hiện ra trung bình người ta sẽ bỏ 3,2 viên đá vào một cốc nước, bình quân mỗi người nhìn thấy 69 quảng cáo của công ty trong một năm. Thêm một ví dụ khác nữa, thông qua điều tra thị trường, McDonald's đã bắt được một cách chính xác rằng tại một quốc gia nào đó, mỗi năm, bình quân mỗi người ăn 156 cái hamburger và 95 cái hot dog. Công ty Hanbao lại càng kỹ lưỡng hơn. Họ từng bí mật điều tra, người tiêu dùng khi sử dụng giấy vệ sinh sẽ gập lại hay cuộn lại. Ngay tới cả tỷ lệ của từng cái là bao nhiêu cũng được ghi chép lại. Tại Hoa Kỳ, có 73% doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu thị trường vô cùng chính quy, chuyên phụ trách điều tra sản phẩm và thực hiện các công tác dự báo tư vấn. Hơn nữa, khi một sản phẩm xâm nhập vào một thị trường mới, họ đều đặc biệt tiến hành điều tra thị trường, kịp thời tìm hiểu về tình hình sử dụng của người tiêu dùng. Rất hiển nhiên, thâm nhập điều tra thị trường kỹ lưỡng là một thủ đoạn quan trọng để biết người biết ta, là cơ sở chủ yếu để đề ra được những quyết sách kinh doanh đúng đắn. Nếu như không tiến hành thâm nhập điều tra thị trường kỹ lưỡng, người quyết sách làm sao có thể biết người biết ta được đây? Cũng làm sao có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn một cách hoàn toàn chính xác được đây? Cho dù là làm chuyện gì, tư tưởng chỉ đạo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng đều rất quan trọng. Biết người biết ta luôn được coi là tiền đề của quyết sách kinh doanh. Trên phương diện này, các nhà quyết sách của chúng ta đã làm được tới mức nào? Cần phải nhắc nhở bản thân mình. Ví dụ như, liệu ta đã hiểu sâu, hiểu rõ tình hình thị trường trong và ngoài nước hay chưa? Liệu ta đã hiểu được tâm lý tiêu dùng và những nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng một cách thấu đáo hay chưa? Liệu ta đã hiểu thông suốt, đã nằm lòng mọi tình cảnh của đối thủ cạnh tranh hay chưa? Liệu ta đã có được dự báo và kế hoạch chuẩn xác cho thị trường tiềm năng hiện thời hay chưa? Tất cả những điều này đều cần được chúng ta suy nghĩ cho thấu đáo. Biết người biết ta là tiền đề cơ bản để có thể giành được thắng lợi trong cạnh tranh, cũng chính là cơ sở cơ bản để hoạch định ra được một chiến lược cạnh tranh hữu hiệu. Sau khi đã có được tiền đề và căn cứ như vậy, người cạnh tranh có thể thuận lợi áp dụng hai chiến lược cơ bản, tiến công và phòng thủ, tạo điều kiện để đạt được thắng lợi trong cạnh tranh. Trích lời Jack Ma. Đối diện với đối thủ lớn mạnh, rất nhiều người thường phạm phải một số sai lầm như sau: không nhìn thấy, không coi trọng,
không hiểu, không hiểu, không theo kịp. Đầu tiên là tìm không ra đối thủ đang ở đâu. Thứ hai là căn bản không coi trọng những người đó. Thứ ba là không hiểu họ sẽ vùng dậy như thế nào. Cuối cùng là về cơ bản không theo kịp người ta. Bạn sống, nhưng tôi còn có thể sống tốt hơn bạn. Thương trường như chiến trường, tuy nhiên thương trường lại chẳng phải chiến trường. Trên chiến trường chỉ có anh chết thì tôi mới có thể sống. Còn trên thương trường thì là anh sống, tôi có thể sống tốt hơn anh. Jack Ma. Trong lòng Jack Ma, giá trị lớn nhất của cạnh tranh không nằm ở chuyện chiến thắng đối thủ mà nằm ở chuyện làm lớn mạnh bản thân. Ông nói, cạnh tranh là một viên đá mài đao, càng mài lại càng sắc, càng mài lại càng sáng. Chính vì vậy, khi cạnh tranh, chuyện quan trọng nhất là lựa chọn đối thủ cạnh tranh cho thật tốt, sau đó học tập từ đối thủ cạnh tranh. Trước khi đại lễ mua sắm độc thân 11 tháng 11 ra, trong buổi trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Jack Ma nói rằng Tian Mao không thể muốn trở thành sát thủ ngành tiêu diệt mọi đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, có tiêu diệt đối thủ cạnh tranh cũng chưa chắc sẽ thắng. Lễ độc thân 11 tháng 11 không phải là một trận đại chiến thương mại điện tử, mà là một trận đại chiến giữa phương thức kinh tế mới, kinh doanh mới và phương thức kinh doanh truyền thống. Nó khiến cho tất cả mọi doanh nghiệp buôn bán biết rằng tình thế ngày nay đã đổi khác. Đối với ngành nghề truyền thống mà nói, trận đại chiến này đã nổ ra. Trong đại chiến phương thức kinh doanh này, Tian Mao không hề muốn trở thành sát thủ ngành tiêu diệt mọi đối thủ cạnh tranh. Đây là một hệ sinh thái không có đối thủ, cuộc sống sẽ chẳng đơn giản. Jack Ma nói rằng, giờ đây Alibaba không chỉ là một công ty mà còn là một hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái này cần phải có đủ các vai trò, vậy mới khiến cả hệ thống trở nên hoàn chỉnh. Tại diễn đàn nhà khởi nghiệp Trung Quốc lần thứ nhất, Jack Ma từng nói như sau. Đối thủ cạnh tranh là người thầy tốt nhất. Tôi cho rằng việc lựa chọn người cạnh tranh ưu tú là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng đừng lựa chọn phường lưu manh làm đối thủ cạnh tranh. Vậy nên khi có người thách thức bạn, trước tiên bạn cần phải phán đoán xem anh ta là một đối thủ cạnh tranh ưu tú hay là một kẻ cạnh tranh lưu manh. Nếu như là một kẻ cạnh tranh lưu manh thì bạn hãy bỏ qua luôn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực của chúng ta, đầu tiên là phải tự mình lựa chọn đối thủ cạnh tranh. Tôi sẽ không để cho đối thủ cạnh tranh lựa chọn tôi. Khi anh còn chưa cảm thấy tôi là đối thủ cạnh tranh, tôi sẽ nhắm vào anh. Chính vì vậy, tôi cảm thấy trong ngành nghề của chúng ta, kinh nghiệm tâm đắc của cá nhân tôi chính là bạn phải lựa chọn ai là đối thủ cạnh tranh của mình trước. Đừng để người ta nhắm vào bạn. Khi người ta nhắm tới bạn, người ta vừa đánh là bạn cũng sẽ đánh theo một cách hồ đồ. Do đó, vài năm nay người ta bắt chước chúng tôi, thế nhưng lại không biết chúng tôi rốt cuộc là muốn làm gì. Theo Jack Ma, eBay rõ ràng là một huấn luyện viên, một người thầy cực kỳ tốt. Thông qua các cuộc cạnh tranh với eBay, Taobao không chỉ giành được thắng lợi mà còn quan trọng hơn cả, họ đã học hỏi được những kinh nghiệm quan trọng. Tuy nhiên trên thương trường không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có đối thủ vĩnh viễn. Câu nói này cho chúng ta hay, cạnh tranh và hợp tác mặc dù đối lập nhưng cũng thống nhất. Trong hợp tác có cạnh tranh, trong cạnh tranh có hợp tác, hai bên hòa với nhau, bổ sung cho nhau. Cạnh tranh không được lãng quên hợp tác, cạnh tranh mà không có hợp tác thì không được coi là cạnh tranh tích cực hướng tới phát triển. Chỉ khi vừa cạnh tranh vừa hợp tác, chúng ta mới có thể đạt được thành công trong sự phát triển, sự nghiệp, kinh tế mới có thể phồn vinh, xã hội mới có thể tiến bộ. Năm 2010, Jack Ma và CEO của eBay là John kiếm Tây Hồ. John Donahoe, CEO kiêm giám đốc điều hành của eBay, đã bước lên bục phát biểu, bắt tay Jack Ma và cười nói. Mọi người sẽ hỏi, John là đối thủ cạnh tranh của Alibaba, vậy tôi còn tới đây để làm gì? Quả thực, eBay là đối thủ lớn nhất của Alibaba và Taobao. Jack Ma cũng cười nói. Trước khi ông lên tiếng, tôi nhận được một tin nhắn nói rằng eBay là đối thủ cạnh tranh của tôi. Sao lại có thể mời ông tới tham gia đại hội thương mại trực tuyến của tôi? Đầu óc tôi có vấn đề à? Có thể bàn về điều gì cơ chứ? Sự hiếu kỳ của quan khách ngày càng dâng cao. Tuy nhiên xung đột kịch liệt mà mọi người dự liệu là chẳng hề xuất hiện. Chỉ nghe thấy hai người nhiều lần nhắc tới từ hợp tác. Jack Ma nói, khách hàng mà Alibaba và eBay nhắm vào đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ dùng cách thức khác nhau để giúp đỡ cùng một đối tượng.
eBay tới từ thị trường ngoài Trung Quốc, Alibaba tới từ thị trường trong nước. Thế nhưng cả hai bên đều có chung một ước mơ, chung một mục tiêu. John Donahue rất tán đồng với quan điểm của Jack Ma. Hiện nay mạng lưới Internet mới chỉ nằm ở giai đoạn ban đầu. Thách thức của chúng ta là không ngừng sáng tạo, khiến cho thị trường trở nên càng thêm rộng lớn, tạo ra thêm nhiều cơ hội. Tôi cùng với Jack Ma, cũng như với các nhà lãnh đạo Amazon và Google, chúng tôi bàn về cách làm thế nào để sử dụng năng lực của chúng tôi nhằm tạo nên nhiều cơ hội hơn, chính là làm cho chiếc bánh to ra. Đây chính là điểm phát triển của mạng Internet trong tương lai, cũng chính là thành công của chúng tôi. Có vài chỗ sẽ có cạnh tranh, thế nhưng hợp tác sẽ càng nhiều hơn. Thông qua hợp tác, chúng ta có thể tạo thêm nhiều cơ hội. Động thái của những ông lớn đã truyền đạt ý chí của ba chữ W trong URL, www. Thực tế là viết tắt của ba chữ win, thắng lợi. Chữ win đầu tiên là thắng lợi của khách hàng, chữ win thứ hai là thắng lợi của đối tác hợp tác, chữ win thứ ba là thắng lợi của bản thân chúng ta. Bất cứ bên nào thua thì hai bên còn lại cũng sẽ thua, bởi vậy nên nhất định phải là 3W. Đánh nhau tới chết hay hợp tác với đối thủ cạnh tranh là một lựa chọn vô cùng quan trọng trong xã hội thương mại. Nếu như đối thủ cạnh tranh rơi xuống lòng sông và vẫy vùng sắp chết đuối, bạn nên làm gì? Đánh chó đuối nước là hành vi có vẻ rất bá đạo mà một số doanh nghiệp hiện nay thường dùng. Thế nhưng trên thực tế, ngoài cách đánh nhau tới chết với đối thủ cạnh tranh, ta còn có thể biến đối thủ cạnh tranh thành đối tác hợp tác thông qua lợi ích chung. Ban đầu, General Motors và Daimler AG đều nhắm tới thị trường xe hơi động cơ điện khí hỗn hợp, một thị trường mới có tốc độ phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, cả hai ông lớn trong lĩnh vực xe hơi đều đồng thời phải đối mặt với vũ khí hạng nặng là Toyota và Honda. Toyota và Honda đều đã tiến hành thâm nhập thị trường này từ rất sớm, có được vị trí dẫn trước. Chính vì vậy, họ nhất định phải tìm được một cách nào đó để đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm, để trong một thời gian ngắn có thể tung ra thị trường kỹ thuật động cơ hỗn hợp có tính cạnh tranh. Cuối cùng, phương pháp mà họ tìm được chính là hợp tác. Mike Arnold, CEO của tập đoàn công nghiệp dưới trướng Timken Company, nhận định doanh nghiệp có thể đơn độc gánh vác chi phí của bất cứ hạng mục nào. Tuy nhiên, nếu như hợp tác với doanh nghiệp khác, thì chi phí đó sẽ được chia sẻ để mọi người cùng nhau gánh vác. Chuyện liên thủ hợp tác giữa các đối thủ cạnh tranh với nhau không hề gây tổn hại gì tới ưu thế cạnh tranh của các bên. Thương trường không phải là chiến trường. Đối thủ trên thương trường không phải là kẻ địch. Trên thương trường, hãy học cách tôn trọng đối thủ cạnh tranh của bạn, lúc nào cũng nhìn họ bằng ánh mắt cảm phục. Bởi lẽ tất cả mọi quyết sách đều mà họ thực hiện có thể giúp chúng ta trưởng thành. Ngoài ra, đối thủ cạnh tranh còn là phòng thí nghiệm tốt nhất của doanh nghiệp, bởi vì đối thủ cạnh tranh sẽ nghiên cứu bạn, còn bạn cũng sẽ thu được kinh nghiệm từ những điểm sáng tạo mà họ đề xuất. Tuy nhiên, tuyệt đối không được bắt chước, mà hãy học hỏi ưu điểm của họ. Trích lời Jack Ma: tôi yêu đối thủ cạnh tranh của tôi. Không có đối thủ cạnh tranh, chúng tôi không thể trưởng thành nhanh tới vậy. Năm 2003, Taobao của chúng tôi bắt đầu ra mắt. Khi đó, giá trị thị trường của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là eBay đã đạt mức 80 tỷ đô la Mỹ. Còn chúng tôi, một công ty nhỏ mới chỉ vừa bắt đầu chập chững tập đi. Khi chúng tôi đối mặt với rất nhiều ông lớn trên thị trường, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi lẽ nếu như có thể đối diện với những đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, bản thân cũng sẽ có thể học hỏi được rất nhiều. Ghi lại bài nói chuyện. Gặp được đối thủ ưu tú là may mắn của bạn. Ngày 12 tháng 12 năm 2007, Jack Ma nói tại buổi nói chuyện về bán hàng, kể chuyện 5 năm. Đối thủ của chúng ta là đối thủ hàng đầu thế giới. Google là một công ty trị giá hơn 130 tỷ đô la Mỹ. Vung tay một cái là sẽ có không biết bao nhiêu công ty nhỏ bị đánh ngã. Chúng tôi tổ chức hội nghị vào buổi trưa, có 18 nhân viên kỹ thuật của trang web tiếng Anh. 18 người này đang chống lại một đối thủ như Google. Chúng tôi yêu cầu mỗi bộ phận trong công ty đều phải cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho trang web tiếng Anh. Bởi vì 65% doanh thu của ta tới từ B2B là do 18 vị kỹ sư đó đang gánh vác. Chúng ta sống trong nguy cơ, nhất định phải triệt để lật ngược thế cờ này trong vòng 2-3 tháng.
phần mềm Alibaba, Taobao, Alipay, Yahoo Trung Quốc. Chúng ta cần nhiều kỹ sư ở đây, giơ tay cho tôi xem. Ngày hôm nay, ông lớn B2B lần đầu tiên đứng trên võ đài đấm bốc, có phải vậy không? Đây chính là võ đài đấm bốc chân chính mang tầm quốc tế, sắp phải leo lên tới nơi rồi. Chúng ta cần bố trí phối hợp những nhân tài ưu tú sao cho tốt, cần triển khai cơ bắp cho phù hợp, cần đeo chiếc đai đấm bốc và đồ bảo hộ răng. Phần mềm Alibaba, rút người của các bạn ra, đừng nói không. Hôm nay, chúng ta cần xông lên như những người lính tình nguyện. Taobao, Alipay, Yahoo, tất cả đều cần phải có tâm thái như vậy. Hôm nay, chúng ta dốc toàn lực phái một đoàn quân tình nguyện xâm nhập vào B2B về trang mạng quốc tế của chúng ta. Súng ngầm, tên ẩn càng ngày càng nhiều. Thực lực của WeQ mọi người đều biết rõ. Thực lực của Baidu mọi người cũng đều hiểu. Thực lực của Google cũng thế. Alibaba lớn mạnh đấy. Thế nhưng đối thủ của chúng ta cũng thuộc hàng top đầu của thế giới, top đầu của Trung Quốc. WeQ có lẽ đã tiến vào hàng ngũ đứng đầu trên thế giới. Làm gì có ai vượt trội được hơn họ về khoản IM, nhắn tin tức thời. Google thuộc hàng ngũ đứng đầu thế giới. Cổ phiếu của Baidu đã tăng tới hơn 200 đô la Mỹ. Tôi nói cho mọi người hay, đụng độ với đối thủ ưu tú trước tiên là bạn rất may mắn. Taobao rất may mắn, tập đoàn Alibaba rất may mắn. Đối thủ mà chúng ta gặp phải hôm nay là đối thủ hàng đầu thế giới. Hãy học hỏi họ rồi vượt qua họ. Tóm tắt, đối thủ cạnh tranh là một nhân tố quan trọng và lớn nhất trong việc tạo ra và duy trì môi trường cạnh tranh tốt hay không. Tránh xa đối thủ hay không có đối thủ hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Trong cạnh tranh, nhà khởi nghiệp cần học hỏi tinh thần. Chẳng có gì để mất nên chẳng sợ mất gì. Tinh thần chủ động cổ vũ dũng khí chẳng ngại khó khăn trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Tích cực nghênh đón thách thức và chủ động phát động tiến công, linh hoạt biến hóa trong cạnh tranh, dẫn dắt đàn kiến đánh đổ con voi lớn. Khi tranh đấu với đối thủ, mỗi nhân sĩ trên thương trường nhất định phải cố gắng hết sức để ra đòn trước. Tiên phát chế nhân, kiên quyết hủy diệt đối thủ, giành lấy địa vị cùng ưu thế tuyệt đối của chính mình. Trên thương trường, nhà khởi nghiệp không những cần phải thấu hiểu đối phương, mà còn cần làm cho đối phương thấu hiểu ý đồ của mình. Có như vậy mới có thể giảm thiểu đi những nỗi nguy hoặc và bất tín nhiệm khi làm ăn với nhau, có lợi cho việc nâng cao. Chương 10. Bàn về sách lược dẫn dắt đội ngũ. Người biết cách lãnh đạo không để bản thân mình phải làm việc tới chết. Chương 10 sẽ bàn về những chủ đề sau đây. Đừng lắp động cơ máy bay vào xe đầu kéo. Nhà lãnh đạo không cần tự mình làm nhân viên kiểu mẫu. Ngoài ngành lãnh đạo trong ngành. Đừng coi bản thân là điều to tát lắm. Hào phóng một chút, nhân viên sẽ càng ra sức làm việc. Ghi lại bài nói chuyện, tôi không hy vọng có ai nói lời tạm biệt với mình. Đừng lắp động cơ máy bay vào xe đầu kéo. Vận hành công ty không phải là tìm về những người ưu tú nhất, mà là tìm những người thích hợp nhất. Động cơ của Boeing 747 rất tốt, thế nhưng nếu bạn lắp nó vào xe đầu kéo thì khi khởi động, động cơ sẽ phát nổ. Jack Ma. Tháng 9 năm 1999, trang web Alibaba được thành lập. Jack Ma lập chí muốn biến Alibaba trở thành người dẫn đường đưa các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở cánh cửa tới nguồn của cải. Tháng 10, Alibaba đã có được nguồn đầu tư 5 triệu đô la Mỹ do Goldman Sachs dẫn đầu cung cấp. Việc mà Jack Ma ngay lập tức bắt tay làm chính là thu hút nhân tài từ Hồng Kông và Hoa Kỳ. Jack Ma tuyên bố với bên ngoài, nhân viên khởi nghiệp chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ từ đại đội trưởng trở xuống. Từ chức trung đoàn trưởng trở lên sẽ do thạc sĩ MBA đảm nhiệm. Lúc bấy giờ, trong đội ngũ cấp cao gồm 12 thành viên của Alibaba, ngoại trừ Jack Ma, tất cả đều là người nước ngoài. Vài năm sau đó, Alibaba chiêu mộ thêm nhiều thạc sĩ MBA từ các trường đại học như Harvard, Stanford, có cả thạc sĩ MBA của các trường đại học trong nước. Tuy nhiên sau này, 95% số thạc sĩ MBA ấy đều bị Jack Ma chưa từng phủ nhận trình độ quản lý của những nhà quản lý chuyên nghiệp đó. Trình độ của họ cũng giống như động cơ máy bay. Thế nhưng vấn đề lại là chính ở đó.
Động cơ cao cấp như vậy không hề phù hợp với một chiếc xe đầu kéo. Trình độ quản lý của những nhà quản lý chuyên nghiệp đó đúng là rất cao siêu. Tuy nhiên trình độ phát triển lúc bấy giờ của công ty lại không dung nạp được họ. Từ đó, Jack Ma tổng kết được một lý luận về sử dụng nhân tài như sau. Chỉ có nhân tài phù hợp với yêu cầu của công ty mới là nhân tài thực sự. Chính vì vậy, xét trên ý nghĩa đó, thích hợp mới là nhân tài. Jack Ma treo trên tường văn phòng làm việc một bức tranh có dòng chữ: giỏi dùng người mới là điểm cốt lõi của một nhà lãnh đạo vĩ đại. Chính điều này đã làm nên sự nghiệp lớn của Lưu Bang, Lưu Bị. Mong Jack Ma hãy luôn nỗ lực. Bức tranh chữ này là do Kim Dung đề tặng Jack Ma vào năm 2000. Bức tranh chữ này là do Kim Dung đề tặng Jack Ma vào năm 2000. Jack Ma treo nó đối diện với bàn làm việc, mỗi ngày đều nhìn ngắm, cũng chính là một cách để cảnh tỉnh bản thân. Từ trước tới nay, trong mắt của không ít người, chỉ có người có học vị cao, có chức danh cao mới được coi là nhân tài. Nếu không thì ngay cả một người có tài năng nổi trội nhưng không có một tấm bằng cấp hay chức vị thì cũng không được coi là nhân tài. Tuy nhiên, phương Tây lại có một câu nói nổi tiếng như sau: rác chính là nguồn của cải nhưng bị để nhầm chỗ. Có phải là nhân tài hay không, quan trọng phải xem mình đặt họ ở vị trí nào để anh ta làm việc. Chỉ cần anh ta có thể làm tốt vị trí đó, tạo ra thành tích, thì anh ta chính là nhân tài. Ngược lại, nếu như không được, cho dù có đội thêm bao nhiêu chiếc vòng nguyệt quế thì anh ta cũng không phải là nhân tài. Jack Ma nói rằng, Alibaba, nếu như chỉ có toàn tinh anh làm việc với nhau thì khẳng định đó cũng không phải là chuyện tốt. Ông cho rằng Alibaba chỉ gồm những người bình thường tập hợp lại với nhau để làm những chuyện không hề tầm thường. Tương thích với nhau chính là sự phù hợp nhất chính là tốt nhất. Nhà quản lý khi sử dụng người tài nên suy nghĩ sao cho thêm phần lý trí, giảm bớt đi sự bố trí mù quáng, cần suy tính thấu đáo về tính năng động tích cực của nhân viên, khảo sát sở trường của nhân viên, đồng thời dựa vào những sở trường đó để sắp xếp vị trí nhân viên sao cho phù hợp, dựa vào ưu nhược điểm của nhân viên để có những điều chỉnh cơ động khiến cho đội ngũ phát huy được hiệu năng lớn nhất. Vậy thì nhân viên như thế nào sẽ có mức độ tương thích cao nhất với doanh nghiệp? Doanh nghiệp dùng người cần chú ý tới những vấn đề gì? Dưới đây là hai điểm cơ bản để lựa chọn được thành viên cho đội ngũ một cách tốt nhất. Khi nhắc tới vai trò của bản thân, Trương Thụy Mẫn, CEO của Hire nói rằng đầu tiên là phải một nhà thiết kế. Trong khi doanh nghiệp phát triển, cần làm cho cơ cấu tổ chức thích ứng được với sự phát triển của doanh nghiệp. Thứ hai là một giáo sĩ, không ngừng truyền đạo, khiến nhân viên tiếp nhận văn hóa doanh nghiệp, kết hợp giữa thể hiện giá trị bản thân của nhân viên với thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Về vấn đề chiêu mộ nhân tài, Jack Ma và Trương Thụy Mẫn thật bất ngờ lại cùng chung một ý. Jack Ma nhấn mạnh, sau khi gia nhập công ty của chúng tôi, nhất định phải chấp nhận văn hóa của chúng tôi, chấp nhận lý tưởng của chúng tôi. Tất cả mọi người ở chỗ chúng tôi đều là người bình thường. Những người bình thường tập hợp lại để thực hiện những chuyện không tầm thường. Nếu như bạn cho rằng mình là tinh anh, mời bạn rời khỏi chỗ chúng tôi. Jack Ma muốn nhân viên thừa nhận văn hóa của công ty. Điểm này đặc biệt quan trọng. Nếu như nhân viên không thể thừa nhận điểm này đặc biệt quan trọng. Nếu như nhân viên không thể thừa nhận văn hóa của công ty, doanh nghiệp sẽ nảy sinh những mâu thuẫn nội bộ. Mặc dù có vẻ mỗi cá nhân đơn lẻ đều rất có sức mạnh, thế nhưng phương hướng nỗ lực của mọi người lại không giống nhau. Không có cách nào để dồn toàn lực vào cùng một chỗ. Như vậy sẽ khiến cho hợp lực của doanh nghiệp rất nhỏ. Doanh nghiệp sẽ trở nên rất yếu ớt trên thị trường cạnh tranh. Bởi vậy, về lâu về dài, nếu như một doanh nghiệp không có văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ thì sẽ không thể hình thành được năng lực cạnh tranh cốt lõi của bản thân, sẽ rất khó sinh tồn và phát triển trong một thị trường cạnh tranh mỗi ngày đều khốc liệt. 2. Chú trọng tính chất bổ sung lẫn nhau của nhân tài. Hợp tác đoàn đội nhấn mạnh lấy dài bổ sung cho ngắn, cương nhu hòa hợp, với thành viên trong một đội không thể cùng cương hoặc cùng nhu. Có cương có nhu mới có thể lấy dài bổ sung cho ngắn, hình thành bộ đội ngũ của Đường Tăng. Thế nhưng ông lại không cho rằng đội ngũ của Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng và Triệu Vân là một đội ngũ tốt. Ông cho rằng một nhà lãnh đạo giống như Đường Tăng, mặc dù không có năng lực gì, cũng không có sức hút cá nhân, thế nhưng mục đích lại rất rõ ràng, chính là đi thỉnh kinh.
Tô Ngộ Không võ công cao cường, phẩm đức cũng không tồi, thế nhưng điểm nối tiếc duy nhất là tính khí nóng nảy. Trừ Bát Giới có chút giảo hoạt, không có Bát Giới thì sinh hoạt sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Sang Ngộ Tĩnh thì không bàn những chuyện trừu tượng như con người giá trị quan, chỉ biết tận tâm làm việc. Bốn người như vậy, gian khổ dặm trường, một đường diệt trừ yêu ma, thỉnh được chân kinh. Đội ngũ như vậy mới là đội ngũ tốt nhất, doanh nghiệp như vậy mới có thể thành công. Theo khảo sát tổng thể giới doanh nghiệp của cả Trung Quốc và nước ngoài, không có doanh nghiệp thành công nào mà không tập hợp cho mình một thành công nào mà không tập hợp cho mình một tập thể nhân tài cống hiến tri thức và trí khôn cho doanh nghiệp. Các thành viên trong đội ngũ đều có tính cách riêng, có sở trường riêng, có kinh nghiệm riêng. Chỉ khi có sự hỗ trợ và bổ sung năng lực giữa các nhân viên cho nhau một cách phù hợp, hình thành nên một kết cấu hình cầu chứ không phải hình chữ nhật hay các hình thù khác thì mới có thể tiến tới phát triển không ngừng một cách nhanh chóng. Trích lời Jack Ma: khi tuyển dụng nhân viên nên tìm người thích hợp nhất chứ không nên nhất thiết phải là người thiên tài nhất. Khi công ty của bạn vẫn còn chưa đủ lớn mạnh mà đã tính tới chuyện tuyển dụng nhân tài cấp cao thì cũng giống như việc lắp đặt động cơ Boeing 747 vào một chiếc xe đầu kéo. Mặc dù lắp vào thì vừa đấy, thế nhưng cần phải biết rằng xe đầu kéo vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào bay lên được. Lời khuyên của tôi là tìm kiếm nhân tài phù hợp, sau đó đầu tư vào họ, trưởng thành, công ty của bạn cũng sẽ trưởng thành và phát triển theo. Nhà lãnh đạo không cần tự mình làm nhân viên kiểu mẫu. Nhà lãnh đạo chân chính sẽ đạt được kết quả thông qua người khác, chứ không phải tự mình xông pha nơi tiền tuyến. Tôi là thuyết khách của công ty chúng tôi là người chỉ nói chứ không làm. Jack Ma. Thời Xuân Thu, Vu Mã Kỳ và Phục Tử Tiện đều lần lượt cai quản chính quyền địa phương của Đan Phủ. Thời Vu Mã Kỳ cầm quyền, ông làm việc thâu đêm suốt sáng, quên ăn quên ngủ, ngày đêm không nghỉ, xử lý mọi công vụ của thân thích lối xóm, thế nhưng thành tích chính trị lại bình bình. Thời Phục Tử Tiện cầm quyền, không những ông không bận rộn như vậy, ngược lại ông còn thường xuyên đánh đàn ca hát, tuy nhiên vẫn điều hành Đan Phủ tương đối tốt. Khi Vu Mã Kỳ thỉnh giáo Phục Tử Tiện, ông nói: cách làm của tôi là giỏi giao quyền lực xuống dưới, dựa vào nhân tài. Cách làm của ông là tự mình làm việc khổ sở, chỉ biết sử dụng trí tuệ của bản thân, chỉ biết dựa vào bản thân thì đương nhiên vất vả, còn dựa vào nhân tài thì đương nhiên an nhàn. Đây chính là tích Minh Cầm Nhi Trị, đàn hát mà trị quốc nổi danh trong lịch sử. Bởi vậy nên nhà lãnh đạo nên học cách dẫn dắt đội ngũ, đừng giữ chặt quyền lực không buông, tự dấn thân vào sai lầm, tự mình ôm đồm mọi việc. Jack Ma luôn chủ trương các doanh nghiệp Trung Quốc cần phải quan tâm tới tinh thần đồng đội. Khi nhắc tới đội ngũ của bản thân, Jack Ma tự hào nói rằng công ty có đội ngũ 4 chữ O. COO Wang Minxin đã từng làm nhà quản lý cho GE, BTR, cũng như cho các công ty thuộc top 500 công ty mạnh nhất toàn cầu được 25 năm, là người Hồng Kông có cầu được 25 năm, là người Hồng Kông có quốc tịch Anh. CFO Thái Sùng Tím từng làm quản lý đầu tư tại công ty Invest AB của châu Âu, là thạc sĩ ngành pháp luật, người Đài Loan có quốc tịch Canada. CTO Ngô Huỳnh, người phát minh ra phương tiện tìm kiếm Yahoo, người Thượng Hải có quốc tịch Mỹ. Bản thân ông là CEO, quốc tịch Trung Quốc, hộ khẩu Hàng Châu. Bốn người họ mỗi người thủ một phương, phối hợp vô cùng ăn ý. Jack Ma nói, làm nhà quản lý thì phải dám chỉ nói mà không làm, học cách làm một người lười biếng, đồng thời cũng bàn về những chỗ tốt của lười biếng cho mọi người hay. Bill Gates, người giàu có nhất trên thế giới, ông ấy là một nhà lập trình, lười đọc sách, ông liền thôi học. Ông cũng lười ghi nhớ những câu lệnh DOS phức tạp. DOS là chữ viết tắt của Disk Operating System, hệ điều hành. Bởi thế nên ông đã viết một chương trình giao diện đồ họa gọi là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, tôi vẫn hay lười ghi nhớ những thứ đó. Chính vì vậy mà máy tính trên toàn thế giới đều có cùng một khuôn mặt, còn ông ấy cũng trở thành người giàu nhất thế giới. Ông chủ của Coca-Cola, thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới, lại càng lười hơn. Mặc dù văn hóa trà của Trung Quốc có lịch sử lâu đời, cà phê của Ba Tư có vị nồng đậm,
Thế nhưng thực tế là ông ấy quá lười, pha chút đường hóa học với nước suông, đóng chai vào là bán. Vì vậy trên toàn thế giới, nơi nào có người thì mọi người ở đó đều uống thứ chất lỏng giống như máu đó. Ông chủ McDonald's, doanh nghiệp đồ ăn lợi hại nhất thế giới cũng lười tới kỳ lạ. Lười học hỏi tinh túy của các món ăn Pháp, lười nắm bắt kỹ thuật phức tạp của các món Trung Quốc. Lấy hai miếng bánh mì kẹp một miếng thịt bò, cứ thế là đem bán. Kết quả toàn thế giới đều có thể thấy được logo hình chữ M đó. Ông chủ của Pizza Hut lười nhồi nhân vào bên trong bánh nhân mà trực tiếp rải lên trên bề mặt chiếc bánh. Cứ thế là bán. Kết quả mọi người gọi nó là pizza, đắt hơn 10 cái bánh nhân. Còn có những người lại lười thông minh hơn nữa, lười leo cầu thang, bởi vậy nên họ đã phát minh ra thang máy. Lười đi bộ, bởi vậy nên họ đã tạo ra xe ô tô, tàu hỏa và máy bay. Lười cầm súng, bởi vậy nên họ đã phát minh ra bom nguyên tử. Lười lần nào cũng phải tính toán, bởi vậy họ đã phát minh ra công thức số học. Lười ra ngoài nghe hòa nhạc, bởi vậy nên họ đã phát minh ra đĩa hát, băng và CD. Jack Ma tự khoe mình là người lười, chỉ nói không làm. Thế nhưng ông ấy có thể lãnh đạo các thành viên trong đội ngũ của mình làm việc. Ấy chính là một nhà lãnh đạo ưu tú. Ông có năng lực khiến cho các thành viên trong đội nhóm đồng tâm hiệp lực. Làm Jack Welch là nhân vật truyền kỳ trong giới thương mại, người được các phương tiện truyền thông gọi là CEO vĩ đại nhất thế kỷ 20, nhà quản lý chuyên nghiệp bậc nhất toàn cầu. Đảm nhiệm chức vị chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của General Electric từ năm 1981 cho tới năm 2001. Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Welch đã đưa GE từ một doanh nghiệp cực lớn với rất nhiều căn bệnh mãn tính trở thành một doanh nghiệp khổng lồ, khỏe mạnh, có hiệu suất cao, sức sống hưng thịnh, tràn đầy năng lực cạnh tranh. Trong mắt của Jack Welch, nhà lãnh đạo nào quản lý càng ít việc thì mới là nhà lãnh đạo đạt tiêu chuẩn. John Chambers, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Cisco System Company nói: "Có lẽ tôi vui vẻ trao quyền hơn bất cứ vị chủ tịch nào trong doanh nghiệp khác. Điều này khiến tôi được tự do đi du lịch, tìm kiếm các cơ hội khả thi." Cựu Reagan cũng là một người theo chủ nghĩa trao quyền rất nổi tiếng. Ông chỉ quan tâm tới những việc trọng yếu nhất, còn những công việc khác sẽ giao cho những thủ hạ đắc lực phụ trách. Bởi vậy, ông có thể thường xuyên đi đánh bóng, nghỉ phép. Tuy nhiên điều này không hề gây trở ngại gì tới việc ông trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Suy nghĩ nhiều, quan sát nhiều, mạnh dạn để cho người khác làm. Đây là nguyên tắc dẫn dắt đội ngũ hữu hiệu bắt buộc phải nắm được. Trích lời Jack Ma: "Trước khi để một người làm quản lý, bạn nhất định phải cho anh ta học được cách quản lý như thế nào. Có rất nhiều quản lý là cán bộ kiểu mẫu, loại người này rất chuyên cần. Nếu như bạn thăng chức cho anh ta làm giám đốc, anh ta sẽ cảm thấy lãnh đạo thích người như mình làm giám đốc, thế nên mọi thứ đều đích thân dẫn đầu làm. Thế nhưng anh ta sẽ không thể bồi dưỡng và thúc đẩy nhân viên dưới trướng. Nhà lãnh đạo ưu tú chân chính, người có thể khiến cho nhân viên dưới quyền trở thành những nhân viên kiểu mẫu, chứ không phải là biến bản thân thành nhân viên kiểu mẫu." Ngoài ngành, lãnh đạo trong ngành. Người ngoài ngành có thể lãnh đạo người trong ngành, quan trọng là cần tôn trọng người trong ngành. Đây là một điểm rất quan trọng mà tôi đã tổng kết được. Jack Ma. Đội ngũ sáng tạo đầu tiên là phải phá vỡ ràng buộc tư tưởng. Chỉ có như vậy mới có thể thực hiện sáng tạo thực sự. Từ rất lâu về trước, chúng ta đã quen với tư duy dường như chỉ có người trong ngành lãnh đạo đội ngũ thì mới có thể khiến cho đội ngũ đó đi tới huy hoàng. Tuy nhiên trên thực tế liệu có thực sự là như vậy hay không? E rằng chưa chắc. Có rất nhiều ví dụ có thể chứng minh người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành, ngược lại càng dễ dàng đạt được thành công. Trên thực tế trong công tác quản lý một đội ngũ, bất cứ đâu, quan trọng là phải xem liệu chúng ta có dùng tâm để suy xét hay không. Theo tư tưởng truyền thống quen thuộc, ngoài ngành lãnh đạo trong ngành dường như có chút kỳ quái. Thực tế chính là vì tư duy của chúng ta vẫn chưa thể dần dần cởi mở. Làm lãnh đạo, có trình độ lãnh đạo cao thấp ra sao, trọng điểm không nằm ở chỗ ngoài ngành hay trong ngành. Có thể nói Jack Ma chính là một ví dụ điển hình về vẻ ngoài lãnh đạo trong ngành một cách thành công. Jack Ma vốn theo học chuyên ngành tiếng Anh, chính như những gì bản thân ông nói, không ai thì cũng chẳng ti. Tuy nhiên hiện nay, Alibaba, Taobao, Alipay cũng như các giao diện giao dịch trên mạng khác
hay giao diện thanh toán bên thứ ba do ông thành lập đều đã trở thành ông trùm mạng Internet của Trung Quốc, thậm chí là của thế giới. Vậy thì một người ngoài ngành IT, nhiều mấy đã lãnh đạo một số lượng lớn những tinh anh trong ngành thành lập nên Alibaba như thế nào? Mấu chốt nằm ở chỗ, ông ấy đã hoàn toàn tôn trọng và cho các nhân viên kỹ thuật trong đội tự do hoàn toàn, không can thiệp vào các công tác cụ thể của họ, chỉ phụ trách một số vấn đề mang tính chất phương hướng và chiến lược về sự phát triển của công ty. Từ đó dấy lên lòng nhiệt huyết công tác của các thành viên trong đội ngũ, có thể khiến cho các thành viên trong đội dựa theo lối tư duy chuyên nghiệp của bản thân để tạo ra những sản phẩm nổi bật. Ngoài Jack Ma, còn có rất nhiều người ngoài ngành lãnh đạo trong ngành thành công. Ví dụ như Louis Vincent Gerstner, chủ tịch tiền nhiệm của IBM, cũng là một người ngoài ngành IT nhưng vẫn lãnh đạo IBM từ chỗ chết trở về chỗ sống, một lần nữa hướng tới huy hoàng. Có thể thấy, thậm chí có thể nói rằng ngoài ngành lãnh đạo trong ngành có ưu thế đặc biệt. Một góc nhìn rộng hơn, người ta phát hiện ra rằng trên thực tế có thể phân chia con người trong xã hội ra làm hai dạng. Dạng thứ nhất là chuyên viên, dạng còn lại là nhân viên giám sát và nhân viên quản lý. Đa phần chuyên viên thuần túy thường có lối tư duy dựa theo lĩnh vực chuyên nghiệp của bản thân. Bất cứ sự vật nào khác cũng đều nằm trong mối liên hệ với nhau. Bởi vậy nên người trong ngành thuần túy ngược lại càng khó có đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quản lý. Đương nhiên, có những chuyên viên có thể tích cực học hỏi tri thức của người khác ngoài ngành, làm phong phú tri thức của bản thân, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ quản lý rất tốt. Còn về nhân viên quản lý, cần có năng lực tổng hợp tốt. Có thể những hiểu biết về chuyên ngành còn chưa đạt tới trình độ chuyên gia, nhưng cũng không phải là không có chút nhận thức về mặt khái niệm. Đồng thời, ngoài chuyên ngành cũng nắm bắt được những kinh nghiệm và tri thức phong phú ngoài ngành. Người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành, có thể thoát ra khỏi lối mòn tư duy của người ngành. Người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành, có thể thoát ra khỏi lối mòn tư duy của người trong ngành, càng dễ dàng nhận ra bản chất của vấn đề một cách rõ ràng. Giống như khi Jack Ma mới khởi nghiệp với Alibaba, đứng từ góc độ chuyên ngành, rất nhiều nhân viên trong ngành không hề coi trọng B2B. Thế nhưng với tư cách là một người ngoài ngành, Jack Ma lại nhạy bén nhìn thấy tương lai tươi đẹp của B2B. Bởi vậy đã quyết định phát triển theo phương hướng B2B, cuối cùng đã làm nên sự huy hoàng của Alibaba. Tất nhiên, một doanh nghiệp cần có nhân tài hiểu biết chuyên môn, càng cần một nhà lãnh đạo có thể nhìn thấu phương hướng tương lai. Xét từ góc độ đó, ngoài ngành lãnh đạo trong ngành thậm chí còn có ưu thế thiên bẩm. Bởi vậy, một số doanh nghiệp nước ngoài thậm chí còn chủ trương để người ngoài ngành làm quản lý cấp cao trong công ty. 2. Làm việc cẩn thận. Bởi vì là người ngoài ngành lãnh đạo trong ngành, nền tảng chuyên ngành của bản thân người lãnh đạo ngoài ngành có phần thiếu hụt. Chính vì vậy, khi lãnh đạo đội ngũ lại càng cẩn thận hơn. Ví dụ, những sát thủ xa lộ mà chúng ta thường nhắc đến đa phần là những tay lái lão làng, còn những người mới chạy xe ngược lại là có tỷ lệ tai nạn giao thông cực thấp. Do đó, trong quản lý cũng xảy ra tình huống tương tự. Người có trình độ chuyên nghiệp cao sẽ có một loại tự tin vô thức. Loại tự tin này rất dễ để xảy ra sai lầm do quá mức tự tin. 3. Hoàn toàn tôn trọng nhân viên. Trong cuốn sách 100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến thắng, tác giả Steve Chandler đã viết rằng nhân viên và đội nhóm là lực lượng duy nhất có thể thay đổi tất cả, là cơ sở trợ giúp bạn thực hiện ước mơ. Rất nhiều doanh nghiệp luôn than thở về những vấn đề gặp phải trong quá trình sáng tạo. Họ không biết nên thực hiện mục tiêu. Một phương diện lớn chính là do nhà quản lý và nhà chiến lược không lắng nghe ý kiến của nhân viên, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cổ đông. Thực tế, cổ đông sẽ cho bạn rất nhiều ý kiến. Tuy nhiên, những ý kiến đó nhiều khi lại không phù hợp với tình hình bên trong công ty. Tài sản và động lực sáng tạo chân chính của doanh nghiệp chính là số lượng lớn các nhân viên. Chính vì vậy, tôn trọng nhân viên mới có thể được báo đáp tốt đẹp. Jack Ma đã từng gặp phải nhiều tranh luận trái chiều vì đã cao giọng trước giới truyền thông. Thế nhưng không có ai phủ nhận được nghệ thuật quản lý và đội ngũ quản lý của ông ấy. Jack Ma hoàn toàn tự hào về đội ngũ của bản thân. Ông từng nói, điều tự hào nhất của tôi là người của chúng tôi. Tiếp theo là nhà đầu tư của chúng tôi. Thứ mà tôi không tự hào nhất là trang mạng của chúng tôi. Các doanh nhân thành công đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng người khác. Matsushita Kono tôn trọng người khác.
Matsushita Konosuke nổi danh nhờ biết cách bồi dưỡng nhân tài. Ông nói, tôi phải làm cho hạ cấp của tôi có niềm tin như thế này. Đó là cảm thấy tự hào về công việc mà họ đang làm, ngay cả khi công việc đó là lau dọn sàn nhà. Khi ngoài ngành lãnh đạo trong ngành, thông thường họ đã từng trải và được rèn luyện qua vô số nơi làm việc. Thông qua việc điều chỉnh bản thân không ngừng, tri thức cá nhân đã trở thành nhân tài trên nhiều lĩnh vực. Giới hạn của cá nhân cũng dần được mở rộng, năng lực phối hợp, tầm nhìn chiến lược, vận dụng chiến thuật, tấm lòng bao dung đều đã là những điều mà các nhà lãnh đạo thông thường không thể có được. Cái gọi là người ngoài ngành chẳng qua chỉ là xuất thân không qua trường lớp chính quy mà thôi. Nói tóm lại, khi tổ chức một đội ngũ, lựa chọn người trong ngành hay người ngoài ngành làm lãnh đạo không phải là điểm mấu chốt được quyết định ai sẽ. Quan trọng là phải kiểm soát được phương hướng tiến lên từ mặt vĩ mô và phối hợp kế hoạch tổng thể một cách hài hòa. Vì mặt vĩ mô là có thể cổ vũ lòng người, khiến cho mỗi cá nhân đều có thể nhận thức rõ ràng phương hướng nỗ lực của bản thân. Trích lời Jack Ma: người ngoài ngành vì không hiểu kỹ thuật nên càng dễ thoát khỏi những ràng buộc tầng lần lớp lớp. Tư duy sẽ càng linh hoạt hơn, càng coi trọng tới hiệu quả thực nghiệm và sự phát triển kỹ thuật đem lại. Xét trên phương diện nào đó, ngoài ngành lãnh đạo trong ngành có ưu thế trời sinh. Đừng coi bản thân là điều to tát lắm. Alibaba là một đội ngũ, không phải là một người. Có người phát ngôn, có người làm việc, có người làm kỹ thuật, có người phân tích chiến lược, có đủ các loại người. Trong đội ngũ này, nếu chỉ dựa vào một mình CEO thì không ai có thể có được năng lực đó. Tôi cũng làm gì có năng lực đó, Tại Alibaba, tôi chỉ phụ trách làm người phát ngôn mà thôi. Jack Ma. Jack Ma so sánh bản thân như xi măng, kết dính rất nhiều nhân tài ưu tú lại với nhau và khiến cho họ hiệp lực về cùng một chỗ. Từ đó thúc đẩy Alibaba không ngừng tiến bộ. Một nhà lãnh đạo giỏi không nằm ở chỗ bản thân toàn năng tới mức nào. Điều quan trọng là có thể khiến cho nhân viên đoàn kết thành một khối, khiến cho mọi người nỗ lực quanh cùng một mục tiêu. Một người muốn làm việc thì không thể không phạm sai lầm. Mấu chốt nằm ở chỗ liệu có thể nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm hay không. Trong công tác, xin đừng quá bao bọc bản thân. Hãy phơi bày điểm yếu một cách thích đáng. Bộc lộ sai lầm của bản thân không những không hạ thấp uy tín của bạn trong lòng cấp dưới mà ngược lại còn gia tăng tính tín nhiệm của cấp dưới đối với bạn, cũng gia tăng tính gắn. Năm 2001, tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi nói với 18 cộng sự cùng khởi nghiệp với mình rằng họ chỉ có thể quản lý đội ngũ nhỏ, còn tất cả các phó tổng giám đốc đều phải tuyển dụng từ bên ngoài. Tới nay đã qua 10 năm, nhân tài bên ngoài tôi mời về đều đã rời đi rồi. Còn những người tôi từng hoài nghi năng lực trước đều đã trở thành phó tổng giám đốc hoặc giám đốc. Jack Ma đã công khai thừa nhận sai lầm mà mình phạm phải trong công tác tuyển dụng nhân tài không dưới một lần. Nhà lãnh đạo dũng cảm nhận sai, biết sai liền sửa, thì anh ta chính là một người vô cùng tài ba. Trên thực tế, người dám thừa nhận sai lầm và sửa chữa sai lầm nhất định sẽ được mọi người tôn trọng. Trong doanh nghiệp, nếu như nhà lãnh đạo có thể buông bỏ cái tôi, hoàn toàn tôn trọng nhân viên thì sẽ luôn mang lại hiệu quả cổ vũ còn lớn hơn nhiều so với cổ vũ bằng tiền bạc. Người làm lãnh đạo có thể 1. Tôn trọng nhân viên của bạn, đặt bản thân vào một vị trí bình đẳng với nhân viên. Nhà lãnh đạo cần tôn trọng nhân viên, đồng thời thường xuyên tiến hành giao lưu cởi mở với họ. Dùng biện pháp này để làm cho mỗi thành viên trong nhóm đều cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân trong công ty. Nhà lãnh đạo không nên đặc biệt ưa thích hoặc ghét bỏ một nhân viên nào đó, xuất phát từ thiên vị cá nhân. Trong kỳ hạn nhậm chức, Tổng Giám đốc của IBM là ông Watson Jr. đã cất nhắc những người không ưa thích nhưng lại có tài năng và giỏi giang. Ông từng hồi tưởng lại như sau: tôi luôn cất nhắc người mà không ưa thích mà không có chút do dự nào. Những nhân viên luôn tìm cách lấy lòng, những người bạn luôn ra ngoài câu cá với bạn, đó là những cạm bẫy trong quản lý. Ngược lại, tôi luôn tìm kiếm những ai sắc sảo, có năng lực, thích chỉ ra khuyết điểm, ngôn từ sắc bén, thích khiêu khích người khác. Khiến người khác ghét bỏ thì họ có thể trao cả trái tim cho bạn. Nếu như bạn có thể sắp xếp để những người này làm việc quanh mình, nhẫn nại lắng nghe ý kiến của họ, vậy thì thành tựu mà bạn có thể gặt hái sẽ là vô hạn. 2. Dành cho nhân viên quyền được phát ngôn.
các ý kiến cần được khơi gợi chứ không nên bị chặn họng. Trong doanh nghiệp, bắt buộc phải cho nhân viên lên tiếng, tôn trọng ý kiến của nhân viên. Cho dù những gì họ nói có chính xác hay không, thì cũng đều cần phải tạo ra một diễn đàn để họ giải tỏa. Nếu như tước mất quyền phát ngôn của nhân viên thì không thể nhắc tới chuyện tôn trọng người khác, càng không thể nhắc tới niềm tin. Như vậy, nhân viên sẽ không còn mặn mà với mục tiêu lớn mà tổ chức đề ra, thể hiện thái độ có chuyện gì cũng mặc kệ, không phải chuyện của mình. Đối với nhà quản lý, tôn trọng ý kiến của nhân viên chính là để cho nhân viên tự quản lý bản thân, tự làm ông chủ của bản thân, triệt để phát huy mô hình quản lý theo kiểu tham dự, thực hiện giao tiếp và tương tác trong đội ngũ, nâng cao hiệu suất tổ chức. 3. Cho nhân viên không gian cá nhân. Tôn trọng nhân viên chính là cho nhân viên không gian riêng tư, kể cả trong thời gian làm việc. Là một giám đốc, bạn không được và cũng không thể giám sát kè kè bên cạnh nhân viên mỗi phút mỗi giây. Điều mà bạn có thể làm chính là chỉ đạo và trợ giúp nhân viên học cách quản lý thời gian, tận dụng thời gian của bản thân cho tốt, lên kế hoạch cho các công việc thuộc phạm vi chức trách cho tốt, lên kế hoạch phát triển bản thân cho tốt, quản lý nhân viên bằng kế hoạch và mục tiêu. Trích lời Jack Ma. Đạo lý để cho tài năng của mỗi người thực sự phát huy tác dụng cũng giống như chuyện kéo xe. Nếu như người này kéo đi được một phương, người kia kéo về một hướng, giữa họ sẽ rối loạn. Vai trò của tôi trong công ty cũng giống như xi măng, kết hợp rất nhiều nhân tài ưu tú lại với nhau, khiến họ hợp sức về cùng một phía. Hào phóng một chút, nhân viên sẽ càng ra sức làm việc. Nguyên nhân dẫn đến chuyện nhân viên bỏ việc có rất nhiều, nhưng chỉ có hai điểm là chân thực nhất. Một là tiền không được trả đủ, hai là sự tủi thân. Gốc rễ của chúng cuối cùng cũng chỉ quy về làm một, làm việc không thoải mái. Jack Ma. Khi nhắc tới chuyện nhân viên bỏ việc, Jack Ma đã nói như trên. Những lời này trông có vẻ giản đơn nhưng đã đánh trúng trọng tâm. Quản lý là một chuỗi có quá trình phức tạp, trong đó quản lý cái tâm là một khâu trọng yếu. Trong quản lý học hiện đại có một từ vựng tương ứng gọi là quản lý tâm bản. Jack Ma so sánh đội ngũ của mình với 108 vị hảo hán lương sơn, đồng thời cảm thấy tự hào về đội ngũ của mình. Về vấn đề này, chúng ta chẳng khó lý giải. Tất cả những thành tựu ngày hôm nay mà Jack Ma đạt được, một phần lớn là bởi ông coi trọng và tôn trọng đội ngũ của mình, biết cách chia sẻ thành công với các thành viên trong nhóm. Bởi vậy nên đội ngũ của ông luôn có năng lực gắn kết và năng lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Jack Ma nói, nhiều người cho rằng chuyên gia rất quan trọng, nhân tài quản lý cấp trung rất quan trọng. Tuy nhiên họ lại luôn quên mất những nhân viên phổ thông. Đối với doanh nghiệp mà nói, nhân viên phổ thông càng quan trọng. Jack Ma đã chứng minh bằng cách lấy một ví dụ như sau. Bảo mẫu nhà tôi trả bà ấy mức lương 1.200 nhân dân tệ. Giá thị trường ở Hàng Châu là 800 nhân dân tệ. Bà ấy làm việc rất vui vẻ bởi vì bà ấy cảm thấy được tôn trọng. Còn những nhân vật cấp cao với lương tháng 4-5 vạn nhân dân tệ, dù bạn có thêm cho anh ta 1-2 vạn nhân dân tệ thì anh ta cũng sẽ không cảm nhận được gì. Tuy nhiên, nếu như bạn tăng thêm một ít lương cho các nhân viên thì sĩ khí của họ sẽ dâng tràn. Ông chủ cần biết cách chia sẻ nguồn của cải với nhân viên, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng. Người không biết cách chia sẻ, không tập. Có nhà quản lý có tầm nhìn nông cạn, anh ta nghĩ, tôi vốn dĩ chỉ có 10% lợi nhuận, sao lại có thể chia sẻ với họ được đây? Tuy nhiên cái thế giới này kỳ lạ, chính là kỳ lạ ở điểm đó. Khi không chia sẻ, bạn chỉ có 10% lợi nhuận. Chia sẻ rồi, bạn có thể thu được 100% lợi nhuận. Mỗi người làm doanh nghiệp đều nghĩ cách kiếm tiền. Điều này đương nhiên dễ hiểu. Tuy nhiên trong quá trình kiếm tiền, nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên rõ ràng một điểm sau. Tiền là do người kiếm về. Nếu như muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì cần phải làm cho nhân viên của mình phát huy được tiềm năng lớn nhất. Vừa muốn ngựa chạy, vừa muốn ngựa không ăn cỏ, hiển nhiên là không thể được. Muốn nhân viên phát huy được tiềm năng thì nên mang lại cho họ đủ tự tin và động lực. Chính vì vậy, khi thành viên trong đội của bạn rời bỏ bạn và bạn cần nghĩ đến một điểm, chúng ta cần những người như anh hùng Lôi Phong, thế nhưng không thể để Lôi Phong mặc đồ vá chằn vá đục lên đường được. Để họ cùng chia sẻ thành công với bạn là một điều rất quan trọng. Trích lời Jack Ma. Nhân viên là tài sản tốt nhất của công ty. Những nhân viên có giá trị quan tương đồng với văn hóa doanh nghiệp là tài sản lớn nhất.
Chúng tôi tin chắc rằng nếu nhân viên không trưởng thành thì doanh nghiệp không thể trưởng thành. Gửi tiền vào ngân hàng không bằng tiêu tiền để bồi dưỡng nhân viên. Đầu tư vào con người là lợi nhất. Ghi lại bài nói chuyện. Tôi không hy vọng có ai nói lời tạm biệt với mình. Ngày 29 tháng 7 năm 2007, Jack Ma nói chuyện tại buổi giao lưu nhân viên. Câu chuyện 5 năm. Tôi không mong sẽ thấy vài người trong số các bạn nói lời tạm biệt với tôi. Các bạn vất vả nỗ lực nhé, còn tôi đi hưởng phúc đây. Dạng người sống hưởng phúc, đa phần tôi thấy chỉ có 0,0 mấy phần trăm là thành công. Không. Alibaba là một đội ngũ, có nó thì bạn sẽ rất tốt. Không có đội ngũ này thì bạn sẽ rất không ổn. Bạn bỏ đi, đi rồi sẽ rất khó tìm được một đội ngũ nào như thế này. Gần đây có người viết cho tôi một phong thư. Người này đã bỏ đi rồi, gia nhập vào bên đối thủ cạnh tranh. Anh ta nói đó vốn dĩ cũng là một công ty rất tốt, cũng là công ty mạng Internet. Không ngờ bên trong lại nhốn nháo lộn xộn. Anh ta vô cùng hoài niệm Alibaba, hoài niệm Taobao, liệu có thể quay lại hay không? Rất khó rồi. Tôi cảm thấy loại người mà gia nhập công ty đối thủ thì Alibaba vĩnh viễn không hoan nghênh. Bạn thử nghĩ xem, đồng nghiệp của bạn, người thuộc bộ phận của bạn gia nhập bên đối thủ, thấy tình hình không ổn lại quay về, vậy phát ra tín hiệu gì? Nếu như công ty kia đã đánh bại chúng ta, bạn nói xem người đó có quay lại hay không? Sẽ không quay lại hay không? Sẽ không quay lại đâu. Bởi vậy nên tôi muốn nói với mọi người rằng, nếu như các bạn đi khởi nghiệp hoặc đối thủ cạnh tranh mời mọc bạn, giá trị kỳ vọng đối với bạn là rất cao. Cảm thấy bạn là người xuất thân từ Alibaba, thực ra bản thân bạn cũng biết đó là thứ mà cả đội ngũ đã mang lại cho bạn. Nếu như họ thật sự muốn mời mọc, vậy thì bạn hãy dắt theo cả tôi đi. Mời mọc được một hai người qua đó, bạn nói xem liệu có thay đổi được gì không? Sẽ có đấy, thế nhưng không thay đổi được đại cục căn bản. Đây là sự phối hợp của cả một đội ngũ. Lý Kỳ, nguyên CEO của Alibaba, cũng vậy. Joey, Thái Sùng Tín, CFO của tập đoàn Alibaba cũng vậy. Sự phối hợp của mấy người chúng tôi được tôi luyện qua ngần ấy năm. Mỗi người chúng tôi đều vững như ốc vít. Đây là một đội ngũ cứ từ bàn phím ra. Mời mọc chúng tôi qua đó đều chẳng có tác dụng. Vậy thì mời mọc một bộ phận nhân viên phổ thông sẽ có tác dụng gì? Trong công ty bàn chuyện sát hạch giá trị quan, có ai nói mình thích sát hạch không? Nói là thích, tôi tin rằng đó là nói dối. Tuy nhiên có một điểm tôi muốn nói với bạn. Đã kiểm tra 5 năm trời, đột nhiên không kiểm tra nữa, vậy thì cũng rất đau chứ. Mọi người hãy nhớ, chính bởi vì bạn đã ở công ty 5 năm trời, nếu như đột nhiên phát hiện trong đội ngũ người lừa, người dối, đột nhiên phát hiện chẳng có ràng buộc, không có kỷ luật, bạn sẽ mất tinh thần tới đỉnh điểm. Bởi lẽ dù bầu không khí này không thuần khiết, nhưng bạn đã ở trong bầu không khí này. Nhưng nói một cách tương đối, bầu không khí của Alibaba thuần khiết hơn nhiều so với bầu không khí của đại đa số các công ty. Mọi người cần bảo vệ công ty này cho tốt. Đây là môi trường sinh tồn và phát triển chung của chúng ta. Chúng ta muốn phát triển hơn 100 năm mà. Rất nhiều người mời bạn qua chỗ họ. Tôi không ngăn cản mọi người. Đây là quyền lợi của mọi người. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, nếu như rời khỏi Alibaba, tôi nhất định không tham gia vào mạng Internet nữa. Nếu như không làm việc tại công ty này, tôi cũng sẽ không làm về mạng Internet nữa. Đây là sự chính trực và đạo đức nghề nghiệp. Tôi cảm ơn công ty này. Tôi không hy vọng bất cứ công ty nào phá hoại công ty mà chúng tôi thành lập nên. Tóm tắt, chỉ có nhân tài phù hợp với yêu cầu của công ty mới là nhân tài thực sự. Nhà lãnh đạo nào quản càng ít việc thì mới là nhà lãnh đạo đạt tiêu chuẩn. Người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành, có thể thoát ra khỏi lối mòn tư duy của người trong ngành, càng dễ dàng nhìn nhận bản chất của vấn đề một cách rõ ràng. Nhà lãnh đạo dũng cảm nhận sai, biết sai liền sửa, thì anh ta chính là một người vô cùng tài ba. Trên thực tế, người dám thừa nhận sai lầm và sửa chữa sai lầm nhất định sẽ được mọi người tôn trọng. Tiền là do người kiếm về. Nếu như muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì cần phải làm cho nhân viên của mình phát huy được tiềm năng lớn nhất.